Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 1566, một rồng đến từ mây, hổ ra từ gió. Vương Tử Quân nói lời khôi hài làm cho gương mặt Trịnh Minh Tổ có hơi đỏ, hắn biết rõ đây là Vương Tử Quân đang nể mặt mình, thế là tâm tư càng thêm nóng hầm hập. Sau khi hai người từ chối một lúc, Vương Tử Quân để cho Triệu Hiểu Bạch đưa ghế chủ vị ra ngoài, hắn và Trịnh Minh Tổ cùng ngồi hai bên. Lúc này có khá nhiều người trong phòng, Trịnh Minh Tổ nhận được lễ ngộ như vậy từ Vương Tử Quân và cảm thấy đã rất đủ. Lúc này hắn phất tay với Đặng Nho Giai rồi cười ha hả nói, các vị, trước đó tôi đã nói với các vị là bí thư Vương không giống với lãnh đạo bình thường, là người bình dị gần gũi, hôm nay mọi người đã được thấy rõ ràng rồi chứ. Khi Trịnh Minh Tổ lên tiếng thì lúc này Vương Tử Quân có cơ hội quan sát đám người trong phòng. Hắn thấy ngồi bên trái là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tuy tuổi tác đã khá lớn thế nhưng ăn mặc khéo léo, cười mà không nói, càng làm cho người ta sinh ra một cảm giác vẫn còn nét quyến rũ năm nào. Sau khi nghe xong lời nói của Trịnh Minh Tổ thì người phụ nữ kia cười lên tiếng, Chủ tịch Trịnh, tôi vẫn cho rằng ngài là chủ tịch bình dân, hôm nay gặp mặt bí thư Vương thì mới biết ếch ngồi đáy giếng, căn bản là còn nhiều lãnh đạo bình dị gần gũi như vậy. Người phụ nữ này nói hai câu đã khéo nịnh bợ hai người, căn bản cũng là một người khéo léo. Ha ha ha, đó là do đoàn trưởng Mai quá vùi đầu vào công tác, cũng ít có cơ hội được báo cáo công tác với lãnh đạo. Nếu chỉ thường xuyên đi báo cáo, như vậy sẽ phát hiện lãnh đạo rất bình dị gần gũi. Trịnh Minh Tổ nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó giới thiệu, Bí thư Vương, vị này chính là đoàn trưởng Mai của đoàn ca múa nhạc tỉnh Mật Đông. Lúc này đoàn ca mốc nhạc tỉnh Mật Đông phát triển rất tốt, không bám vào khuôn mẫu, chủ động xông ra ngoài, mở ra thiên hạ cho mình, năm ngoái còn nhận được bằng khen của quốc gia. Là lãnh đạo đoàn ca múa nhạc tỉnh, Vương Tử Quân chợt nhớ đến vài thông tin liên quan đến người này, có nhiều chuyện người khác làm không được nhưng nàng lại làm được. Nhiều lãnh đạo đoàn ca múa nhạc không có việc gì thường hay đến nhà lãnh đạo, cũng vì điều này mà rơi vào tình cảnh tự sinh tự diệt. Nhưng đoàn trưởng Mai dựa vào lực quyến rũ cá nhân và tài nguyên trong tay để phát triển rất sinh động, dù thế nào thì đó cũng là một loại bản lĩnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói một câu chào đoàn trưởng Mai. Lúc này đoàn trưởng Mai nói, Bí thư Vương, sau này kính mong ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác của đoàn ca múa nhạc nhiều hơn. Sở dĩ đơn vị có thể sinh tồn và phát triển được trong nghịch cảnh cũng là nhờ vào sự giúp đỡ quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy. Vương Tử Quân gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn đưa mắt nhìn về phía những người khác. Nơi đây ngoài đoàn trưởng Mai còn có hai người đàn ông khác, những người này nhìn khá mập, cũng không có gì là đặc biệt. Khi Vương Tử Quân nhìn sang thì hai người này tự đứng lên giới thiệu, người đàn ông cao hơn một chút lên tiếng, chào Bí thư Vương, tôi là Lý Thiết Thành của tập đoàn Thừa Phong. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ. Hắn chợt cười nói, tập đoàn Thừa Phong là một xí nghiệp kiến trúc quan trọng của tỉnh Mật Đông, năm ngoài còn lọt vào trong top 100 doanh nghiệp lớn của cả nước, thật sự rất tốt. Kính mong Bí thư Vương bỏ chút thời gian đến kiểm tra chỉ đạo công tác của tập đoàn chúng tôi. Sau khi Lý Thiết Thành giới thiệu xong thì Trịnh Minh Tổ cũng giới thiệu người còn lại, người này là Tổng Giám đốc Thành Hoa Bình của công ty xây dựng số 2 tỉnh Mật Đông. Vì đây là xí nghiệp lệ thuộc trực tiếp của tỉnh thế nên Thành Hoa Bình mở miệng cũng không được tùy ý như Lý Thiết Thành. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân chú ý là một người khác, người này có một đôi mắt tam giác với ánh mắt sáng ngời, gương mặt đen gầy gò, mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn qua có vài phần tiên phong hạo cốt. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía đối phương, người này chợt cho ra một chào theo kiểu đạo gia rồi nói, Vô Lượng Thiên Tôn, chào Bí thư Vương. Bí thư Vương. Vị này chính là đạo trưởng Kỳ Vân của Tam Thanh Cung, anh ấy chính là trưởng ban tôn giáo của tỉnh Mật Đông chúng ta. Sau khi Trịnh Minh Tổ giới thiệu xong thân phận của Kỳ Vân thì cười cười nói, Bí thư Vương, bây giờ Tam Thanh Cung hương khói phát đạt, đạo trưởng Kỳ Vân chính là người giỏi xem tướng, cả tỉnh Mật Đông đều biết điều này. Vương Tử Quân căn bản cũng không tin tưởng vào những trò xem tướng số thế này, thế nhưng hắn cũng không mở miệng nói ra. Dù sao thì tín ngưỡng tôn giáo là tự do. Anh có lập trường của anh mà người ta có lựa chọn của riêng mình, hơn nữa những thành phần tôn giáo cũng là một bộ phận cần phải đoàn kết. Vương Tử Quân cười cười nói, chào đạo trưởng Kỳ Vân. Sau khi xong phần giới thiệu thì tiệc rượu bắt đầu,
Trịnh Minh Tổ hội tụ những người này lại cùng dùng cơm với Vương Tử Quân giống như chỉ đơn giản là dùng cơm cho vui. Trong bữa tiệc Trịnh Minh Tổ nói đến những câu chuyện kỳ thú trong tỉnh, hơn nữa còn có sự phối hợp của đoàn trưởng Mai, thế cho nên bầu không khí trong phòng rất sinh động. Bí thư Vương, hôm nay tôi có thể ngồi cùng dùng cơm với ngài xem như cũng có duyên, tôi muốn xem cho ngài một lần, cũng xem như vui đùa một CST, ngài thấy thế nào? Sau khi Vương Tử Quân uống được 3-4 ly rượu thì đạo trưởng Kỳ Vân nãy giờ không lên tiếng chợt nói. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn nhìn về phía Trịnh Minh Tổ. Lúc này Trịnh Minh Tổ cười nói, bí thư Vương, nếu là vui đùa một chút thì cũng không có gì là ngại. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt của đạo trưởng Kỳ Vân, hắn cũng cười nói, vậy thì bây giờ chúng ta lắng tại nghe lời vàng ngọc của đạo trưởng vậy. Vì vị trí của đạo trưởng Kỳ Vân gần bên cạnh Vương Tử Quân, thế nên cũng không cần phải đổi chỗ. Vương Tử Quân tuy vẫn cười thế nhưng không nhịn được phải dùng ánh mắt dò xét nhìn đối phương. Lúc này đạo trưởng Kỳ Vân nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó khép hờ hai mắt trầm tư một lúc lâu nữa, khi mở mắt ra thì trên mặt có chút sợ hãi. Đạo trưởng Kỳ Vân, anh làm sao vậy? Trịnh Minh Tổ thấy thế thì chợt cảm thấy có chút lo lắng. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo trưởng Kỳ Vân niệm một tiếng đạo hiệu, sau đó mới nói với Vương Tử Quân, bí thư Vương, tướng mạo của anh cực kỳ phú quý, xin thứ cho lão đạo không dám nói thẳng. Đạo trưởng Kỳ Vân nói như vậy làm cho đám người Trịnh Minh Tổ không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, giống như muốn tìm ra trên người Vương Tử Quân chút dấu vết của câu nói cực kỳ phú quý của đạo trưởng Kỳ Vân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt mọi người rồi khẽ cười nói, đạo trưởng, chúng ta chỉ xem cho vui mà thôi. Chương 1566, 2, rồng đến từ mây hổ ra từ gió. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta chưa nói đến tướng mạo phẩm cách. Tôi sẽ kể cho ngài một vài thứ mình thấy được, kính mong ngài đừng chê cười. Lúc này đạo trưởng Kỳ Vân khẽ cười cười với Vương Tử Quân, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân ngăn cản mà nói, nhìn gương mặt của ngài có thể thấy tương lai phát triển rất bằng phẳng, cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng gặp dữ hóa lành, gặp nạn có tường che chắn, mỗi lần khốn đốn sẽ có quý nhân tương trợ. Sau khi nghe đạo trưởng Kỳ Vân nói như vậy thì đoàn trưởng Mai Vũ Lăng nói, người so với người thật sự là không giống. Biết TV, ngài thật sự là mây mưa thất thường, bản lĩnh quá lớn. Nếu như là trước kia thì những lời mập mờ này được Mai Vũ Lăng nói ra sẽ làm cho người ta phải chú ý. Người phụ nữ này có bản lĩnh rất lớn, cũng chính vì điều này mà nhiều đại nhân vật phải bảo trì quan hệ tốt đẹp với nàng, trong thành phố rừng mật không biết có bao nhiêu quan lớn nhìn nàng mà thèm nhỏ dãi. Nhưng bây giờ không ai lên tiếng, đám người Trịnh Minh Tổ đều nhìn về phía đạo trưởng Kỳ Vân, chờ người này nói tiếp. Lúc này nhìn gương mặt của Bí Thư Vương thì có tử khí và hào quang, dù đã tiến lên đến đầu cây sào trăm thước nhưng vẫn muốn tiến thêm một bước nữa, giữa tử khí và hào quang vẫn còn có chút vầng đen, thế nên kính mong Bí Thư Vương nên chú ý hơn. Làm sao để phá được vầng đen này? Mai Vũ Lăng giống như rất quan tâm đến Vương Tử Quân, nàng gấp gáp hỏi đạo trưởng Kỳ Vân. Đạo trưởng Kỳ Vân cười cười, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình. Thế là lớn tiếng nói, thật ra chỉ là nó cho vui mà thôi, bí thư Vương tướng mạo đường đường, đều có quý nhân tương trợ, rồng sinh ra từ mây, hổ ra từ gió, bí thư Vương có thể tiến lên mây thì sẽ bay khắp 9 tầng trời, mọi việc đều thuận lợi. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn khẽ nói, cảm ơn đạo trưởng Kỳ Vân đã cho chúng tôi một câu chuyện vui, chúng tôi kính đạo trưởng một ly. Khi thấy Vương Tử Quân nâng ly lên thì những người khác cũng nhanh chóng nâng ly. Đạo trưởng Kỳ Vân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ cười nói, bí thư Vương, tôi hành tẩu giang hồ vài chục năm, chưa từng xem cho vài người. Những lời tôi vừa nói ngài có tin hay không cũng được, cũng không cần quá quan tâm. Tiết mục xem tướng của đạo trưởng Kỳ Vân giống như một món góp vui, sau khi diễn xong thì không còn ai nói về vấn đề này nữa. Hai vị giám đốc, tối nay thay tôi kính rượu bí thư Vương. Thành Hoa Bình cười nói. Lãnh đạo doanh nghiệp thường phải uống rượu tốt, hôm nay nhất định phải cho Bí Thư Vương thấy được điều này là sự thật. Thôi đi, Giám đốc Thành, có câu nói thế này, uống rượu như ăn canh thì công tác ở Cục Công Thương, uống từng ngụm một nhất định là công an, uống cả lít không say thì là nhân viên thu thuế, không uống chỉ biết khuyên nhất định là ban ngành xây dựng. Mai Vũ Lăng mỉm cười dùng giọng trêu ghẹo nói. Vương Tử Quân nâng ly lên nói, Chủ tịch Trịnh, các vị,
tôi căn bản không có tửu lượng cao, không thể cùng uống hết với các vị. Chúng ta uống cạn ly này, lần sau tôi sẽ tiếp tục mời các vị đến uống rượu chung vui. Vương Tử Quân tuy có biểu hiện cực kỳ khách khí thế nhưng thân phận quá rõ ràng, lời nói của hắn dù là như thế nào thì đám người Trịnh Minh Tổ vẫn phải nghe theo. Đám người Trịnh Minh Tổ thấy Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, tuy bọn họ vẫn muốn tiếp xúc nhiều hơn với Bí Thư Vương, thế nhưng lúc này không ai không nâng ly lên theo. Sau khi cùng ly một cái, Trịnh Minh Tổ uống xong ly rượu rồi cười nói, tôi đi tiễn chân Bí Thư Vương. Những người khác căn bản là rất biết điều, cũng không đi theo Trịnh Minh Tổ. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Minh Tổ đi theo bên cạnh mình, hắn biết rõ đây mới là lúc mà Trịnh Minh Tổ nói ra mục đích mời mình dùng cơm hôm nay. Vương Tử Quân cũng không nói gì, khi đi đến bậc cầu thang thì Trịnh Minh Tổ cười nói, hôm nay tôi đến đập nước Tây Giao câu cá vừa đúng lúc gặp mặt anh Lưu, anh ấy khen không dứt miệng về ngài, nói là có ngài tọa trấn thì nhất định sẽ đưa đến một luồng gió mới mát lành cho tỉnh Mật Đông, sau này tương lai của Mật Đông sẽ rực sáng. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt của Trịnh Minh Tổ, hắn biết rõ đối phương đờ nác chờ mình lên tiếng, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, lão lãnh đạo coi trọng tôi như vậy, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ không dám nhận. Trịnh Minh Tổ cười ha hả, sau đó chợt thay đổi chủ đề, Bí Thư Vương, có câu nói mây bay ngoài núi, ngài cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trịnh Minh Tổ, hắn cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó chậm rãi đi về phía xe của mình. Trịnh Minh Tổ nhìn Vương Tử Quân đi về phía xe mà gương mặt có chút biến đổi, có thêm vài phần ngưng trọng. Khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi, lúc này chợt thấy đám người đạo trưởng Kỳ Vân đi từ trên lầu xuống. Người sốt ruột nhất trong đám người này chính là Thành Hoa Bình, hắn cũng bất chấp xem có ai bên cạnh hay không mà vội vàng hỏi Trịnh Minh Tổ, Chủ tịch Trịnh, thế nào rồi? Lời nói của Thành Hoa Bình không quá rõ ràng thế nhưng người nơi đây đều hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, ai cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Trịnh Minh Tổ. Lúc này Trịnh Minh Tổ lại lắc đầu, chuyện này có ai dám nói sẽ nắm chắc 10 phần đây. Thành Hoa Bình có chút thất vọng, Lý Thiết Thành ở bên cạnh lại cười nói với đạo trưởng Kỳ Vân, lời nói của đạo trưởng Kỳ Vân là cao sâu huyền diệu, tôi cảm thấy sự việc này có 7 phần thắng. Lý Thiết Thành nói như vậy không khỏi làm cho đám người nhìn về phía đạo trưởng Kỳ Vân, rõ ràng đạo trưởng Kỳ Vân đã nhiều lần bị người ta nhìn vào chằm chằm như vậy, vẻ mặt hắn rất thản nhiên. Chợt nghe thấy hắn lên tiếng, bần đạo cũng chỉ là dựa theo sở học của mình mà cho ra phán đoán thôi. Đạo trưởng vất vả rồi. Trịnh Minh Tổ giữ chặt tay của đạo trưởng Kỳ Vân rồi nói tiếp, ngày mai ngài cho đệ tử đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đạo trưởng Kỳ Vân là người đi đầu tiên, lão nhìn đám người Trịnh Minh Tổ rồi lẩm bẩm, lần này tôi suy đoán đều dựa theo sách vở, sao không ai tin tôi. Sáng hôm sau Bí Thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Khang Tắc Chính đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy đã có sắp xếp hắn phải hỗ trợ Vương Tử Quân xử lý sự việc lần này, thế nhưng hắn lại không cùng đi với Vương Tử Quân đến thành phố Hân Lũng. Khang Tắc Chính vừa đi vào phòng thì đã xin lỗi Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, tôi vốn định cùng đi với lãnh đạo đến thành phố Hân Lũng điều tra một phen, thế nhưng bất đắc dĩ là sắp xếp quá gấp. Còn chưa làm xong công tác giao tiếp thì lại có tổ điều tra từ tuyến trung ương đi xuống, cần chúng ta phối hợp. Chương 1566, 3, rồng đến từ mây hổ ra từ gió. Vương Tử Quân biết rõ Khang Tắc Chính nói như vậy chủ yếu là khách khí với mình, hắn cũng không phải là người không biết nông cạn. Lúc này Khang Tắc Chính tỏ thái độ như vậy, hắn cũng không muốn làm khó đối phương, thế là cười nói với Khang Tắc Chính, Bí Thư Khang bận rộn công tác. Điều này cả tỉnh đều biết, nhưng lần này đến thành phố Hân Lũng còn cần đến sự giúp đỡ to lớn của Bí Thư Khang mới được. Ha ha, Bí Thư Vương, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một người. Khang Tắc Chính nói rồi gọi người đàn ông đi theo bên cạnh đến nói, Phùng Xuyên Hải chính là Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật, để cho anh ấy đi theo ngài đến thực hiện công tác ở thành phố Hân Lũng. Khi Phùng Xuyên Hải đi vào thì Vương Tử Quân đã có sự chú ý với người này. Lúc này nghe Khang Tắc Chính giới thiệu thì hắn không khỏi nhìn sang, thấy gương mặt của Phùng Xuyên Hải khá ngưng trọng. Người này hơn 40 tuổi, cơ thể nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác nghiêm nghị. Vương Tử Quân cười nói, chào Bí Thư Phùng, buổi sáng anh làm tốt công tác hiện tại của mình, 4 giờ chiều chúng ta xuất phát. Khang Tắc Chính thấy Vương Tử Quân vui vẻ tiếp nhận sắp xếp của mình thì càng tỏ ra vui mừng.
Lúc này hắn nói với Phùng Xuyên Hải anh nhất định phải làm tốt công tác phối hợp với Bí Thư Vương, nếu có bất kỳ vấn đề gì trong công tác thì tôi sẽ hỏi tội anh. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc đến thành phố Hân Lũng, Vương Tử Quân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu chỉ nghĩ về hành trình đến thành phố Hân Lũng. Lúc này hắn đã cho ra quyết định của mình, nếu như điều tra được nguyên nhân của sự cố, cho dù đối phương là ai thì vẫn phải cho ra một bài học nhớ đời. Đi đến vị trí hiện tại của Vương Tử Quân tuy cực kỳ chú trọng hòa hợp êm thấm, thế nhưng nếu như không có sát khí đảm đương, chỉ sợ khó thể nào trấn áp được cục diện. Bí Thư Vương, sáng nay tôi đã xem qua về tư liệu xây dựng nhà thi đấu thành phố Hân Lũng, tôi phát hiện bọn họ có vài hành vi không tuân theo quy định ở phương diện thủ tục. Phùng Xuyên Hải ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân mở mắt ra thì hắn tranh thủ báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn dùng giọng từ chối cho ý kiến nói, chúng ta cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để điều tra sự kiện này của thành phố Hân Lũng, đồng thời phải thật sự cầu thị. Chúng ta cần làm sáng tỏ sự việc, phải cho ra một câu trả lời rõ ràng với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Vâng, tôi nhớ rồi. Phùng Xuyên Hải nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, trên mặt chợt có vài phần rực sáng. Khi xe chạy đến ngã rẽ của đường cao tốc thì Vương Tử Quân thấy một nhóm người đang đứng chờ ở phía bên kia. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khoát tay nói với lái xe, không cần quan tâm đến bọn họ, cứ đi đi. Lái xe đã đi theo Vương Tử Quân xuống địa phương vài lần, mỗi lần gặp phải tình huống thế này thì Bí Thư Vương sẽ cho dừng xe lại, thế nhưng không ngờ bây giờ Bí Thư Vương lại có thái độ khác thường, cho mình trực tiếp chạy qua. Đám người đứng chờ đón chào bên dưới thấy xe của lãnh đạo chạy đi như bay, bọn họ hiểu ý của Vương Tử Quân là gì. Sau khi đám người đưa mắt nhìn nhau thì nhanh chóng lên xe, sau đó bám theo xe của Vương Tử Quân chạy về phía khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố. Bí Thư Vương, chúng tôi không làm tốt công tác nên nhà thi đấu đã sập xuống. Khi Vương Tử Quân bước xuống xe thì một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tiến lên dùng giọng kiểm điểm nói. Vương Tử Quân có vài lần có liên hệ với người đàn ông này, người này chính là Bí Thư Ngô Đại Phúc của thành phố Hân Lũng. Cái tên Ngô Đại Phúc nghe qua thì rất tục, thế nhưng người này có danh tiếng không nhỏ trong thành phố Hân Lũng. Thành tích mạnh nhất của Ngô Đại Phúc chính là đẩy thành phố Hân Lũng có được chiến tích phát triển kinh tế trong hàng thứ ba tỉnh Mật Đông, vì sự lãnh đạo tài tình của hắn mà kinh tế thành phố đang liên tục phát triển không ngừng. Trước kia Vương Tử Quân gặp mặt Ngô Đại Phúc thì đều cho ra biểu hiện bình dị gần gũi, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân dùng giọng không chút khách khí nói, tỉnh ủy đã sớm hạ thông báo. Cấm các anh không được nghênh đón, các anh không chạy đến nhà thi đấu mà kiểm tra xem xét, lại chạy ra đường cao tốc, hành động của các anh lần này có ý nghĩa gì lớn với tổ điều tra chúng tôi sao? Ngô Đại Phúc tranh thủ thời gian lên tiếng, Bí Thư Vương, không phải là chúng tôi cố ý trái lệch, là vì lúc này đã khá muộn rồi, hơn nữa 2 năm qua tình hình phát triển kinh tế của thành phố là khá lớn, thành phố chuyển biến từng ngày, tôi sợ nếu không dẫn đường thì mọi người sẽ đi đường xa. Làm trễ nãi thời gian của ngài. Trần Minh Dương nhanh chóng tiếp nhận đề tài này, hắn nói, Bí Thư Ngô nói rất đúng, trước đó chúng tôi mở hội nghị phát triển kinh tế đã chú trọng đầu tư vào phương diện xây dựng thành phố, bộ mặt thành phố ngày càng thay đổi lớn. Đừng nói là Bí Thư Vương chưa từng đến thành phố Hân Lũng, cho dù Bí Thư có đến thì cũng khó thể nào thoát khỏi tình huống lạc đường. Ngô Đại Phúc cũng không chọn con đường thẳng để đi, ngược lại đi đường vòng và khá xa. Bọn họ sở dĩ đi đường vòng là muốn để cho Vương Tử Quân thấy được sự biến hóa của thành phố Hân Lũng. Vương Tử Quân là ai? Hắn không đơn thuần là một phó bí thư tỉnh ủy, hắn còn là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh tương lai. Nói từ phương diện khách quan thì cấp ủy chính quyền thành phố Hân Lũng thật sự có lý niệm xây dựng phát triển thành phố rất tốt, biết dựa vào ý kiến của quần chúng nhân dân, khởi công toàn diện các công trình dân sinh, đặc biệt là cải tạo công trình đường đê quanh sông. Hơn nữa những cải tạo của thành phố Hân Lũng rất thành công, thành phố có khả năng chống lũ rất cao, sinh thái được đảm bảo, những công trình cũng được cải tạo tạo nên điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa du lịch. Triệu Hiểu Bạch ngồi trên xe chợt bừng tỉnh, thì ra nhóm người Ngô Đại Phúc đi đón Vương Tử Quân là có mục đích. Đám người này cho xe chạy qua công trình bảo vệ ở bên cạnh sông, còn đi qua một công viên rất đẹp, núi xanh sông mát, màu xanh trải dài khắp nơi. Trên con đường đi qua người dân thành phố có cuộc sống rất vui vẻ thoải mái, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Dù là ai nhìn vào những hình tượng như vậy thì cũng phải cảm thán,
thật sự là những công trình dân sinh hiệu quả. Thử nghĩ mà xem, một cấp ủy chính quyền thành phố chú trọng dân sinh như vậy thì sao có thể cho ra những vấn đề không hay ở phương diện xây dựng nhà thi đấu cho đại hội thể dục thể thao cho được. Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến đây mà không khỏi thầm cảm thán, Ngô Đại Phúc thật sự là có bản lĩnh. Nếu như báo cáo tư liệu về sự cố về xảy ra cho Bí Thư Vương mà nhóm người ở thành phố Hân Lũng lại nói chen vào phương diện mình đã hết lòng mưu cầu phát triển thành phố như thế nào, chỉ sợ sẽ phát sinh hiệu quả ngược lại, sẽ làm cho Vương Tử Quân phản cảm. Thế nhưng Ngô Đại Phúc là người sáng suốt, hắn không làm như vậy, chủ yếu đưa Vương Tử Quân đi ngang qua những công trình thể hiện thành tích của mình, nó sẽ phát sinh ra những hiệu quả không một tiếng động, tâm tư như vậy không khỏi làm cho người ta vỗ tay tán dương. Mong Bí Thư Vương yên tâm, phía thành phố Hân Lũng nhất định sẽ có thái độ đoan chính, sẽ quyết không che giấu, có sửa thì sửa, có sai thì nhận khuyết điểm trong sự kiện lần này. Ngô Đại Phúc đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Lời nói của Ngô Đại Phúc làm cho vẻ mặt của Vương Tử Quân thả lỏng hơn một chút, hắn khẽ gật đầu với Ngô Đại Phúc, sau đó nhìn về phía người đàn ông đứng sau lưng Ngô Đại Phúc. Người đàn ông kia dáng người không phải rất cao. Gương mặt kiên cường trung dung mang theo phong độ của người có tri thức, sau khi Vương Tử Quân nhìn đến thì người này nhanh chóng duỗi hai tay ra, chào Bí Thư Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1567, ngoan cố chống cự tạo nên một trận chiến. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua người đàn ông này, sau đó vươn tay bắt tay với đối phương, thế nhưng lại không nói lời nào. Thái độ của Vương Tử Quân làm cho người đàn ông này có chút không yên. Trước đó khi hai bên có chút tiếp xúc thì hắn chợt cảm thấy hình như Bí Thư Vương rất bình dị gần gũi, thế nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt không cần phát giận cũng phát huy của Bí Thư Vương, hắn lại cảm thấy áp lực rất lớn. Hèn gì Vương Tử Quân còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí hiện tại, căn bản là uy phong quá lớn. Có đôi khi uy phong cũng có ý nghĩa xấu, nhưng có đôi khi lại rất tốt, có khả năng xúc tiến mạnh mẽ. Dù sao thì đối với một người chủ trì công tác, đứng mũi chịu sào là một yêu cầu tố chất cực kỳ cần thiết, tất nhiên cũng phải là người áp chế được tất cả tình cảnh mới được. Nếu như không áp chế được mọi tình cảnh, như vậy cũng đừng nói đến những thứ khác làm gì cho vô ích. Bí Thư Vương, chúng ta đến phòng họp thôi. Ngô Đại Phúc nhìn thoáng qua Trần Bình Dương rồi khẽ đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi theo Ngô Đại Phúc về phía phòng họp của thị ủy Hân Lũng. Lúc này trong phòng họp đã chuẩn bị xong, khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến thì có nhân viên công tác nhanh chóng dâng trà rót nước. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dĩa trái cây, hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Đại Phúc. Ngô Đại Phúc có thể tiến lên vị trí hiện tại thì căn bản sẽ là hạng người tâm tư lung linh, lúc này hắn nhanh chóng vung tay lên, nhân viên công tác nhanh chóng dọn dĩa trái cây trên bàn xuống. Bí thư Ngô, Chủ tịch Trần, hai anh nói rõ ràng xem. Rốt cuộc là xuất hiện tình huống gì với nhà thi đấu của thành phố Hân Lũng? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi trầm giọng hỏi hai người Ngô Đại Phúc. Bí thư Vương, trước mắt đã loại trừ tất cả những tai họa ngầm liên quan đến phương diện sụp đổ, công nhân bị thương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Còn nguyên nhân sụp đổ thì tổ công tác liên hợp giữa phòng giám sát và phòng xây dựng đang tiến hành điều tra, sẽ nhanh chóng xâm nhập điều tra rõ ràng. Ngô Đại Phúc đưa mắt nhìn Trần Bình Dương. Sau đó hắn khẽ lên tiếng báo cáo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, kết quả báo cáo này của Ngô Đại Phúc nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Xuyên Hải đang ngồi ở phía bên trái của mình, Bí Thư Xuyên Hải, anh sắp xếp cho các chuyên gia sở xây dựng đi xuống hỗ trợ cho các đồng chí của thành phố Hân Lũng, để bọn họ mở rộng điều tra. Bí Thư Ngô, Chủ tịch Trần, hai anh đi theo tôi thăm hỏi quần chúng bi thương. Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương đều hiểu Vương Tử Quân nói hỗ trợ điều tra thực tế là nắm quyền điều tra, tất cả được đưa vào trong tay cán bộ tuyến tỉnh. Vương Tử Quân sắp xếp như vậy với Phùng Xuyên Hải càng làm cho hai người bọn họ có chút run rẩy. Đám người Ngô Đại Phúc đều biết Phùng Xuyên Hải là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, đã điều tra nhiều vụ án lớn của tỉnh. Bây giờ người này phụ trách điều tra sự kiện sập nhà thi đấu ở Hân Lũng, cũng không phải chỉ là điều tra nguyên nhân vụ việc. Quan trọng là còn muốn bắt người. Đám người có tâm tình phức tạp cũng không nói nhiều, cả đám dựa theo phân công của Vương Tử Quân mà nhanh chóng bận rộn. Phó Bí Thư Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân đi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hân Lũng dùng giọng thân thiết thăm hỏi công nhân Lý Thiết Trụ đã vượt qua thời điểm nguy hiểm đến tính mạng. Bí thư Vương dặn dò đồng chí Lý an tâm dưỡng bệnh, cũng yêu cầu nhân viên công tác của bệnh viện nhất định phải điều trị tận tâm, để đồng chí Lý nhanh chóng khỏe mạnh xuất viện. Đài truyền hình tỉnh Mật Đông có phát đi hình ảnh Vương Tử Quân bắt tay Lý Thiết Trụ. Khi hình ảnh này chấm dứt, khi hình ảnh này kết thúc thì có người cầm điều khiển từ xa bấm một cái nút nhỏ, màn hình nhanh chóng tối sầm. Chủ nhân của chiếc điều khiển từ xa nhìn màn hình TV không một tiếng động, thế là không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng không lên tiếng. Phương Anh Hồ đứng bên cạnh lại trầm giọng hỏi, Bí thư Sầm, Bí thư Vương ngoài phương diện thăm hỏi quần chúng bị thương, sau đó đến hiện trường vụ sập nhà thi đấu xem xét một chút, thời gian còn lại chủ yếu ở trong khách sạn Hân Lũng. À, Bí thư Vương làm rất tốt. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, sau đó lão đặt điều khiển từ xa xuống, lại khẽ hỏi, ngoài những điều này thì còn có tin tức gì truyền đến từ tổ điều tra hay không? Bí thư, căn bản còn chưa phát hiện ra vấn đề gì ở phương diện chất lượng công trình, thế nhưng khi Phùng Xuyên Hải hỏi thăm các nhà thi công, bọn họ phát hiện nhà thi công có quan hệ không tầm thường với lãnh đạo thành phố Hân Lũng. Phương Anh Hồ khẽ hạ giọng xuống nói. Vẻ mặt Sầm Vật Cương khẽ động, lão đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ rồi thản nhiên nói, có quan hệ không tầm thường với vị lãnh đạo nào của thành phố Hân Lũng. Còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng theo như những gì đã điều tra được, trước khi tổ chức đấu thầu thì phía nhà đầu tư kia đã bắt đầu xây dựng nhà thi đấu rồi. Phương Anh Hồ nói đến đây thì khẽ hạ giọng, phía thành phố Hân Lũng không có mấy người có thể quyết định được điều này. Mặc dù không chỉ ra thế nhưng Sầm Vật Cương hiểu ý nghĩa lời nói của Phương Anh Hồ. Những người có quyền quyết định với chuyện này là không nhiều lắm, thế cho nên phạm vi cũng nhỏ lại hơn rất nhiều. Đúng rồi, Bí thư Sầm, tôi nghe nói trước khi Bí thư Vương đi đến thành phố Hân Lũng thì đã được Chủ tịch Trịnh Minh Tổ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh mời cơm. Phương Anh Hồ nhìn thấy vẻ trầm tư của Sầm Vật Cương thì lại lên tiếng nhắc nhở. Phương Anh Hồ là thân tín của Sầm Vật Cương, là ngọn nguồn phát ra nhiều tin tức của Bí thư Sầm. Vị trí của người này cũng quyết định chính mình là nơi tụ tập của tất cả các luồng thông tin từ bốn phương tám hướng. Theo ý của anh, Bí thư Vương sẽ điều tra vụ này thế nào? Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt trầm ngâm của Sầm Vật Cương, hắn dừng lại giây lát rồi nói, Bí thư Sầm, tôi cảm thấy dù Bí thư Vương xử lý sự kiện này như thế nào cũng rất bế tắc. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi nói, trước tiên không cần quan tâm đến sự việc này, khi nào Bí thư Vương bên kia báo cáo kết quả điều tra thì chúng ta hãy nói đến. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu, hắn nhìn Bí thư Sầm ngồi trên ghế salon mà không khỏi cảm thấy bội phục. Tuy chuyện này đến rất trùng hợp thế nhưng Sầm Vật Cương chỉ cần phất tay lên cũng làm cho Vương Tử Quân rời vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, lại không thể nói được một câu oán hận. Phương diện này ngoài tâm kế thì còn có một điểm quan trọng, đó là cực kỳ nắm chắc tình huống. Chuyện này nếu đặt lên người các vị thường ủy tỉnh ủy khác, tuy có chút khó khăn nhưng sẽ tuyệt đối không phỏng tay như Vương Tử Quân. Đối với người khác thì đắc tội người sau lưng Trần Minh Dương cũng không có gì là hậu hoạn quá lớn. Thế nhưng sự việc này đặt lên người Vương Tử Quân thì lại không giống như thường. Vương Tử Quân là phó bí thư phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Là một người đến để tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh trong tay Đường Chấn Huy, nếu hắn muốn tuyển cử không có vấn đề thì phải có nhiều phiếu bầu trong ban ngành hội đồng nhân dân tỉnh. Thế cho nên lúc này Vương Tử Quân phải là người cực kỳ lo lắng. Vương Tử Quân đối mặt với cục diện như vậy thì chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ khó xử. Khi Phương Anh Hồ đang nghĩ xem Vương Tử Quân sẽ làm thế nào, đúng lúc này Sầm Vật Cương chợt nói, anh cảm thấy phương án nhất thể hóa rừng mật là thế nào? Nhất thể hóa rừng mật, câu hỏi này của Sầm Vật Cương không khỏi làm cho Phương Anh Hồ tỉnh táo trở lại, hắn nhìn thoáng qua gương mặt của Sầm Vật Cương, sau đó khẽ nói, Bí thư, dù phương án nhất thể hóa rừng mật có chút tác dụng xúc tiến kinh tế tỉnh Mật Đông phát triển, thế nhưng nếu phóng xạ ra làm trung tâm của tỉnh thì có chút không đủ. Hiện tại người người đều nói đến thành phố Linh Long, lúc này trong tỉnh nếu chú trọng xây dựng hai trung tâm, như vậy căn bản không đủ sức và lực. Sầm Vật Cương cười, lão biết rõ Phương Anh Hồ sở dĩ nói như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì mình đang chú trọng phát triển xây dựng thành phố Linh Long, đồng thời phương án nhất thể hóa rừng mật được chính Chủ tịch Đường Chấn Huy thúc đẩy khi vừa mới đến nhận chức ở Mật Đông.
Sầm Vật Cương cũng không phản đối phương án nhất thể hóa rừng mật, hơn nữa lão cũng hiểu điều này rất tốt, thế nhưng đối với tình thế của tỉnh Mật Đông, lão cho rằng nên tập trung tinh lực để làm việc thì hay hơn, chỉ như vậy mới cho ra hiệu quả lớn. Hơn nữa lão cũng không muốn để cho chủ tịch Đường tập trung quá nhiều tinh lực vào phương án nhất thể hóa rừng mật. Sầm Vật Cương vốn tưởng rằng sau này không còn ai nhắc đến phương án nhất thể hóa rừng mật, thế nhưng khi Vương Tử Quân đi đến, khi người này ném phần phân chia tài chính cho Đường Chấn Huy, làm cho Đường Chấn Huy giống như hồi xuân, hung hăng như gà trọi. Đường Chấn Huy rõ ràng là tuổi già trí chưa già, liệt sĩ lớn tuổi thì trí lớn vẫn bùng cháy không thôi. Sầm Vật Cương nghĩ đến trạng thái hiện tại của Đường Chấn Huy mà không khỏi đau đầu. Những năm qua Sầm Vật Cương áp chế Đường Chấn Huy quá mạnh mẽ, điều này không khỏi làm cho tuyến trên có ý kiến. Bây giờ Đường Chấn Huy sắp rời khỏi vị trí lãnh đạo tỉnh, chính mình làm quá mức như vậy thì lãnh đạo tuyến trên sẽ nghĩ gì? Chương 1568, một tung lưới phổ biến không bằng bồi dưỡng trọng điểm. Phương Anh Hồ xem xét thật kỹ quyết định của Sầm Vật Cương, sau đó chợt cảm nhận được hương vị của nó. Những năm qua Đường Chấn Huy đã vài lần giao thủ với Sầm Vật Cương, thế nhưng mãi mà không có chút lợi ích. Hơn nữa Đường Chấn Huy sắp rời khỏi chính trường Mật Đông, Sầm Vật Cương cũng không muốn tranh đấu nước sôi lửa bỏng với Đường Chấn Huy vào đúng thời điểm quan trọng này. Sầm Vật Cương hy vọng hai bên có thể hát khúc ca êm dịu trung hòa, cùng nhau làm tốt công tác ở tỉnh Mật Đông, thế nên luôn tỏ ra khá tôn trọng Đường Chấn Huy. Vì người ta sắp rời khỏi trốn quan trường Mật Đông, mình cần gì phát sinh sóng gió với người này. Vì vậy dù Đường Chấn Huy cho ra phương án nhất thể hóa rừng mật thì Sầm Vật Cương cũng không ra mặt phản bác. Có lẽ đây là chỗ cao mình của Sầm Vật Cương, vì lão đột nhiên chuyển mục tiêu tranh đấu lên người của Vương Tử Quân. Lão cần phải nhanh chóng mài phẳng góc cạnh của Vương Tử Quân trước khi người này tiến lên làm chủ tịch tỉnh Mật Đông. Phương Anh Hồ thầm nghĩ như vậy, lúc này Sầm Vật Cương cũng trầm mặc không nói lời nào. Một lúc lâu sau Sầm Vật Cương mới mở miệng sắp xếp với Phương Anh Hồ, anh Hồ, hôm nay đi uống vài ly không? Phương Anh Hồ gật đầu, hắn đi ra ngoài phòng thư ký phân phó hai câu rời trở về. Khi hắn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Sầm Vật Cương, hắn do dự một chút rồi nói, bí thư Sầm, ngài không cần quan tâm như vậy, sau khi sự việc ở thành phố Hân Lũng được khui ra, như vậy sẽ có nhiều người sống không được khá giả cho lắm. Phương Anh Hồ thẳng thắn đứng trước mặt Sầm Vật Cương biểu hiện thái độ của mình. Hắn là người thông minh, tất nhiên sẽ không thể không biết việc đứng thành hàng ngũ có nguy hiểm thế nào, thế nhưng hắn phải làm như vậy. Vì hắn sớm phát hiện tất cả những người tám mặt lung linh trong quan trường đều có quan hệ thân thiết với nhiều hơn một vị lãnh đạo tuyến trên nào đó, loại người thế này căn bản không được lãnh đạo xem là chi kỷ, khi sử dụng sẽ cực kỳ cẩn thận. Vì xem xét lợi và hại mà Phương Anh Hồ cảm thấy phương diện mối quan hệ nếu quá phổ biến và rộng rãi căn bản không bằng trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần một người là chủ mà thôi, nắm chắc phương hướng là được. Bí thư Vương, trải qua một ngày điều tra thì biết thành phố Hân Lũng chọn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tụng Lăng là đơn vị có nhiệm vụ xây dựng nhà thi đấu trong thành phố, thế nhưng công ty Tụng Lăng chỉ nhận làm một tầng, còn có ba công ty không tham gia đấu thầu nhận xây dựng các tầng còn lại của nhà thi đấu Hân Lũng. Trương Tề Bảo đứng đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Tuy Trương Tề Bảo căn bản không có chức vụ gì cụ thể trong tổ điều tra lần này, thế nhưng hắn là đại biểu cho Vương Tử Quân, thế nên rất nhiều chuyện được chọn lọc thông qua tai hắn mới đến tai bí thư Vương. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, hắn không phải chưa từng nghe qua phương diện mượn nhờ tài nguyên để nhận thầu công trình. Thế nhưng đây là công trình xây dựng nằm trong tay của chính quyền thành phố. Nếu không có được cái gật đầu của nhân viên chủ quản, căn bản là khó thể nào là con voi lọt khe kim được. Chất lượng công tác có vấn đề gì không? Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi lên tiếng. Trương Tề Bảo đưa một phần tư liệu cho Vương Tử Quân rồi nói, vì phương diện kỹ thuật và thời gian thế nên bây giờ cũng còn chưa kiểm nghiệm được vài chỉ tiêu chủ yếu, thế nhưng sau khi trải qua kiểm nghiệm sơ bộ, dù là nơi đã sập hay còn nguyên thì vẫn rất hợp với chỉ tiêu xây dựng hiện tại. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn tuy không phải người học chuyên ngành xây dựng, thế nhưng hắn biết nếu như sắt thép xi măng được đảm bảo, công trình khó thể nào sập được. Trương Tề Bảo nhìn gương mặt nghi hoặc của Vương Tử Quân, hắn không khỏi lên tiếng, lần này có các chuyên gia đến từ sở xây dựng, bọn họ đang tiến hành kiểm tra nghiên cứu, tranh thủ tìm ra nguyên nhân mấu chốt của sự việc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu,
Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, anh nên thông báo cho các đồng chí một tiếng, yêu cầu bọn họ kiểm tra cẩn thận, cần phải nhanh chóng cho ra báo cáo về nguyên nhân gây sập. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn đặt văn kiện xuống bàn rồi nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, anh xem còn có gì cần phải chuẩn bị không? Tôi sẽ nói để khách sạn chuẩn bị cho tốt. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, anh nên đặt tâm tư của mình lên phương diện công tác, không hao tâm tổn trí về những việc nhỏ nhặt này. Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Tề Bảo rồi khẽ cười cười nói. Tuy Vương Tử Quân nói không cần quan tâm thế nhưng Trương Tề Bảo nào có chịu nghe. Hắn là phó thư ký trưởng chuyên trách phục vụ cho Vương Tử Quân, khi địa vị của Vương Tử Quân càng thêm quan trọng thì hắn càng cảm thấy áp lực của mình là rất lớn. Áp lực kia đến từ bốn phương tám hướng và liên tục khiêu chiến, tuy đó không phải là những khiêu chiến hướng về phía Vương Tử Quân, nó chủ yếu hướng về phía Trương Tề Bảo. Hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Tuy Trương Tề Bảo cũng có chút quan hệ, thế nhưng đối với một người cấp bậc cao như Vương Tử Quân thì tất cả chỉ là muối bỏ biển. Hắn biết rõ muốn giữ lại vị trí của mình thì ý kiến của Vương Tử Quân là cực kỳ quan trọng. Thư ký trưởng không những là người phân giải ưu phiền cho lãnh đạo, anh còn phải tiến thêm một bước nối liền quan hệ với lãnh đạo trong sinh hoạt hàng ngày. Bí thư Vương là người có biểu hiện lạnh lùng như lại rất chú trọng tình cảm. Trương Tề Bảo nhìn về phía hai người Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý, hắn chợt cảm thấy tương lai của mình đang tươi sáng. Bí thư, tôi cũng không tiếp tục quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Trương Tề Bảo đứng lên vừa định đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc này Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Phùng Xuyên Hải đi đến. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Phùng Xuyên Hải, sau đó hắn cất bước đi ra ngoài. Mặc dù đa số tin tức điều tra nằm trong tay của Trương Tề Bảo, thế nhưng cũng không thể nào nắm bắt được Phùng Xuyên Hải. Vì sao thì dù ở phương diện tầm quan trọng hay chức vụ, Trương Tề Bảo khó thể nào so sánh được với Phùng Xuyên Hải, thậm chí còn phải tỏ ra cực kỳ tôn kính người này. Trương Tề Bảo rất muốn biết Phùng Xuyên Hải sẽ báo cáo cho Vương Tử Quân những thứ gì, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải áp chế sự hiếu kỳ của mình mà đi ra khỏi phòng, phải biết rằng đôi khi lòng hiếu kỳ cũng có thể hại chết người. Bí thư Vương, dưới sự phối hợp của các ban ngành tương quan ở thành phố Hân Lũng, chúng tôi phát hiện giám đốc Tề Trình Đào của công ty Tùng Lăng có quan hệ không thầm thường với giám đốc Sử Quảng Hán Phòng Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hân Lũng, một trong những vị lãnh đạo của công ty Tùng Lăng chính là anh họ của Sử Quảng Hán. Phùng Xuyên Hải đi đến gần bên cạnh Vương Tử Quân, hắn trầm giọng báo cáo cho Vương Tử Quân. Một ngày mà làm ra thành tích như vậy căn bản là vinh dự không nhỏ. Thế nhưng lúc này biểu hiện của Phùng Xuyên Hải lại căn bản không giống như rất vui vẻ. Chương 1568 2 tung lưới phổ biến không bằng bồi dưỡng trọng điểm. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó hắn cười cười nói, Bí thư Xuyên Hải đã có thể điều tra được thông tin quan trọng như vậy trong thời gian ngắn, có kết quả này thì anh căn bản không hổ là nhân viên được Bí thư Khang coi trọng nhất. Bí thư Vương, vừa rồi tuy tôi nói các bên phối hợp điều tra, thế nhưng thực tế đây chính là tình huống mà các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy Hân Lũng báo cáo với chúng tôi. Phùng Xuyên Hải ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Phùng Xuyên Hải, hắn chợt cười ha hả nói, đồng chí Xuyên Hải, đó là chuyện của Ủy ban Kỷ luật các anh, vì sao lại báo cáo nó cho tôi? Vương Tử Quân lên tiếng cười làm cho Phùng Xuyên Hải cảm thấy thả lỏng hơn. Tuy hắn cũng là người quyền cao chức trọng, thế nhưng vị trí của hắn kém quá xa so với lãnh đạo trẻ tuổi là Vương Tử Quân, thậm chí người này còn có xu hướng tiến lên vị trí lãnh đạo thứ hai trong tỉnh, làm cho hắn căn bản không dám coi thường. Phùng Xuyên Hải là một vị cán bộ cũng coi như là hạch tâm của tỉnh Mật Đông, tất nhiên hắn hiểu rõ khá nhiều tình hình. Bí thư Vương này không nói một lời nhưng có thể một mình phát triển hào phóng ở tỉnh Mật Đông, căn bản là một tồn tại cực mạnh. 3 giờ Bí thư Vương chủ yếu ngồi trong phòng tránh dài tìm ngắn, tuy không nói đến phương diện ngư ông đắc lợi thế nhưng lại là một hành vi khá tốt. Một người có thủ đoạn như Vương Tử Quân thì khó thể nào đắc tội được. Bí thư Vương, ngài phê bình rất đúng, sau này trước mặt ngài tôi sẽ quy kết tất cả công lao của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy lên người chúng ta. Tiếng cười làm cho khoảng cách giữa hai người Phùng Xuyên Hải và Vương Tử Quân tăng tiến khá nhiều. Sau khi nói thêm vài câu với Phùng Xuyên Hải thì Vương Tử Quân khẽ nói, bây giờ đã có được chút mạnh mối, các anh định xử lý thế nào? Bí thư Vương, tôi đến chủ yếu là xin chỉ thị của ngài,
anh xem chúng ta có nên tiến hành áp dụng biện pháp song quy với đồng chí Sử Quảng Hán hay không? Phùng Xuyên Hải nói đến phương diện công tác thì gương mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân suy tư về lời nói của Phùng Xuyên Hải, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, lần này điều tra phương diện xây dựng nhà thi đấu cho Đại hội Thể dục Thể thao thì tôi chỉ là người nắm phương hướng, còn tất cả là chuyện của các anh, chính các anh phải cho ra quyết đoán, tôi chỉ là muốn nhìn vào kết quả mà thôi. Phùng Xuyên Hải nhìn gương mặt của Vương Tử Quân thì lên tiếng chăn lại, Bí thư Vương, tôi biết nên làm thế nào. Phùng Xuyên Hải báo cáo vài hạng mục công tác khác rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Phùng Xuyên Hải rời đi mà không khỏi châm một điếu thuốc, sự việc xem như đã có sắp xếp ban đầu. Giám đốc phòng văn hóa thể thao du lịch có cấu kết với nhà thầu, đây có phải là người ta đang tặng mình một lễ vật nào đó hay không? Vương Tử Quân hút thuốc và liên tục suy xét về vấn đề này, hơn nữa gương mặt của Ngô Đại Phúc và Trần Minh Dương liên tục lóe lên trong đầu hắn. Sự việc phát triển khá thuận lợi vượt ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, khi dùng xong bữa cơm trưa ngày thứ hai thì Tôn Sương Hạo đến báo cáo. Tối qua Sử Quảng Hán đã khai báo tất cả, người này nhận của Tề Trình Đào 200.000 tiền mặt, anh họ của hắn cũng có bảy mưu tính kế với phương diện nhận thầu nhanh gọn lần này. Kết quả này vừa mới xuất hiện thì giống như chân tướng đã rõ ràng, đó là chính quyền và thương nhân cấu kết với nhau làm cho nhà thi đấu của thành phố Hân Lũng đang được dần hoàn thiện thì xảy ra vấn đề. Còn trách nhiệm cụ thể, phương diện giám sát không tốt thì các đơn vị tương quan phải lãnh hậu quả, đồng thời phía cấp ủy chính quyền Hân Lũng cũng khó tránh khỏi trách nhiệm của mình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Phùng Xuyên Hải, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Xuyên Hải, anh cảm thấy trách nhiệm của chuyện này phần lớn là của hai anh em bọn họ sao? Căn cứ vào những tư liệu thu thập được vào lúc này thì thấy rõ ràng, Bí thư Vương, đây là một vụ án điển hình của sự liên kết chính quyền và doanh nghiệp. Phùng Xuyên Hải nói rất có ý nghĩa, thế nhưng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân, cũng không chối bỏ, không dám khẳng định, lại dùng thân phận của một người đứng xem để bình phán. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, xem xét lại cho kỹ, để các thành viên của tổ điều tra nhận định xem nguyên nhân của sự cố nằm ở chỗ nào. Phùng Xuyên Hải khẽ gật đầu, hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này hai hàng chân mày của Vương Tử Quân chợt nhíu lại. Bây giờ xem ra đã có báo cáo kết quả công tác, thế nhưng càng là như thế thì càng làm cho hắn lo lắng. Nếu như mình làm qua loa, đến khi có vấn đề phát sinh, chỉ sợ mình sẽ cực kỳ bị động, sức ảnh hưởng của dư luận với mình là không nhỏ. Vương Tử Quân nghĩ đến hậu quả mà không khỏi sinh ra cảm giác hận ngứa răng với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương này xem ra đã mở ra một mặt lưới không dễ dàng cho mình một chút nào. Vương Tử Quân cảm thấy không kịp dự kiến chính là tiến độ của Trương Tề Bảo tương đối chậm, không, phải nói là không có tiến độ gì. Mặc dù đã tiến hành điều tra các phương diện liên quan như xi măng sắt thép, tuy phương diện chọn dùng tài liệu có chút chênh lệch so với tiêu chuẩn thế nhưng vẫn chưa đến mức phải sập xuống. Bí thư Vương, lúc này vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân. Trương Tề Bảo nhìn gương mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Hắn căn bản hiểu rõ tiến độ điều tra của Phùng Xuyên Hải phía bên kia, biết rõ với tiến độ của người này thì căn bản đã phải điều tra được kết quả, thế nhưng phía bên mình lại căn bản chưa có được tiến triển nào. Anh mời kỹ sư Trương đến đây, tôi muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Vương Tử Quân vung tay lên với Trương Tề Bảo rồi trầm giọng nói. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng, sau đó rời đi, Vương Tử Quân lại đứng lên nói, hay là để tôi đi cho. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân cất bước về phía trước mà căn bản không biết nên ngăn cản thế nào. Nhưng khi hắn đi theo Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của kỹ sư Trương, hắn nhìn Bí thư Vương bắt tay thân thiết với kỹ sư Trương với mái tóc hoa râm, lại cùng nói đùa vài câu với những nhân viên đang tụ tập ở đây, thế là hắn không khỏi cảm thấy hối hận vì không cho phóng viên đi đến, như vậy bọn họ sẽ thấy được sự giúp đỡ của Bí thư Vương với giới chuyên môn là như thế nào. Bí thư Vương, chúng tôi đã điều tra các phương diện, mặc dù có một vài phát hiện thế nhưng tôi cho rằng những thứ này căn bản không phải là nguyên nhân chủ yếu là sập nhà thi đấu. Kỹ sư Trương rõ ràng không ngờ Vương Tử Quân lại đích thân đi đến, thế là tâm tình có chút kích động. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ chăm chú lắng nghe, có người trẻ tuổi đi đến rót nước cho hắn. Chương 1569, một động vào quân cờ mà khó thể quyết. Vương Tử Quân dùng hai tay cầm ly trà đưa cho kỹ sư Trương,
ngài đã khổ cực rồi, mời ngài uống nước. Kỹ sư Trương nhìn vị lãnh đạo thứ ba trong tỉnh tỏ ra quá bình dị gần gũi với mình, thế là không khỏi cảm động, bí thư Vương, theo tôi thấy nguyên nhân sự cố còn phải tiến hành điều tra thêm một bước nữa mới tìm được. Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì khó thể nào cho ra kết luận vì sao công trình sụp đổ. Vương Tử Quân gật gật đầu, đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho hắn khó thể nào cho ra quyết đoán. Hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi, bây giờ đã kiểm tra đến phương diện nào rồi? Bí thư Vương, đã kiểm tra chất liệu, tính an toàn và chỉ tiêu vật liệu, tất cả đều không đáng lo ngại. Kỹ sư Trương nói đến đây rồi có chút do dự, bí thư Vương, những nhà thầu này cũng làm khá tốt. Kết quả như vậy làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu, hắn hỏi, kỹ sư Trương, các anh có nhìn qua bản thiết kế chưa? Bản thiết kế, kỹ sư Trương chợt sững sờ. Lúc này có một người trẻ tuổi ở phía sau mở miệng, bí thư Vương, phía thành phố Hân Lũng tổ chức đấu thầu quốc tế, bản thiết kế do công ty Frostman nổi tiếng thế giới làm ra, căn bản không có vấn đề. Vương Tử Quân mặc dù ít tiếp xúc với nhiều phương diện, thế nhưng khi hắn còn công tác ở tỉnh Sơn Nam đã từng tiếp xúc nhiều với công tác xây dựng thành phố, cũng biết công ty Frostman, biết rõ địa vị của công ty này ở phương diện thiết kế. Thậm chí một kỹ sư đi đến công tác ở công ty Frostman được 1-2 năm sẽ có một lý lịch cực kỳ chói sáng, sau này giá trị sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng công ty nước ngoài không phạm sai lầm, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với kỹ sư Trương, chúng ta nên kiểm tra một chút, cẩn thận vẫn là trên hết. Kỹ sư Trương vội vàng gật đầu nói, bí thư Vương, tôi sẽ sắp xếp người chứng thực điều này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn nói vài câu với kỹ sư Trương rồi đi. Bí thư Vương rõ ràng là một lãnh đạo bình dị gần gũi, chỉ là có chút khoa tay múa chân ở phương diện chuyên môn. Khi mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thì một người trẻ tuổi không khỏi lên tiếng. Vương Tử Quân rốt cuộc muốn làm gì? Không phải sự quảng hán của phòng văn hóa thể thao du lịch đã thừa nhận rồi sao? Thế nào còn chưa chịu đi? Trong một căn biệt thự ở khu nhà dành cho thường ủy thị ủy Hân Lũng, một người phụ nữ không khỏi dùng giọng căm tức hỏi. Nếu so sánh với người phụ nữ đang hổn hển bực tức thì người đàn ông ngồi ở phía đối diện chỉ không ngừng hút thuốc mà thôi. Trần Minh Dương, anh nói cho tôi xem, anh nhìn bộ dạng của mình kìa, năm xưa tôi không biết bị thứ gì nhồi vào đầu mà coi trọng một cẩu vật vô tình vô nghĩa như anh. Người phụ nữ thấy người đàn ông kia trầm mặc không nói thế là nổi giận, nhanh chóng chửi ầm lên. Trần Minh Dương ngẩng đầu nhìn người phụ nữ của mình, hắn rụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh ta không đi thì tôi có biện pháp nào sao? Anh không có biện pháp nào à? Sao anh không nói với hắn ta, để cho hắn ta cút đi? Người phụ nữ thấy Trần Minh Dương hỏi ngược lại thì không khỏi trả lời một cách mỉa mai, bộ dạng càng thêm nôn nóng. Trần Minh Dương vốn có chút lo lắng nhưng bị người phụ nữ này mở miệng trách móc thì không khỏi càng thêm bực bội. Tình cảnh này làm hắn muốn ly hôn với người phụ nữ sư tử Hà Đông này, có lẽ nếu mình làm được như vậy thì sẽ chặt đứt đi gánh nặng đang mang trên lưng vào lúc này. Nhưng ý nghĩ như vậy nhanh chóng bị Trần Minh Dương vứt bỏ, quan trường Mật Đông căn bản là khá rắc rối, hắn ly hôn với một người vợ có hậu trường không phải là điều sáng suốt. Nhiều năm qua hắn đã chịu đựng được, cần gì phải tự tạo phiền toái cho mình vào lúc này. Trần Minh Dương nghĩ đến đây rồi nở nụ cười giễu cợt. Sau đó lạnh giọng nói, tôi làm cho anh ta cút đi sao? Cô nói thì dễ lắm, cô không nhìn xem anh ta là ai, tôi là cái thá gì với người ta. Chỉ dựa vào tôi mà có thể đuổi một vị phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh rời khỏi Hân Lũng được sao? Tôi đã nói với cô rồi, không buôn bán không gian dối không gian manh không phải thương nhân, Triệu Kỳ Sinh chính là loại người không có lợi nhuận sẽ không thò tay vào, cô không nên dính vào đám người thương nhân kia. Không cần quá chú trọng chút lợi ích mà bọn họ ném cho cô. Bây giờ thì sao, tôi đã nói rồi mà cô cứ xem như gió thổi bên tai, bây giờ thì tốt, biết đâu tôi cũng bị cô hãm hại thảm thiết. Trần Minh Dương nói đến Triệu Kỳ Sinh thì người phụ nữ bên kia giảm bớt nóng giận hơn một chút, nàng khẽ nói, lúc đó em cũng không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa hai bên lại là thân thích, đơn giản chỉ là đi dùng cơm một bữa, cũng không ngờ. Lưu Linh ơi là Lưu Linh. Cô thật sự quá khờ hay là giả vờ hồ đồ? Tôi là chủ tịch thành phố Hân Lũng, anh ta sẽ coi trọng thân phận của cô mà mời đi ăn sao? Trần Minh Dương lạnh giọng làm cho gương mặt Lưu Linh bình tĩnh lại, vẻ mặt nàng có chút tái nhợt,
nàng dùng giọng mất hết sức lực nói, nếu không thì em gọi điện thoại cho bố, để ông ấy giúp đỡ một chút. Thôi, đi bước nào tính bước đó, bây giờ nếu để cho bố ra mặt thì có vẻ biến hay thành dở, giống như chúng ta đang thật sự lo sợ vậy. Vẻ mặt của Trần Bình Dương rất ảm đạm, hắn lắc đầu từ chối lời đề nghị của vợ. Hai người trầm mặc một lát không nói gì, lúc này chợt nghe Lưu Linh nói, em nghe nói Vương Tử Quân đến thành phố Hân Lũng mà không bắt được cá lớn sẽ không về có phải không? Trần Bình Dương chợt cảm thấy rất uể oải, em không nên tin những lời đồn nhảm nhí kia. Lưu Linh há hốc miệng, nàng nhìn gương mặt ngưng trọng của Trần Bình Dương, cuối cùng cũng nhịn được. Trần Bình Dương hút tiếp một điếu thuốc mà trong đầu vang vọng câu nói của vợ. Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông tuy nhanh chóng đứng vững gót chân nhưng căn bản chưa từng lập uy, bây giờ sự việc ở Hân Lũng còn chưa có kết luận chính thức, có phải giống như tin đồn hay không? Phải bắt lấy vài người nữa mới chịu bỏ đi sao? Trong thành phố Hân Lũng này không có nhiều người được gọi là cá lớn, thế nhưng Trần Bình Dương hắn tuyệt đối là một trong số đó. Với những gì Trần Bình Dương biết về quan viên trong nước, đó là thời gian của bọn họ cực kỳ quý giá. Đám quan viên làm việc đều có mục đích xác thực của mình. Nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình làm chủ tịch thành phố cũng không có nhiều thời gian rảnh, còn nhiều hạng mục công tác cần xem xét, thế thì Vương Tử Quân phải bận rộn hơn cả mình, vì sao Vương Tử Quân đến bây giờ vẫn chưa cho ra kết luận và bỏ đi, rốt cuộc có ý gì? Chương 1569, 2, động vào quân cờ mà khó thể quyết. Lúc mới bắt đầu thì Trần Bình Dương căn bản không có vấn đề. Vì trong lòng vô tư thì trời đất bao la, chính mình hoàn toàn có thể đối mặt với tất cả, nhiều lắm là bị lãnh đạo không quan tâm mà thôi, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hắn là chủ tịch thành phố, không phải là việc gì hắn cũng phải tự tay đi làm. Thế cho nên sau khi Vương Tử Quân đi xuống thành phố Hân Lũng, hắn tuy ra mặt tiếp đãi nhưng cũng không có nhiều tiếp xúc với Bí Thư Vương, cũng không tới lui làm gì. Mặc dù bản thân hắn tình nguyện tiếp cận Bí Thư Vương, thế nhưng lúc này giống như cực kỳ tị hiềm. Nhưng ngay sau đó Trần Bình Dương đã ngồi không yên. Sử Quảng Hán liên lụy vào vụ việc, khi đó vợ mới nói cho hắn biết, mình nhận được lời mời của anh họ, đã lên tiếng mời Sử Quảng Hán dùng cơm. Sau đó anh họ của vợ hắn trở thành một trong những đơn vị thi công nhà thi đấu ở thành phố Hân Lũng. Thế cho nên Trần Bình Dương cảm thấy mình có miệng cũng khó nói cho rõ ràng. Vương Tử Quân đi đến thành phố Hân Lũng mà không điều tra được kết quả, mặc dù bản thân Bí Thư Vương tọa trấn ở khách sạn không ra khỏi cửa thế nhưng đám nhân viên điều tra bên dưới lại cực kỳ sinh động. Đặc biệt là Phó Bí Thư Phùng Xuyên Hải của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, người này thỉnh thoảng còn hẹn nói chuyện với một vài vị lãnh đạo phụ trách thúc đẩy giám sát xây dựng nhà thi đấu. Biết đâu thì đến lúc nào đó sự việc đổ lên đầu mình. Trần Bình Dương thầm nghĩ như vậy và cảm thấy có chút đau thương. Khi Trần Bình Dương đang cảm thấy cực kỳ dày vò thì Vương Tử Quân đang ngồi đối diện với Phùng Xuyên Hải. Sau vài ngày tiếp xúc thì mối quan hệ giữa Phùng Xuyên Hải và Vương Tử Quân có chút tăng tiến. Phùng Xuyên Hải uống hết ly trà rồi mới báo cáo, Bí Thư Vương, trải qua điều tra thì có một nhà thầu tên là Triệu Kỳ Sinh, người này có quan hệ họ hàng với Chủ tịch Trần Bình Dương. Vương Tử Quân cau mày, chuyện này thật sự liên lụy đến Trần Bình Dương. Lúc này hắn có chút trầm ngâm. Sau đó mới khẽ nói, có một số việc chúng ta cần phải lớn mật cho ra giả thiết, khi chưa có tang chứng vật chứng thì cũng không nên đơn giản cho ra khẳng định hoặc chối bỏ. Bí Thư Vương, điều này tôi biết rõ, tôi thông qua điều tra liên quan đến Sử Quang Hán, người này thừa nhận Triệu Kỳ Sinh đưa cho mình 10.000 đô la. Phùng Xuyên Hải nhìn Vương Tử Quân, giọng nói có vài phần cung kính. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nếu có 10.000 đô kia thì xem như mọi việc cũng dễ làm. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Xuyên Hải rồi nói, chỉ cần có chứng cứ thì anh cứ làm theo đúng trình tự là được. Phùng Xuyên Hải khẽ gật đầu, hắn đi ra ngoài hai bước, sau đó dừng lại khẽ nói, Bí Thư Vương, nếu như liên lụy đến Trần Bình Dương thì làm sao bây giờ? Cứ làm việc theo quy định, dù là ai cũng không có quyền lợi vượt qua pháp luật. Phùng Xuyên Hải rời đi, Vương Tử Quân lại rơi vào trong suy tư. Sự việc bây giờ trực chỉ vào Trần Bình Dương. Nếu như xác định được Trần Bình Dương có liên quan, như vậy tình huống sắp tới hắn không phải đối diện một đòn phản kích cực mạnh không có mùi thuốc súng. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, không bao lâu sau thì bầu không khí trong phòng đầy khói thuốc. Khi hắn còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì tâm tư đã bị một việc khác cuốn lấy, điện thoại chợt vang lên.
Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, chào Chủ tịch Đường. Bí thư Tử Quân, sự việc ở Hân Lũng thế nào rồi? Vài ngày qua thời tiết thành phố rừng mật căn bản có hơi nóng so với ngày thường. Giọng nói cởi mở của Đường Chấn Huy truyền đến. Vương Tử Quân biết rõ vì sao tâm tình của Đường Chấn Huy lại tốt như vậy, hắn cười cười nói, hai ngày qua thành phố Hân Lũng cũng đã nóng lên, hôm qua tôi còn nhờ người mua giùm cho hai bộ quần áo mỏng. Ha ha ha, nhiệt độ bên phía thành phố Hân Lũng cao cũng là bình thường, bí thư Tử Quân nên nắm chắc mức độ mới được. Vương Tử Quân hiểu Đường Chấn Huy đang nhắc nhở mình, hắn cười cười nói, Chủ tịch Đường, nghe nói phương án nhất thể hóa rừng mật có tiếng vang rất tốt ở trong hội nghị hội đồng nhân dân tỉnh, có không ít đại biểu tỏ ra tán thành phương án này. Đúng vậy, hội nghị lần này rất thành công, chiều nay tôi còn tổ chức tọa đàm các vị lão lãnh đạo các thành phố, đã báo cáo phương án nhất thể hóa rừng mật cho bọn họ được biết. Mọi người căn bản rất chờ mong vào phương án nhất thể hóa rừng mật, đặc biệt là anh Lưu, anh ấy rất hào hứng. Đường Chấn Huy nói đến anh Lưu thì tâm tình cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân cười nói, có nhiều lão lãnh đạo giúp đỡ như vậy là rất tốt, Chủ tịch Đường, tôi đề nghị nên đưa phương án nhất thể hóa rừng mật vào trong quy hoạch phát triển thời gian tới của tỉnh Mật Đông, yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề để đảm bảo có được chiến lược phát triển lâu dài. Vẫn là bí thư Tử Quân nhìn xa trông rộng, suy xét chu đáo, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Đường Chấn Huy dừng lại một chút rồi dùng giọng có chút kích động nói. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ vì sao Đường Chấn Huy lại có biểu hiện như vậy. Đường Chấn Huy sắp rời khỏi Mật Đông, sách lược cho ra vào lúc này có không thông qua cũng không có vấn đề, thế nhưng nếu được thông qua thì căn bản là có thể diện hơn. Nếu được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, như vậy ít nhất cũng có thể bảo chứng phương án được thông qua. Mỗi người đều có sách lược thi hành biện pháp chính trị của mình, anh có hiểu biết chính xác thì tôi cũng cực kỳ nắm chắc. Dựa vào cái gì mà phương án của anh được thông qua còn tôi thì không? Cho đến lúc này Đường Chấn Huy vẫn luôn xem trọng liên minh với Vương Tử Quân, vì hai người liên thủ làm cho lão sinh ra cảm giác hãnh diện. Những lời chủ động đề nghị của Vương Tử Quân căn bản làm cho lão rất thỏa mãn, điều này không khỏi làm cho lão ném tảng đá trong lòng ra bên ngoài. Hai người trao đổi với nhau vài ý kiến, sau đó Đường Chấn Huy khẽ nói, Bí thư Vương, bây giờ phương án nhất thể hóa rừng mật cần chúng ta cùng hợp lực, tôi một mình công tác căn bản là quá bận, cũng cần có được sự giúp đỡ. Vương Tử Quân nói hai tiếng đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại. Đường Chấn Huy nói đông nói tây thế nhưng căn bản chỉ có một chủ đề, sau khi nói xong câu cuối cùng thì Vương Tử Quân hiểu Đường Chấn Huy đang ám chỉ mình mau mau xử lý sự việc ở Hân Lũng, nhanh chóng quay về. Thế nhưng một ngày mà Vương Tử Quân còn chưa tìm ra được nguyên nhân làm cho nhà thi đấu đổ xuống, hắn căn bản luôn cảm thấy rất bất an. Rốt cuộc vì sao mà nhà thi đấu kia sập xuống? Vương Tử Quân xâm nhập suy nghĩ và cảm thấy sự việc vốn không đơn giản như vậy. Khi Vương Tử Quân đang trải chuốt ý nghĩ của mình, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi đi vào tỉnh Mật Đông thì người gõ cửa phòng làm việc của hắn đều rất nhẹ nhàng giống như sợ dùng thêm chút sức sẽ làm cho mình mất hứng vậy. Ai vậy? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ này, đúng lúc nhìn thấy kỹ sư Trương đi vào, lúc này gương mặt tràn đầy nếp nhăn của kỹ sư Trương đã tươi rói như một đóa hoa nở rộ. Chương 1570, đi ra ngoài luôn cần thiết. Một chậu hoa kim kết xanh tươi với những đóa hoa màu đỏ đang khoe sắc. Nhìn qua cảm thấy bừng bừng sức sống. Cố Tắc Phiêm hứng thú cầm kéo cắt tỉa cành lá. Chủ tịch Cố, bồn hoa kim kết này đặt ở chỗ của ngài thật sự rất tốt, từ khi đưa đến cho ngài thì mới chỉ cao 30 phân, bây giờ đã phải đổi 3 lượt chậu rồi. Thư ký trưởng Lý Hanh Dư nở nụ cười nhìn Cố Tắc Phiêm, giọng nói có vài phần nịnh nọt. Cố Tắc Phiêm cười cười nói, kim kết vốn dễ trồng, nó có thể tươi tốt như vậy thì tôi không phải công thần. Chẳng qua là nhân viên có bỏ phân và bảo dưỡng khá tốt, thế nên anh nói lời khen ngợi cũng xem như đã sai rồi. Lý Hanh Dư có chút xấu hổ, hắn nở nụ cười ngượng ngùng. Cố Tắc Phiêm giống như không thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của Lý Hanh Dư, vẫn vui vẻ cắt tỉa hoa kim kết giống như làm xong có thể cho ra một tạo hình hoàn toàn mới. Cố Tắc Phiêm buông kéo, lúc này mới nói, những ngày tới anh chuẩn bị một chút tài liệu về phương án nhất thể hóa rừng mật. Sắp tới bí thư sẽ có chuyện cần dùng. Lý Hanh Dư có chút sững sốt, Đường Chấn Huy bây giờ đang cố gắng thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật, thế nào bí thư Sầm bây giờ lại muốn dùng?
Dù trong lòng có nghi vấn nhưng Cố Tắc Phiêm không nói ra thì hắn cũng không hỏi nhiều. Gần đây Đường Chấn Huy cường thế quật khởi, một người làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh như hắn cảm thấy rất áp lực. Vì thư ký trưởng chủ yếu là phục vụ lãnh đạo, thế nhưng gần đây Đường Chấn Huy đi ra ngoài và không lần nào đưa Lý Hanh Dư đi theo. Tuy như vậy cũng không thể kéo Lý Hanh Dư ra khỏi vị trí hiện tại, thế nhưng người trong quan trường thường có tâm tư kín đáo. Hiện tượng như vậy ít nhất cũng truyền ra ngoài một thông tin, Lý Hanh Dư hắn đã đánh mất sự tán thưởng của lãnh đạo với mình. Lý Hanh Dư là một người đi theo Đường Chấn Huy làm tùy tùng nhiều năm, bây giờ lại rơi vào trong kết cục như vậy. Khoảng thời gian này hắn cảm thấy có ít người hẹn mình dùng cơm, đây chính là một loại đầu tư trong quan trường. Trước kia khi mà hắn đang bừng bừng phát triển thì nhiều người chỉ sợ phải xếp hàng chờ mời mình dùng cơm, dù đã hẹn sẵn từ khá lâu thế nhưng cũng chưa chắc có được cơ hội. Bây giờ hắn lại cảm nhận được bầu không khí khác biệt, lại không có mấy người mở lời hẹn. Biết đâu mọi người đang nghĩ rằng lãnh đạo bỏ mặc hắn, cũng có thể là sau này không còn cơ hội phát triển được nữa. Lý Hanh Dư cảm thấy rất thất lạc, hắn nhanh chóng cho ra quyết định là phải theo sát tiến độ của Cố Tắc Phiêm. Chỉ cần Cố Tắc Phiêm không ngã, như vậy hắn muốn tồn tại cũng không là vấn đề. Hắn do dự giây lát rồi khẽ nói, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Bí thư chuẩn bị thông qua phương án nhất thể hóa rừng mật. Cố Tắc Phiêm đột nhiên dùng giọng khó giải thích được nói một câu. Cái gì? Kết quả như vậy làm cho Lý Hanh Dư chợt ngây cả người. Hắn cho rằng với tính tình của Sầm Vật Cương, cho dù cứng đối cứng thì cũng phải áp chế vụ này xuống, đây là bí thư làm sao vậy? Cố Tắc Phiêm đưa mắt nhìn Lý Hanh Dư, hắn dùng giọng phối hợp nói, có một số việc mà bí thư căn bản không có lựa chọn nào khác được. Cố Tắc Phiêm mặc dù nói không rõ ràng nhưng Lý Hanh Dư xem như đã hiểu, thế là trong đầu như bùng sóng. Sầm Vật Cương chọn phương án thỏa hiệp, như vậy là sao? Là áp lực từ tuyến trên, hay là áp lực đến từ sự liên hợp giữa Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy? Ý nghĩ này xuất hiện làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy rất hoang đường, vì hắn căn bản không tin loại người tự kỷ cực đoan như Đường Chấn Huy có thể kết hợp với một người mới đến để cho ra áp lực lớn như vậy. Thế nhưng ngoài việc kết luận như vậy thì căn bản không còn kết quả nào khác. Chủ tịch, hôm nay tôi nhận được tin tức từ một người bạn ở thành phố Hân Lũng, Triệu Kỳ Sinh là một nhà thầu của công trình nhà thi đấu Hân Lũng đã bị nhóm người Phùng Xuyên Hải đưa đi sáng hôm nay. Lý Hanh Dư nói đến đây thì hạ giọng, Triệu Kỳ Sinh này chính là anh họ của Lưu Linh. Cố Tắc Phiêm trầm giọng nói, xem ra bí thư Vương của chúng ta quyết định hát tuồng đúng bài. Lý Hanh Dư không mở miệng. Thế nhưng hắn thấy được trong mắt của Cố Tắc Phiêm có vài phần sảng khoái. Tin tức Triệu Kỳ Sinh bị bắt đi cũng không phải chỉ rơi vào trong tai Cố Tắc Phiêm, hầu như các vị lãnh đạo tỉnh đều biết chuyện này. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, sau khi nhận được thông tin này thì cũng không tỏ ra kinh ngạc, vẫn đi thăm các xí nghiệp ở thành phố Linh Long. Thế nhưng Phương Anh Hồ lại phát hiện nhịp bước của bí thư đã nhanh hơn rất nhiều. Bí thư Sầm nhìn Vương Tử Quân phạm sai lầm mà cảm thấy vui sướng. Phương Anh Hồ nghĩ đến gương mặt của bí thư Sầm những ngày qua, lại nghĩ đến những lời phát biểu có chút vội vàng sao động của lãnh đạo, điều này làm cho hắn càng thêm không thể khinh thường và cực kỳ cố kỵ một người như Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân ra tay với Trần Bình Dương là khôn ngoan sao? Trong đầu Phương Anh Hồ lóe lên ý nghĩ như vậy, cuối cùng cũng không cho ra được đáp án. Vương Tử Quân tuyệt đối là một người thông minh, chỉ sợ làm như vậy là có lý do của mình. Xem ra mình vẫn còn kém bí thư Sầm rất nhiều, Sầm Vật Cương cao minh ở chỗ làm cho người ta thấy được mưu đồ của mình, thế nhưng vẫn không thể đi theo phương hướng mà bí thư Sầm đã vạch ra. Nếu so sánh với Sầm Vật Cương thì phản ứng của Kim Chính Thiện căn bản là khá kịch liệt, hắn đang bàn luận với cấp dưới về tình hình công tác của thành phố rừng mật. Sau khi nhận được tin tức thì nhanh chóng yêu cầu thư ký gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Thế nhưng vừa mới gọi thì hắn lại yêu cầu thư ký dừng lại, sau đó tiếp tục bàn chuyện công tác. Còn những người khác có liên quan đến chuyện này có biểu hiện không đồng nhất, thế nhưng kẻ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt là không ít. Tuy xuân đã qua thế nhưng trong một khu dân cư không quá lớn vẫn đầy bồn hoa đẹp đẽ, kéo đến rất nhiều loại bướm, chúng liên tục bay qua bay lại trên đóa hoa. Giống như một bức tranh tuyệt đẹp giữa nhân gian. Chủ tịch Cố, 5 giờ sáng mỗi ngày anh Lưu đều thức dậy rèn luyện sức khỏe, 7 giờ ăn sáng, 9 giờ bắt đầu đọc sách trong phòng làm việc. Nhân viên cần vụ của chúng ta thường xuyên đề nghị anh Lưu đi ra ngoài một chút,
thế nhưng ông ấy căn bản không quan tâm đến lời đề nghị của chúng ta. Khi nào ngài gặp anh Lưu, mong ngài nói giúp cho chúng tôi vài câu. Cố Tắc Viêm nhìn người phụ trách công tác trị an của khu nhà an dưỡng liên tục mở miệng lải nhải mà không khỏi cảm thấy bực bội. Hắn đã trải qua nhiều tình huống như thế này, biết rõ người phụ trách đang thông qua một phương thức như vậy để truyền đạt tin tức cho mình, đó chính là bọn họ cực kỳ quan tâm đến cuộc sống của lãnh đạo, mong lãnh đạo khen ngợi. Nếu như là trước kia thì Cố Tắc Viêm căn bản là chướng mắt với những thành phần cố gắng tranh công nhận thưởng như thế này, nhưng hôm nay tâm tình của hắn lại khá tốt, thế nên hắn nở nụ cười nói với giám đốc khu an dưỡng, giám đốc Trần, anh công tác tận tâm tận lực, những vị lãnh đạo này chính là tài phú lớn nhất của đảng, nhất định phải dùng trăm phương ngàn kế để bọn họ có thể trường thọ. Nếu bác sĩ đã nhận định rằng anh Lưu nên vận động nhiều hơn, như vậy lát nữa tôi gặp anh Lưu thì nhất định sẽ nói ra ý kiến của các anh, mong ông ấy phối hợp công tác để đảm bảo có được sức khỏe tốt. Viên giám đốc khu an dưỡng cảm thấy tâm tư của mình đã thành sự thật, hắn vội vàng cung kính gật đầu, chủ tịch Cố yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chứng thực thật tốt và chấp hành thật tốt chỉ thị của ngài. Khi hai bên trò chuyện với nhau thì đi đến một căn nhà nhỏ. Giám đốc Trần vừa định tiến lên đẩy cổng thì Cố Tắc Viêm khoát tay áo. Sau đó mới tiến lên gõ cửa, lão lãnh đạo, tôi đến thăm ngài. Một lúc lâu sau cửa mới được mở ra, một người phụ nữ trung niên thò đầu ra, khi thấy Cố Tắc Viêm thì căn bản là không có phản ứng, khi thấy được giám đốc Trần thì mới nở nụ cười. Chào giám đốc Trần. Giám đốc Trần thấy nhân viên cần vụ căn bản không quan tâm đến Cố Tắc Viêm, hắn tranh thủ thời gian giới thiệu, mau thông báo cho anh Lưu một tiếng, nói là có chủ tịch Cố đến thăm lãnh đạo. Người phụ nữ trung niên định đi vào nhà thì Cố Tắc Viêm gọi lại, lão lãnh đạo đang bận rộn gì vậy? Chúng tôi tiến vào có thuận tiện không? Lão lãnh đạo đang luyện chữ, các ngài có thể đi vào. Người phụ nữ trung niên thấy giám đốc Trần tỏ ra cực kỳ cung kính với Cố Tắc Viêm, thế là gương mặt cũng có vài phần nịnh nọt. Cố Tắc Viêm khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi vào trong nhà. Khi đi vào trong sân được 20 mét thì thấy anh Lưu đang mặc một bộ quần áo thời đường đứng giữa phòng, đang múa bút ở nơi đó. Giám đốc Trần chuẩn bị tiến lên thì bị Cố Tắc Viêm ngăn lại, hắn khẽ đi đến bên cạnh anh Lưu, xem anh Lưu đang viết chữ gì. Trên tờ giấy trắng như tuyết là một chữ vĩnh, sau khi anh Lưu viết xong chữ vĩnh thì Cố Tắc Viêm mới cười nói, anh Lưu, ngài thật sự là rất hăng hái. Anh Lưu thấy Cố Tắc Viêm thì khẽ buông bút trong tay nói, chủ tịch Tắc Viêm đến đấy à, mời ngài ngồi. Chương 1571 một gây sóng gió châm ngòi ly gián. Cố Tắc Viêm có biểu hiện cực kỳ khiêm tốn trước mặt anh Lưu, hắn cười ha hả, cũng không ngồi xuống mà trực tiếp nói, hôm nay tôi thay mặt cho bí thư Sầm đến thăm hỏi lãnh đạo, để xem lãnh đạo có chuyện gì cần giải quyết ở phương diện cuộc sống hiện tại hay không. Anh Lưu tiếp nhận khăn lau tay từ người phụ nữ trung niên, sau khi lau tay xong thì mới cười nói, cảm ơn bí thư Sầm đã quan tâm đến tôi, lúc này chủ tịch Tắc Viêm đến thì phải nếm qua trà nhà tôi mới được. Anh Lưu lấy trà ra, cũng không phải là trà gì tuyệt đỉnh, thế nhưng khi pha trà lại bùng ra mùi hương thơm ngát động lòng người. Trong số những người ở đây chỉ có Cố Tắc Viêm là có tư cách uống trà với anh Lưu, những người còn lại đều tự giác đi ra phòng ngoài. Anh Lưu, nếu không đến chỗ của ngài thì không uống được trà ngon như thế này. Cố Tắc Viêm nói rồi đặt ly trà trong tay xuống, hy vọng sau này có thêm nhiều cơ hội uống trà với anh. Gương mặt anh Lưu rất lạnh nhạt, lão cầm lấy bình trà châm đầy ly cho Cố Tắc Viêm, sau đó thản nhiên nói, chủ tịch Cố mỗi ngày đều bận rộn công tác, nào có thời gian nhàn hạ uống trà với một ông lão như tôi. Lão lãnh đạo, tôi nói lời thật lòng. Tôi thật sự muốn buông bỏ tất cả để đến nơi đây tu thân dưỡng tính cùng hưởng thụ cuộc sống với ngài. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì dùng giọng có chút cảm khái nói, tôi cảm thấy lục đục với đủ mọi người thời gian qua là đủ lắm rồi. Anh Lưu nhìn Cố Tắc Viêm cũng không nói lời nào, trong bầu không khí đầy hương trà nóng thì bộ dạng của lão giống như một thần tiên đã rời khỏi trần thế từ lâu lắm rồi. Lão lãnh đạo, tôi nói thật lòng với ngài, có đôi khi có một số việc là thân bất do kỷ. Anh dàn xếp ổn thỏa nhưng người ta vẫn ra tay, vẫn không chịu bỏ qua cho anh. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì khẽ tiếp tục, có vài người vì muốn lập uy cho mình để có cơ sở tiến lên mà nắm chặt mái tóc của người khác không chịu buông. Gương mặt của anh Lưu chợt biến đổi, lão biết rõ người kia trong lời nói của Cố Tắc Viêm là ai.
Lão chợt nở nụ cười nhạt, nếu thật sự là như vậy thì cũng nên trả giá thật nhiều cho những việc mình đã làm. Cố Tắc Phiêm luôn quan sát vẻ mặt của lão lãnh đạo, hắn có chút bội phục vì đến nước này mà anh Lưu vẫn tỏ ra thản nhiên bất động, căn bản luôn cực kỳ ổn thỏa như vậy. Lão Bí Thư, có trách nhiệm thì phải gánh chịu, đây không phải là chuyện gì quá khác lạ. Tôi và anh cũng không phải là những người sợ gánh trách nhiệm, thế nhưng chỉ sợ có người mượn gió nổi mưa, muốn gây sóng gió. Cố Tắc Phiêm cố gắng dùng giọng ngưng trọng và cảm khái nói. Anh Lưu trầm ngâm giây lát rồi mới khẽ nói, Tắc Phiêm, theo ý của anh thì nên làm gì bây giờ? Chuyện này tôi đã đến nói chuyện với Bí Thư Sầm, mà Bí Thư Sầm cũng không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Thế nhưng khi người kia đi xuống kiểm tra thì Bí Thư đã trao quyền như vậy, nếu như không có lý do chính đáng thì Bí Thư Sầm cũng khó lên tiếng được. Cố Tắc Phiêm nói xong thì căn bản không nói thêm điều gì, hắn tin tưởng anh Lưu sẽ hiểu ý mình, cũng biết nên làm thế nào. Anh Lưu không nói gì, vẫn lặng lặng uống trà. Thế nhưng lúc này gương mặt bình tĩnh của anh Lưu lại liên tục biến đổi. Khi anh Lưu chuẩn bị nâng ly lên uống một ngụm thì chiếc điện thoại màu đỏ bên cạnh đã vang lên. Anh Lưu cầm lấy điện thoại, sau khi nối thông thì trầm giọng hỏi, Tiểu Linh, có chuyện gì không? Cố Tắc Phiêm nghe thấy anh Lưu nói ra hai chữ Tiểu Linh thì hiểu người gọi điện thoại đến chính là con gái Lưu Linh, cũng chính là vợ của Trần Bình Dương. Bây giờ Lưu Linh gọi điện thoại đến, mười phần là muốn tìm sự trợ giúp từ anh Lưu. Cú điện thoại của Lưu Linh căn bản là rất kịp thời, hai tai của Cố Tắc Phiêm cực kỳ thính thế nhưng chỉ nghe được qua loa đoạn đối thoại giữa hai cha con anh Lưu mà thôi, không phải ừ thì cũng chỉ là à. Phải biết rằng nếu chỉ dựa vào những từ kia thì căn bản không thể nào đoán được nội dung cuộc trò chuyện đang diễn ra, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy bực bội. Thời gian dần trôi qua, anh Lưu cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Cố Tắc Phiêm cầm ấm trà châm thêm nước cho anh Lưu, sau đó hắn cười nói, lão lãnh đạo, nếu không uống ngay thì trà sẽ nguội đi mất. Anh Lưu nể mặt Cố Tắc Phiêm mà nâng ly lên uống một ngụm, sau đó lại không nói lời nào. Lúc này bầu không khí giữa hai người có chút đông cứng, Cố Tắc Phiêm thầm nghĩ những ông lão như thế này thường hay giữ sĩ diện, thôi thì mình nói ra thì hay hơn. Anh Lưu, chuyện này căn bản là không thể chậm trễ được. Tắc Phiêm, tôi sẽ luôn ghi nhớ ý tốt của anh, chúng ta không phải là người ngoài, cũng đừng nói đến những chuyện như thế này nữa. Hôm nay anh đã đến thăm tôi, như vậy cùng uống với tôi vài ly cho vui, không say không về. Anh Lưu không chờ Cố Tắc Phiêm nói xong mà trầm giọng nói. Cố Tắc Phiêm chợt sững sờ, hắn không biết anh Lưu nói như vậy là có ý gì. Nhưng này Chủ tịch Tắc Phiêm, tôi đã là một người về hưu, cần có một cuộc sống yên vui, các anh nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Nếu như anh tìm tôi uống rượu thì tôi hoan nghênh, thế nhưng nói về chuyện công tác thì cũng đừng tìm tôi. Sau này tôi nhất định sẽ tìm lãnh đạo uống rượu cho vui. Cố Tắc Phiêm mỉm cười nhìn anh Lưu, sau đó nói ra một lời giống như đảm bảo. Nhưng lúc này hai mắt của hắn căn bản không có gì vui vẻ, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Dù Cố Tắc Phiêm làm việc căn bản không để lộ ra biểu hiện tâm tư của mình, thế nhưng lúc này bị anh Lưu nói như vậy cũng cảm thấy gương mặt phát sốt. Tuy lời nói của anh Lưu rất hàm xúc, thế nhưng nội dung lại rất sắc bén. Nội dung câu nói của anh Lưu là sau này Cố Tắc Phiêm có chuyện gì thì tự mình giải quyết, cũng không cần đưa một lão già như mình ra đầu sóng ngọn gió. Anh Lưu nói như vậy thì rõ ràng là không chút nể tình. Rốt cuộc là gặp vấn đề gì không may? Vì sao thái độ của anh Lưu lại thay đổi 180 độ như vậy? Khi Cố Tắc Phiêm đang suy tư thì thư ký nhanh chóng đưa điện thoại đến. Khi thư ký thấy lãnh đạo của mình đang cười nói chuyện với anh Lưu, hắn nhanh chóng tiến lên, Chủ tịch Cố, có điện thoại của thư ký trưởng. Thư ký trưởng gọi điện thoại, đây rõ ràng là một tình huống có thể giải vây cho Cố Tắc Phiêm, hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói, lão lãnh đạo, tôi đi nghe điện thoại một chút. Ha ha ha, Chủ tịch Tắc Phiêm là người bận rộn, anh cứ công tác mà không cần quan tâm đến một ông lão như tôi làm gì. Anh Lưu lúc này đã khôi phục lại bộ dạng mây trôi nước chảy của mình, lão mỉm cười nói với Cố Tắc Phiêm. Chương 1571 2 gây sóng gió châm ngòi ly gián. Cố Tắc Phiêm tiếp nhận điện thoại rồi đi đến một vị trí cách đó không xa. Khi hắn vừa alo một tiếng thì đầu dây bên kia vang lên âm thanh của thư ký trưởng Phương Anh Hồ, Chủ tịch Tắc Phiêm, anh đang ở đâu vậy? Thư ký trưởng, tôi đang đi thăm một vài cán bộ lão thành,
có chuyện gì sao? Tuy vừa rồi Cố Tắc Phiêm bị anh Lưu làm cho mất mặt, thế nhưng bây giờ vẫn nở nụ cười sáng lạn hỏi Phương Anh Hồ. Tuy hắn có quan hệ không tệ với Phương Anh Hồ, thế nhưng cũng không muốn nói lời lạnh nhạt. Chủ tịch Cố, vừa rồi Bí Thư Vương cho người đưa đến báo cáo về việc sập nhà thi đấu thành phố Hân Lũng. Dựa theo báo cáo thì sở dĩ xuất hiện sự cố trên là do bản thiết kế của công ty nước ngoài có sai sót chí mạng, cũng không liên quan đến phương diện chất lượng công trình. Lời nói của Phương Anh Hồ làm cho Cố Tắc Phiêm chợt sững sờ, hắn nhanh chóng nói, thật sự là bản vẽ có vấn đề sao? Đúng vậy, Bí Thư Vương sở dĩ chờ đến tận bây giờ mới báo cáo cho tỉnh ủy chính là vì khoảng thời gian trước căn bản không xác định được nguyên nhân gây sập nhà thi đấu. Hôm nay công ty thiết kế nước ngoài đã nói bản vẽ của bọn họ có vấn đề, cũng đã tiến hành xin lỗi về phương diện này. Phương Anh Hồ nói đến đây thì tiếp tục, lúc này đại biểu của công ty thiết kế bản vẽ đã đi đến, bọn họ cũng tiến hành trao đổi với chúng ta về phương diện bồi thường. Cố Tắc Phiêm lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, hèn gì thái độ của anh Lưu với mình lại thay đổi như vậy. Khi mình đang dõng dạc ngồi đây châm ngòi thì người ta bên kia đã giải quyết vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Bản vẽ xảy ra vấn đề, như vậy trách nhiệm của cấp ủy chính quyền thành phố Hân Lũng là không lớn, Chủ tịch Trần Bình Dương cũng sẽ thoải mái vượt qua kiểm tra. Hơn nữa Trần Bình Dương vượt qua kiểm tra lần này mà căn bản không có chút di chứng nào. Cố Tắc Phiêm thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy gương mặt càng nóng, từng câu từng chữ hắn vừa nói với anh Lưu giống như chiếc bàn ủi trà vào lòng. Vừa rồi hắn là một hình tượng tiểu biểu của một kẻ dùng trăm phương ngàn kế châm ngòi ly gián. Thư ký trưởng, thật sự không ngờ năng lượng của Vương Tử Quân lớn như vậy, có thể nghĩ ra con đường giải quyết sự việc như thế này. Cố Tắc Phiêm tuy muốn làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại, thế nhưng vẫn cảm thấy có vài phần ghen ghét. Phương Anh Hồ có thể cảm nhận được sự đố kỵ ghen ghét của Cố Tắc Phiêm, hắn cười khổ một tiếng rồi nói, anh Cố, vấn đề thật sự là như vậy. Vì cũng có tin tức truyền đến từ tổ điều tra, nguyên nhân làm cho nhà thi đấu sập xuống đến từ bản thiết kế. Cố Tắc Phiêm không mở miệng, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Phương Anh Hồ. Vì lần này trong tổ điều tra đi đến thành phố Hân Lũng có không ít người thuộc về phía mình, thế nên hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Bí Thư Sầm có ý kiến gì? Bí Thư Sầm nói chuyện này xử lý như vậy là rất tốt. Phương Anh Hồ ở bên kia nhanh chóng cho ra câu trả lời. Xử lý tốt, tất nhiên xử lý như vậy là tốt, thế nhưng người duy nhất không tốt chính là mình. Cố Tắc Phiêm hắn vốn tràn đầy tự tin làm một người ly gián, thế nhưng bây giờ lại chẳng ra thể thống gì. Hắn lúc này thậm chí còn căm hận Phương Anh Hồ gọi điện thoại cho mình quá chậm. Nếu như Phương Anh Hồ gọi điện thoại sớm hơn, như vậy mình sao mất mặt với anh Lưu như thế? Cố Tắc Phiêm cúp điện thoại và trở nên trầm ngâm, thư ký bên cạnh cũng không nói gì. Thế nhưng một lúc lâu sau cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở, Chủ tịch Cố, bước tiếp theo nên làm thế nào? Cố Tắc Phiêm nhìn thoáng qua viên thư ký của mình, hắn thản nhiên nói, hành trình hôm nay không thay đổi, vẫn cứ theo sắp xếp. Thường ủy tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Cố Tắc Phiêm đến thăm các cựu chiến binh, lãnh đạo tiến hành thăm hỏi ân cần các vị cán bộ lão thành, cũng lên tiếng. Giọng điệu dễ nghe của biên tập viên chợt vang lên. Gương mặt tràn đầy nụ cười của Cố Tắc Phiêm cũng xuất hiện trên màn hình. Nụ cười của Chủ tịch Cố rất sáng lạn, Trương Tề Bảo ngồi bên cạnh cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Sau đó Trương Tề Bảo nói tiếp, tôi thấy lần này đài truyền hình sắp bị lãnh đạo phê bình, lần này Chủ tịch Cố rõ ràng đến thăm anh Lưu, thế nhưng lại không xuất hiện hình ảnh nào về anh Lưu, thật sự là làm việc thất trách. Anh đấy, trước mặt tôi thể nói như vậy, nhưng đối với người ngoài thì tuyệt đối không nên. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi dùng giọng phê bình nói. Trương Tề Bảo biết rõ Vương Tử Quân cũng không vì vậy mà phê bình mình, thế nên hắn nở nụ cười vui vẻ nói, Bí Thư Vương, tôi cũng chỉ nói với ngài mà thôi. Ngài có biết không, khi chúng ta báo cáo kết quả thì Bí Thư Sầm liên tục nói rằng xử lý như vậy là rất tốt. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch gõ cửa đi vào phòng, Bí Thư Vương, Bí Thư Ngô và Chủ tịch Trần của thành phố Hân Lũng đến. Vương Tử Quân khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch, mời vào. Khi Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương đi vào trong phòng thì Vương Tử Quân cũng đứng lên. Lúc này gương mặt hai người vẫn là nụ cười vui vẻ giống như lần đầu tiên gặp mặt trước đó,
thế nhưng nụ cười bây giờ căn bản là chân thành và thả lỏng hơn. Bí thư Vương, hai người chúng tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đấy chứ? Ngô Đại Phúc lên tiếng, sau đó hắn nhanh chóng vươn hai tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có cảm giác rất tốt với Ngô Đại Phúc, hắn vừa bắt tay Ngô Đại Phúc vừa cười nói, đây là ở địa bàn của anh lại tỏ ra khách khí như vậy, tôi căn bản cũng cảm thấy gò bó. Vương Tử Quân nói rồi cũng bắt tay Trần Bình Dương đi phía sau Ngô Đại Phúc. Sau khi nói vài câu chào hỏi thì Ngô Đại Phúc cười nói, Bí Thư Vương, tôi đến nhận kiểm điểm với ngài, những ngày qua vốn là tôi phải tự mình đi đến, kính mong Bí Thư Vương tha thứ cho. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Ngô Đại Phúc, hắn cười cười nói, các anh đã giúp đỡ rất lớn với tôi, hơn nữa thành phố cũng có nhiều chuyện cần xử lý, các anh không nên đến chỗ tôi làm gì. Bí Thư Vương, tôi đại biểu cho cán bộ và nhân dân thành phố hân lũng cảm ơn ngài. Nếu như không phải ngài xâm nhập điều tra, như vậy chỉ sợ hình tượng của thành phố Hân Lũng sẽ bị hủy hoại. Trần Bình Dương nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng có chút run rẩy nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trần Bình Dương rồi trầm giọng nói, lần này kết quả điều tra rất viên mãn, thế nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh với chúng ta, đó là khi làm việc cần phải có thái độ hoài nghi. Ví dụ như sự kiện lần này, nếu như trước khi thi công chúng ta dùng thái độ hoài nghi xem xét lại bản thiết kế, như vậy sẽ không có vấn đề như hôm nay. Chương 1572, một vô tâm trồng liễu chợt nở hoa. Những ngày qua ở thành phố Hân Lũng liên tục vang lên nhiều tin đồn nhảm, điều này làm cho hai người Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng dù không thoải mái thì bọn họ vẫn phải thừa nhận mình phạm sai lầm, không phải sai lầm nhỏ mà là rất lớn. Trường hợp hôm nay căn bản làm cho Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương sinh ra cảm giác sáu lượng bạt ngàn cân. Thế nên bây giờ mặc kệ Vương Tử Quân phê bình thế nào thì bọn họ cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tỏ ra cảm kích, đều nở nụ cười khiêm tốn. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, Trần Bình Dương là người mở miệng đầu tiên, Bí Thư Vương, bài học lần này cực kỳ sâu sắc với chúng tôi, lúc này chúng tôi đảm bảo với ngài, sau này nhất định sẽ công tác cẩn thận hơn. Như vậy thì tốt, nói thật nhé, lần này có thể thoải mái vượt qua kiểm tra, nó căn bản không ly khai khỏi sự công tác chặt chẽ của các anh. Hy vọng sau này các anh có thể tiếp tục kiên trì cơ chế tốt đẹp hiện tại, giám thị thật nghiêm chất lượng công trình, hơn nữa phải cực kỳ cẩn thận mới được. Vương Tử Quân nói vài lời khẳng định, sau đó lại nói tiếp, tôi phải nói rõ ràng, đó là phương diện đấu thầu tìm người thi công của các anh vẫn có vấn đề không nhỏ, nếu như không phải có vấn đề xảy ra. Như vậy sẽ không tìm được những vấn đề của Sử Quang Hán. Giọng nói của Vương Tử Quân không quá cao thế nhưng lại làm cho hai người Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương cảm thấy đổ mồ hôi. Đặc biệt là Trần Bình Dương, hắn biết mình lo lắng không đủ ở phương diện này. Khi hai người đang chuẩn bị nhận sai lầm thì chợt nghe Vương Tử Quân cười nói, lần này tôi đến thành phố Hân Lũng và nghe nói chỗ này có sản xuất ra loại rượu mai hương rất ngon. Hôm nay cũng không có chuyện gì, hai người không muốn làm chủ mời tôi vài ly sao? Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương vốn cực kỳ cảm kích Vương Tử Quân, có thể cùng dùng cơm với Vương Tử Quân tất nhiên là mục tiêu cao nhất của cả hai. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì đều hưng phấn đỏ mặt, bọn họ tranh thủ thời gian tỏ thái độ, hôm nay chúng tôi sẽ uống vài ly với Bí Thư Vương, để cho Bí Thư Vương kiểm tra xem rượu của thành phố Hân Lũng chúng tôi như thế nào. Trương Tề Bảo nhìn biểu hiện vui vẻ của hai người Ngô Đại Phúc, hắn thật sự cảm thấy vui thay cho Vương Tử Quân. Hắn biết rõ sau bữa tiệc này thì lá phiếu bầu cho Vương Tử Quân tiến lên chủ tịch tỉnh trong Hội đồng Nhân dân của thành phố Hân Lũng là không có vấn đề. Trên bàn rượu dễ tăng tiến tình cảm với nhau, hơn nữa Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương lại cố gắng muốn kết giao, thế nên quan hệ giữa hai bên được kéo lại gần hơn. Ngô Đại Phúc uống đến mức đỏ mặt tía tai. Hắn loạng choạng kéo tay Vương Tử Quân, thậm chí còn bày ra biểu hiện cảm động rơi nước mắt. Trần Bình Dương cũng là một người uống rượu khá tốt, nhưng khi Ngô Đại Phúc và Trương Tề Bảo đi vệ sinh, hắn dùng giọng thành khẩn nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, bố vợ tôi nói khi nào ngài có rảnh, mời ngài đến nhà ông ấy uống trà. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó bắt tay thật mạnh với Trần Bình Dương. Một kết quả như vậy làm cho Trần Bình Dương cảm thấy sầm vật cương vô tâm trồng một cây liễu khô, thế nhưng Vương Tử Quân tiến đến xử lý thì cây liễu lại nở hoa, hơn nữa hoa này cũng không dễ dàng nở bông, phải cố gắng tưới nước chăm bón mới được. Kết quả điều tra thật sự là quá bất ngờ,
đối với Trần Minh Dương thì giống như đưa roi lên cao nhưng lại từ từ hạ xuống. Hắn căng cứng thần kinh nhiều năm, cuối cùng thì cũng thoải mái trở lại. Sau bữa cơm với Vương Tử Quân, cho dù không nhất thiết tạo nên mối quan hệ gắn kết giữa hai bên, thế nhưng ít nhất cũng có một mở đầu tốt đẹp. Có một mở đầu này thì kế tiếp hai bên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hừ, chỉ kiểm tra mới biết được có vấn đề hay không mà thôi. Sầm Vật Cương nhìn vào một bài báo nói về công trình xây dựng của hàng xóm chợt đổ sập xuống, lão không khỏi dùng giọng trào phúng lẩm bẩm. Trong phòng làm việc trống rỗng của Sầm Vật Cương, nửa giờ đầu tiên của ngày làm việc đều được lão sắp xếp để đọc báo. Lúc này lão đang nhìn về phía một bài viết khác, bài báo viết về hướng đi của một vị lãnh đạo nước ngoài, điều này không có liên quan đến tỉnh Mật Đông. Khi Sầm Vật Cương chuẩn bị đổi tờ báo khác thì báo cáo về việc công trình nhà thi đấu sụp đổ chợt lóe lên trong đầu, nếu không phải kịp thời điều tra được nguyên nhân làm sập nhà thi đấu, chỉ sợ báo chí cũng không chỉ đưa tin về sự kiện của tỉnh hàng xóm, mà phải là đại danh của tỉnh Mật Đông, dù sao thì sự kiện ở tỉnh Mật Đông có tính đại biểu rất lớn. Vương Tử Quân thật sự là một người làm cho tỉnh Mật Đông bừng sáng. Ngày hôm qua Sầm Vật Cương còn nhận được lãnh đạo bộ xây dựng, cho ra sự khẳng định lớn với công tác xây dựng ở thành phố Hân Lũng, mặc dù kết quả báo cáo cũng là bất ngờ với hắn. Có lẽ Vương Tử Quân đã về rồi. Sầm Vật Cương nghĩ đến Vương Tử Quân mà không khỏi nở nụ cười khổ. Sầm Vật Cương ném một củ khoai lang nóng cho Vương Tử Quân, muốn làm cho Vương Tử Quân rơi vào hoàn cảnh khó xử, không ngờ người này lại có thể giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp như vậy. Không những có thể đảm bảo với anh Lưu ở phía bên kia, thậm chí khi xử lý vấn đề còn làm cho người ta cảm thấy tự hào với người trong nước. Tuy Sầm Vật Cương căn bản không muốn thừa nhận thế nhưng sự việc thật sự phát triển theo chiều hướng như vậy. Công ty thiết kế của nước ngoài vốn rất vênh váo, thế nhưng hôm nay đại biểu của bọn họ đã đến thành phố rừng mật, chuẩn bị tiến hành xin lỗi và bồi thường. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Sầm Vật Cương cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của thư ký, bí thư. Bí thư Vương đến. À, mời anh ấy vào. Sầm Vật Cương lên tiếng không chút do dự. Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống và nhìn thoáng qua chiếc gương cách đó không xa, lão thấy một người đàn ông đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt bừng bừng sức sống, thế là không khỏi thở dài một hơi. Nhưng cơn tức hiện tại làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy không thoải mái, trước kia đừng nói là gặp phải một người trợ thủ, dù là Đường Trấn Huy cũng chưa từng cứng với lão được lần nào. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến làm cho lão cảm thấy mình nên trịnh trọng, điều này không khỏi làm cho lão cảm thấy xấu hổ. Mình làm sao vậy? Mình sao lại quan tâm đến người này như thế? Cửa phòng được đẩy ra, Vương Tử Quân đi vào với nụ cười trên môi. Sầm Vật Cương nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Tử Quân, lão cũng nở nụ cười tiến lên nghênh đón, bí thư Tử Quân, lần này có thể nói anh là phúc tướng cho tỉnh Mật Đông, sự kiện ở thành phố Hân Lũng được xử lý quá tốt. Lãnh đạo thượng cấp cho ra một lời khẳng định đầy đủ với công tác của chúng ta. Bí thư Sầm, đây cũng không phải là công lao của tôi, chính là nhờ các đồng chí thành phố Hân Lũng công tác chắc chắn. Nếu như không phải bọn họ làm tốt công tác, cho dù tôi có tìm ra được lỗ hổng ở phương diện thiết kế, chỉ sợ cũng bị người ta lên án, vì không dễ lấy được tiền bồi thường của người nước ngoài được. Vương Tử Quân bắt tay với Sầm Vật Cương rồi dùng giọng khiêm tốn nói. Tuy Vương Tử Quân nói rất khiêm tốn nhưng Sầm Vật Cương vẫn cho ra lời khẳng định đầy đủ. Hai người nói vài lời hòa ái, sau đó Sầm Vật Cương cười nói, đại biểu của công ty thiết kế sắp đến để đàm phán, bí thư Tử Quân là người quen thuộc chuyện này, anh có thể đi đầu ở công tác này được không? Chương 1572, 2, vô tâm trồng liễu chợt nở hoa. Bí thư Sầm, theo tôi thấy thì vấn đề này là tranh cãi giữa thành phố Hân Lũng và công ty thiết kế kia. Chúng ta không nên can dự vào, cứ để cho người của thành phố Hân Lũng cùng những người kia đàm phán, tôi tin tưởng các đồng chí thành phố Hân Lũng sẽ nắm chắc công tác này. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn đẩy phần công lao này ra ngoài. Hắn không muốn tranh thủ tình cảm với cấp dưới, không muốn tranh công với thượng cấp, biểu hiện này cũng không tồi. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy tán thưởng, hơn nữa lại càng thêm cố kỵ. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho lão cảm thấy một mối uy hiếp rất lớn, tuy lão tự nghĩ thế lực của mình đủ để làm mọi thứ, thế nhưng muốn khống chế được Vương Tử Quân thì căn bản là không dễ dàng chút nào. Một người lãnh đạo trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy,
lại là một trợ thủ cực kỳ khó khống chế, dù đặt người này bên cạnh ai thì cũng không bao giờ là một chuyện thoải mái. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là một ý niệm càng bùng phát mạnh mẽ trong đầu Sầm Vật Cương. Lão biết rõ Vương Tử Quân chính là một cảnh báo với mình, nếu như bây giờ có thể đẩy Vương Tử Quân đi thì tương lai sẽ không có vấn đề gì, vì vậy trong lòng tuy có chút do dự thế nhưng đã nhanh chóng trở nên kiên định. Vương Tử Quân hàn huyên nửa giờ với Sầm Vật Cương, sau đó hắn rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi hắn đi đến ngồi trong phòng làm việc của Đường Chấn Huy thì đã qua 20 phút rồi. Tử Quân, anh đến đây mà xem bản vẽ về con đường ở thành phố rừng mật. Sau khi con đường này hoàn công thì muốn đi từ thành phố rừng mật đến Kim Hà chỉ mất một giờ mà thôi. Đường Chấn Huy chỉ vào một bản vẽ đặt trên bàn, sau đó dùng giọng kích động nói với Vương Tử Quân. Đường Chấn Huy căn bản cực kỳ nhiệt tình ở phương diện xây dựng đường nối liền hai thành phố rừng mật và Kim Hà, nếu nói con đường này nắm tất cả thời gian công tác của lão thì cũng không đủ. Vì lão đã bị Sầm Vật Cương áp chế hơn 4 năm ở tỉnh Mật Đông, bây giờ việc cần làm nhất chính là trong nhiệm kỳ của mình phải thông xe được con đường nối liền hai thành phố rừng mật và Kim Hà. Vương Tử Quân nhìn bản thiết kế về con đường của thành phố rừng mật, hắn không khỏi cười ha hả nói, Chủ tịch Đường, chỉ cần con đường này được hoàn công thì hai thành phố kia sẽ có một kết nối chặt chẽ với nhau. Biết đâu tương lai sau này nơi đây sẽ hình thành nên một trung tâm kinh tế lớn mạnh của tỉnh Mật Đông. Đường Chấn Huy nhìn Vương Tử Quân dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên bản thiết kế, lão không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Lão vỗ lên vai của Vương Tử Quân rồi nói, Tử Quân, phương diện xây dựng thành phố sau này là của anh. Bây giờ điều tôi cần làm chính là trước khi về hưu phải làm xong con đường nối liền rừng mật và Kim Hà. Vương Tử Quân cười cười không lên tiếng với lời nói đầy ám hiệu này của Đường Chấn Huy. Hắn chợt thay đổi chủ đề, con đường này của thành phố rừng mật đã được duyệt hay chưa? À, Ủy ban cải cách đã duyệt phương án này, phía thành phố rừng mật và Kim Hà đang ra sức chuẩn bị, dự tính là tháng 10 năm nay sẽ làm lễ khởi công. Đường Chấn Huy nói đến lễ khởi công thì có chút hưng phấn, lại có chút ảm đạm. Đến tháng 10 thì nhiệm kỳ của Đường Chấn Huy đã cơ bản sẽ kết thúc, trước khi kết thúc nhiệm kỳ lão có thể làm lễ khởi công xây dựng con đường nối liền rừng mật và Kim Hà, đây là một việc làm rất hưng phấn, thế nhưng khi nghĩ đến chuyện về hưu thì hắn lại cảm thấy có chút ảm đạm. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Đường Chấn Huy, thế nhưng lúc này hắn nói gì cũng vô dụng. Vì đi đến bước này thì Đường Chấn Huy cũng không cần được an ủi. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn phương án trầm mặc. Đường Chấn Huy cũng là cao thủ điều chỉnh tâm tình, lão cười cười nói, Tử Quân, lần này tôi chuẩn bị tặng cho anh một lễ vật. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Đường Chấn Huy, hắn cũng không nên làm cho Đường Chấn Huy thất vọng. Thế là chỉ có thể cười nói, Chủ tịch Đường tặng lễ vật thì nhất định sẽ không kém, tôi thật sự là mỏi mắt chờ mong. Đường Chấn Huy cười nói, tất nhiên thứ tôi tặng sẽ không kém. Đường Chấn Huy nói rồi trầm giọng tiếp tục, trước khi tôi đi chuẩn bị sắp xếp một vị trí tốt cho thư ký trưởng của mình, dù gì thì anh ấy cũng đã theo tôi được 4 năm, cũng không thể để cho anh ấy công tác không công cho được. Ngài chuẩn bị cho Lý Hanh Dư đến nơi nào? Vương Tử Quân cố gắng áp chế cảm giác vui sướng, hắn trầm giọng hỏi Đường Chấn Huy. Đối với một người là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh như Lý Hanh Dư, Vương Tử Quân định đợi đến khi mình tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy rồi nói sau. Vì sự tín nhiệm của lãnh đạo đứng đầu với thư ký trưởng có lực ảnh hưởng rất lớn, nếu không có sự tín nhiệm của lãnh đạo thì quyền uy của thư ký trưởng là rất thấp, nhưng nếu như lãnh đạo mà không có một vị thư ký trưởng của riêng mình, như vậy đôi khi anh công tác cũng cực kỳ trói buộc. Hơn nữa Vương Tử Quân tiến lên cũng không thể nhanh chóng đổi thư ký trưởng, tuy hắn có quyền lên tiếng rất lớn ở phương diện thay đổi thư ký trưởng, thế nhưng nếu Sầm Vật Cương quyết liệt không buông, như vậy hắn cũng khó thể nào lay động được. Lúc này Đường Chấn Huy sắp lui ra thì cho ra sắp xếp với Lý Hanh Dư, sự kiện này căn bản không có gì cố kỵ, dù sao thì Đường Chấn Huy cũng sắp phải lui ra, mà lúc này lão căn bản không cần do dự. Đường Chấn Huy cười ha hả rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi đang muốn liên hệ với anh về việc này. Đồng chí Hanh Dư theo tôi công tác nhiều năm, là một cán bộ luôn cẩn trọng công tác, bây giờ tôi sắp đi không thể không suy xét cho anh ấy được. Tôi chuẩn bị đẩy anh ấy tiến lên một bước, để cho anh ấy tạm thời chuyển đến mặt trận Tổ quốc, làm chủ tịch phụ trách công tác văn hóa giáo dục.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phụ trách mảng công tác văn hóa giáo dục. Vương Tử Quân xem như biết rõ Đường Chấn Huy chuẩn bị làm như thế nào, lúc này hắn không khỏi khẽ hỏi, Chủ tịch, chuyện này chỉ sợ sẽ không được Bí thư Sầm dễ dàng thông qua. Không thông qua thì tôi cũng phải tranh thủ, dù sao thì đồng chí Lý Hanh Dư cũng đã khổ sở theo tôi công tác nhiều năm, nếu như trước khi đi mà tôi không sắp xếp tốt cho đồng chí của mình, như vậy tôi cũng cảm thấy bứt rứt lương tâm. Đường Chấn Huy dùng giọng cực kỳ chính đáng nói, nếu như là người không biết nghe những lời này, chỉ sợ sẽ cho rằng Đường Chấn Huy là một vị lãnh đạo cực kỳ suy xét cho thuộc hạ của mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Đường Chấn Huy, hắn không khỏi nghĩ đến tình cảnh Đường Chấn Huy bàn bạc chuyện này với Sầm Vật Cương, có lẽ trước đó Sầm Vật Cương cường thế áp đặt Lý Hanh Dư đã làm cho Đường Chấn Huy cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dù là khó chịu như thế nào thì Đường Chấn Huy cũng phải tiếp nhận Lý Hanh Dư. Chủ tịch Đường nói đúng, đồng chí Lý Hanh Dư đã công tác cẩn trọng nhiều năm, bây giờ nên được ban thưởng cho tốt. Sau khi thương lượng xong chuyện liên quan đến Lý Hanh Dư, Vương Tử Quân chuẩn bị cáo từ. Đúng lúc này Đường Chấn Huy chợt thay đổi chủ đề, Tử Quân, bây giờ đã đến tháng 6 rồi, anh có nên đưa vợ con đến Mật Đông rồi không? Chủ tịch, tôi cũng đang định xin ngài nghỉ vài ngày, vì hai ngày nữa con trai tôi sẽ tốt nghiệp nhà trẻ. Tôi là bố cũng đã đồng ý với nó, đến lúc đó nhất định sẽ có mặt. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến chuyện của Tiểu Bảo Nhi, thế là không khỏi mở miệng xin nghỉ với Đường Chấn Huy. À, tham dự lễ tốt nghiệp của con là cực kỳ có ý nghĩa, Bí thư Tử Quân, anh cứ đi, không có vấn đề. Đường Chấn Huy phất tay lên dùng giọng vui vẻ nói. Chương 1573, Tiểu Bảo Nhi của bố. Chào Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc của Đường Chấn Huy, lúc này Lý Hanh Dư nhanh chóng tiến lên tươi cười đón chào. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lý Hanh Dư, hắn có chút chần chờ, sau đó cười nói với Lý Hanh Dư, anh đang đến báo cáo với Chủ tịch Đường sao? Lý Hanh Dư vội vàng nói, Chủ tịch Đường cần một vài văn kiện, tôi đang cố gắng làm cho xong. Bí thư Vương, khi nào ngài có thời gian rảnh tôi sẽ đến báo cáo công tác với ngài. Vương Tử Quân nhìn Lý Hanh Dư đang nở nụ cười với gương mặt cung kính, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thương cảm. Chỉ sợ Lý Hanh Dư bây giờ còn chưa biết Đường Chấn Huy bên kia đang chuẩn bị khai đao với mình. Nhưng người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nếu không phải vì người này cứ chạy đông chạy tây như điên với Cố Tắc Phiêm, không bao giờ thèm coi trọng một chủ tịch tỉnh như Đường Chấn Huy, vì sao lại có cục diện nguy hiểm như ngày hôm nay? À, những ngày nay tôi cũng không có nhiều việc bận. Anh có thể đến bất cứ lúc nào. Vương Tử Quân nói qua loa vài câu với Lý Hanh Dư, sau đó hắn khoát tay áo chậm rãi bước đi. Tháng 6 phong cảnh ở Nam Giang vẫn rất mê người, lần này Vương Tử Quân đến Nam Giang trước một ngày. Sầm Vật Cương căn bản mở miệng đồng ý rất vui vẻ với sự kiện Vương Tử Quân xin phép được nghỉ để đến dự lễ tốt nghiệp của con trai Tiểu Bảo Nhi. Hơn nữa còn nói Vương Tử Quân nên ở lại thêm vài ngày ở Nam Giang, tốt nhất nên đưa cả vợ con đến Mật Đông. Vương Tử Quân tất nhiên cảm ơn ý tốt của Sầm Vật Cương, nhưng khi hắn rời đi thì sự kiện Đường Chấn Huy muốn điều động Lý Hanh Dư chợt bùng phát, chỉ là hai bên đang áp sát lẫn nhau mà chưa ngã bài thôi. Bố xem con mặc bộ quần áo này thế nào. Tiểu Bảo Nhi thấy Vương Tử Quân đến thì tỏ ra cực kỳ vui mừng, nó hưng phấn bỏ qua bò lại trên giường. Dù thế nào cũng không chịu quay về phòng ngủ của mình. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt cực kỳ sủng ái nhìn Tiểu Bảo Nhi, con trai chạy qua chạy lại cũng làm cho cả nhà vui vẻ. Sau một lúc lâu ầm ĩ thì cuối cùng hai người mới dỗ được Tiểu Bảo Nhi đi về phòng ngủ. Tiểu Bảo Nhi thật sự là một cậu bé tràn đầy tinh lực, sáng sớm đã thức dậy đúng giờ, Mạc Tiểu Bắc nhanh chóng mặc lên người Tiểu Bảo Nhi bộ tây trang đã chuẩn bị sẵn, Tiểu Bảo Nhi liên tục xoay qua xoay lại trước gương. Cố gắng bày ra biểu hiện quái dị. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bảo Nhi, hắn không nhìn được phải ôm hôn con trai một cái, ôi Tiểu Bảo Nhi của bố, để bố đoán xem, hôm nay con nhất định là cậu bé đẹp trai nhất nhà trẻ. Đừng gọi con là cậu bé được không, con sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt mất hứng nhìn Vương Tử Quân. Khi hai cha con đang trêu ghẹo nhau thì điện thoại của Vương Tử Quân đặt trên bàn chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó nghe máy. Bí thư Vương, tôi là Du Giang Vĩ, lát nữa có cần tôi lái xe đi đón ngài không? Giọng nói của Du Giang Vĩ trong điện thoại tràn đầy vui vẻ sung sướng.
Lời nói của Du Giang Vĩ làm cho Vương Tử Quân nhớ lại thời điểm mình còn ở lại Nam Giang, không phải là mỗi ngày Du Giang Vĩ đều đưa đón mình sao. Nhưng mới đó mà mình đã đến công tác ở Mật Đông, Du Giang Vĩ thì phải ở lại Nam Giang. Giang Vĩ, sao cậu biết tôi đến Nam Giang? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ cười cười nói, Bí Thư Vương, lần này ngài đến tuy rất bí mật thế nhưng tôi lại có con đường nhận tin của riêng mình. Không biết có phải vì vị trí đã thay đổi hay không, lúc này Du Giang Vĩ nói chuyện với Vương Tử Quân thiếu đi chút nghiêm cẩn, lại có thêm chút thân cận và sinh động. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hoan nghênh sự thay đổi này của Du Giang Vĩ, hắn nhanh chóng cười nói, sao? Cậu nói xem, nguồn tin của cậu là từ đâu? Bí Thư Vương, tuy ngài đã đến Mật Đông thế nhưng Tiểu Bảo Nhi vẫn học ở nhà trẻ Nam Giang, khi nào tốt nghiệp thì cậu ấy sẽ rời khỏi Nam Giang. Tôi chỉ cần xem xét thời gian tốt nghiệp, như vậy sẽ dễ dàng phán đoán được ngài sẽ đến dự lễ tốt nghiệp này. Du Giang Vĩ căn bản cực kỳ nắm chắc vấn đề, thế nên vừa cười vừa nói ra suy đoán của mình. Vương Tử Quân nghe xong lời giải thích của Du Giang Vĩ thì chợt sinh ra cảm giác bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm nhận được hương vị không đúng. Chẳng qua lúc này hắn lại không thể nào nhận định rõ hương vị không đúng này là gì. Bí Thư Vương, tôi muốn báo cáo công tác với ngài một chút, không biết khi nào thì ngài cho tôi cơ hội đây. Khi Vương Tử Quân giống như đã nắm bắt được hương vị không đúng thì chợt nghe Du Giang Vĩ ở bên kia mở miệng xin chỉ thị. Vương Tử Quân thật sự đã lâu không gặp Du Giang Vĩ, hắn căn bản cũng rất quan tâm đến vị thư ký tiền nhiệm của mình. Lần này hắn đến Nam Giang định gặp Du Giang Vĩ một chút, lúc này nghe thấy Du Giang Vĩ nói như vậy thì không khỏi cười nói, vậy thì tối nay hai nhà chúng ta cùng dùng cơm. Cậu phải làm chủ mời khách mới được. Vâng, Bí Thư Vương, tôi nhất định sẽ chứng thực tốt chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân đồng ý làm cho Du Giang Vĩ vui mừng như điên, dù sao thì đáp án này cũng tốt hơn so với những gì hắn từng nghĩ. Vì có người nào không vui khi được dùng cơm vui vẻ với gia đình Bí Thư Vương? Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống chuẩn bị suy nghĩ xem rốt cuộc là mình cảm thấy không đúng ở điểm nào, nhưng lúc này Tiểu Bảo Nhi căn bản phải đi đến tham dự lễ tốt nghiệp. Thế nên cũng không cho hắn nhiều thời gian suy xét vấn đề. Tiểu Bảo Nhi lúc này chạy đến dùng giọng phê bình nói, bố, bố sao lại chậm chạp như vậy? Khi nhận điện thoại sao không nói là, anh là ai? Tìm ai, có việc gì, bố xem mình nói chuyện cả ngày mà không xong, không phải bố đang muốn con đến muộn sao? Vương Tử Quân nghe Tiểu Bảo Nhi nói những lời tóm tắt đơn giản mà không khỏi đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc, Tiểu Bảo Nhi này mới tốt nghiệp nhà trẻ mà thôi. Sao lại học được cách ăn nói như vậy? Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà không nhịn được cười. Hắn dùng bữa sáng được Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị tỉ mỉ, sau đó cả nhà leo lên chiếc xe màu vàng của Mạc Tiểu Bắc chạy về phía nhà trẻ thực nghiệm. Vương Tử Quân muốn biểu hiện kỹ thuật lái xe của mình, thế nhưng đáng tiếc là Mạc Tiểu Bắc không cho hắn cơ hội này, hắn không làm gì được chỉ có thể ôm Tiểu Bảo Nhi hỏi han về chuyện học hành ở nhà trẻ mà thôi. Két! Khi hai cha con Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, đúng lúc này Mạc Tiểu Bắc chợt thắng gấp, nếu không phải là Vương Tử Quân ôm chặt con trai, chỉ sợ hai người đã đụng đầu vào lớp kính phía trước. Sao vậy, em không phải lái xe rất ổn định sao? Sao kỹ thuật hôm nay lại kém thế này? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn nở nụ cười trêu ghẹo. Trước kia Vương Tử Quân rất thích trêu ghẹo Mạc Tiểu Bắc như vậy, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc là người rất nghiêm túc cẩn trọng. Căn bản không cho hắn nhiều cơ hội. Vương Tử Quân nói lời trêu ghẹo làm cho gương mặt của Mạc Tiểu Bắc có hơi đen nhẻm. Khi hắn đang định cười lớn thì thấy nàng giẫm chân ga, xe như tia chớp vượt qua khỏi dòng xe trước mặt, sau đó nhanh chóng chắn trước mặt một chiếc xe Mercedes-Benz. Xe đột nhiên tăng tốc và giảm tốc làm cho Vương Tử Quân không khỏi có chút nóng lòng, hắn vội vàng nói với Mạc Tiểu Bắc, em chạy chậm một chút, cho dù là không vì anh thì cũng phải vì con mà chậm lại một chút. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì Tiểu Bảo Nhi dùng hai mắt tỏa sáng nhìn về phía trước, không có chút biểu hiện sợ hãi. Chiếc xe kia đúng là không ra gì. Mạc Tiểu Bắc nói rồi giảm tốc độ lại một chút, đằng sau liên tục vang lên tiếng còi xe, thế nhưng dù bấm còi thế nào thì Mạc Tiểu Bắc vẫn tiếp tục giảm tốc độ. Tuy Vương Tử Quân không nhìn rõ tình cảnh vừa rồi, thế nhưng hắn cũng hiểu có lẽ là chiếc xe ở phía sau vừa rồi vượt xe mình không quá đạo đức, làm cho Mạc Tiểu Bắc mất hứng. Vì vậy mới làm cho đối phương đẹp mặt. Vương Tử Quân chỉ có thể lắc đầu với điều này,
hắn nghe tiếng còi xe vang lên phía sau, thế là hắn đành phải khuyên vợ mình, được rồi, cũng đừng so đo với người ta nữa, chúng ta còn phải đưa Tiểu Bảo Nhi đến dự lễ tốt nghiệp, cũng đừng đến muộn. Mạc Tiểu Bắc nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì mới gật đầu, nàng giẫm chân ga, xe trực tiếp tăng tốc, chỉ 10 phút sau đã đi đến cổng nhà trẻ. Lúc này cổng nhà trẻ đã có nhiều xe dừng lại, liên tục có nhiều đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ từ trong những chiếc xe kia đi ra. Mạc Tiểu Bắc dừng xe lại, Vương Tử Quân nhanh chóng đưa con trai đi ra khỏi xe. Khi cả nhà bọn họ vừa đi qua cổng nhà trẻ, lúc này một tiếng két vang lên, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại cách đó không xa. Này anh bạn, đúng là lái xe rất tốt, thế nào, lát nữa xong lễ tốt nghiệp thì chúng ta đua một chút xem ai hơn ai. Một tên đàn ông đầu đinh thò đầu ra khỏi cửa kính, sau đó hắn lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Đua xe với mình, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, thấy cô nàng đầu sỏ gây ra chuyện này đang đứng sau lưng mình, biểu hiện của nàng giống như không có chuyện gì liên quan đến mình. Chương 1574, một cả tỉnh chúc mừng cậu. Vương Tử Quân cười cười, hắn kéo tay Tiểu Bảo Nhi đi vào trong nhà trẻ. Hừ, còn rất vinh váo, để lát nữa xem còn vinh váo được không. Người đàn ông kia thấy Vương Tử Quân không quan tâm đến mình, thế là chợt nổi giận. Khi hắn chuẩn bị đẩy cửa xe đi xuống thì đã bị người phụ nữ bên cạnh giữ chặt tay, anh Tân, hôm nay là lễ tốt nghiệp của con trai, có gì nói sau. Người đàn ông căn bản rất sủng nịnh người phụ nữ xinh đẹp này, hơn nữa sự việc bây giờ lại có liên quan đến con hắn, thế là hắn không khỏi nhìn thoáng qua cậu con trai béo tốt ở phía sau, lại nói, đi thôi, bố có thể nhịn vì con. Triệu Tịnh Yên và Trương Mẫn mặc váy dài xinh đẹp đứng trước cửa lớp. Bọn họ liên tục chào hỏi phụ huynh và học sinh đi vào. Sau 3 năm làm giáo viên ở nhà trẻ thực nghiệm, thật lòng thì nàng không nỡ rời xa những đứa trẻ đã gắn bó với mình thời gian qua. Chào anh, Triệu Tịnh Yên đang chào hỏi một vị gia trưởng thì chợt thấy Vương Tử Quân, thế là không khỏi sững sờ, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nàng đã biết rõ thân phận của Vương Tử Quân, vì vậy bây giờ nhìn thấy hắn thì cảm thấy miệng lưỡi mình giống như cứng lại. Triệu Tịnh Yên căn bản suy nghĩ khá nhiều về phương diện xưng hô với Vương Tử Quân, nàng rất muốn chào hỏi hắn như với các phụ huynh khác, thế nhưng nàng vừa há miệng thì vẫn cảm thấy cách xưng hô bình thường như vậy là quá mạo phạm đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Tịnh Yên, hắn vẫn nhớ tên của cô gái trẻ tuổi dễ kích động này, hắn không khỏi thản nhiên chào, chào cô Triệu. Triệu Tịnh Yên khẽ gật đầu, nàng vội vàng chào hỏi Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc. Khi cả nhà Vương Tử Quân đi vào thì Trương Mẫn đứng bên cạnh cười nói, thế nào, nhìn bộ dạng của cậu kia, gặp phụ huynh của học sinh mà căng thẳng như vậy, có phải là có ý nghĩ gì với người ta không? Tôi nói cho cậu biết, người ta đã có vợ rồi, cậu nên chú ý một chút. Triệu Tịnh Yên nghe Trương Mẫn trêu chọc như vậy thì không khỏi phản kích, cậu nói bậy bạ gì vậy? Người ta là phụ huynh của học sinh của mình mà. Tuy nói như vậy nhưng Triệu Tịnh Yên vẫn không khỏi suy nghĩ về những lời mà Trương Mẫn vừa nói, một ý nghĩ chợt lóe lên làm trong lòng nàng nhộn nhạo, đó là nếu như mình là một nửa cuộc đời của anh ấy, như vậy thật sự tốt biết bao. Nhà trẻ thực nghiệm không những sắp xếp cho thầy cô giáo phát biểu, còn có vài tiết mục biểu diễn của học sinh. Sau khi tất cả phụ huynh đưa con đến đông đủ, Triệu Tịnh Yên đại biểu cho thầy cô giáo phát biểu vài lời. Sau đó đưa nhóm phụ huynh vào trong đại sảnh xem con em mình biểu diễn. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cầm theo số ghế được Triệu Tịnh Yên phát cho, cả hai nhanh chóng đi vào trong đại sảnh. Hắn nhìn đám phụ huynh ở chung quanh, sau đó nói với Mạc Tiểu Bắc, em nhìn mà xem, những bậc cha mẹ kia cũng không giống như biểu hiện của chúng ta khi đưa con đến trường này học tập. Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua bốn phía rồi gật đầu mà không mấy quan tâm. Hai vợ chồng Vương Tử Quân đi theo dòng người vào đại sảnh, sau đó ngồi xuống ở số ghế của mình. Lúc này nhóm phụ huynh cũng đang tiến vào trong đại sảnh, bầu không khí có chút lộn xộn. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía nhóm người bên trái đang đi đến, lại nhìn lên đài xem bọn trẻ biểu diễn, chợt có người dùng sức vỗ lên vai hắn, sau đó người kia nói, chào cậu em, đúng là đời người không thể không gặp lại, không ngờ cậu cũng đến xem bọn trẻ biểu diễn. Vương Tử Quân chợt sững sờ, trong Nam Giang này không có mấy người quen biết mà gọi mình là cậu em cả. Khi hắn nghiêng đầu sang nhìn,
chợt phát hiện người đàn ông kia chính là chủ nhân của chiếc xe Mercedes-Benz đã đua tốc độ trên đường với Mạc Tiểu Bắc. Con anh cũng đi học ở trường này sao? Vương Tử Quân thuận miệng hỏi người đàn ông kia. À, con tôi cũng tốt nghiệp đợt này, nó rất giống tôi, là học sinh vĩ đại của khối, lập này nó còn được phát biểu vài lời. Người đàn ông này nhắc đến con thì cảm thấy có vài phần đáng kiêu ngạo. Vương Tử Quân cười cười, hắn có thể hiểu được biểu hiện của người đàn ông này. Có câu bọ hung cảm thấy con của mình thơm, nhím thấy con mình bóng loáng, phụ huynh nghĩ về con cái của bọn họ như vậy là bình thường. Người đàn ông kia nói vài câu rồi cười với Vương Tử Quân, cậu em có thể chạy một chiếc xe không ra gì với tốc độ nhanh như máy bay, thật sự là quá lợi hại, thế nào, hôm nay chúng ta thử tài một lần nữa được không? Hôm nay tôi còn có chuyện khác, Vương Tử Quân từ chối rồi khẽ nói, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, chúng ta cũng đừng nên làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Thế nào, không nể mặt sao? Người đàn ông nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó, cậu em nên chuẩn bị đi. À, thiếu chút nữa thì tôi quên, hôm nay tôi còn đại biểu cho phụ huynh học sinh lên phát biểu vài lời. Khi người đàn ông này lên tiếng thì một nữ giáo viên trẻ đi đến, nàng dùng giọng dịu dàng nói với hắn, giám đốc Mạnh, đây là bài phát biểu của ngài xem qua một chút, có gì cần sửa đổi thì ngài cứ nói. Người đàn ông tiếp nhận bài phát biểu trong tay của nữ giáo viên, sau đó tùy ý khoát tay nói, cô Hà, tôi tin tưởng vào tài nghệ của cô. Sau khi cô giáo kia đi thì người đàn ông dùng giọng có chút khoe khoang nói, tôi cũng không muốn lên đại diện phụ huynh nói lời cảm ơn với các thầy cô giáo, thế nhưng tôi là bố của con trai mình, tuyệt đối không làm cho con trẻ bị uất ức. Vì vậy tôi tài trợ cho nhà trẻ 200 ngàn mua đồ chơi, thế là hiệu trưởng không khỏi ép tôi phải lên đại biểu cho các phụ huynh. Tuy tôi không cần thứ gì khác, thế nhưng cũng phải làm cho con mình nở mày nở mặt, như vậy là đủ rồi. Vương Tử Quân căn bản không có ác cảm với lời khoe khoang của vị giám đốc Mạnh này, ngược lại còn cảm thấy tán thưởng lời nói của đối phương. Nhưng hắn cũng không có tâm tư trò chuyện với người này, hắn chỉ cười cười rồi nhìn sang Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh. Cậu em, nói chuyện với vợ khi nào mà chẳng được, hai ta khó khăn lắm mới gặp mặt một chút, cũng nên trò chuyện cho vui. Giám đốc Mạnh thấy Vương Tử Quân không quan tâm đến mình thì dùng giọng khuyên nhủ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe có người nói, thưa các vị phụ huynh, các em học sinh thân mến, mong mọi người im lặng một chút, lúc này đã đến giờ bắt đầu nghi thức tốt nghiệp, bây giờ chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào cô bé chủ trì ngày hôm nay. Không ai tiết kiệm tiếng vỗ tay với con trẻ, thế nên khi giáo viên kia nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Trong âm thanh vỗ tay nhiệt liệt, một cậu bé mặc tây trang và một cô bé mặc váy công chúa màu hồng tay trong tay đi ra. Chương 1574, hai cả tỉnh chúc mừng cậu. Thưa các thầy cô tôn kính, thưa các bậc phụ huynh, các bạn học, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Giọng nói trẻ con trong trẻo thông qua loa phóng thanh truyền vào trong tai mọi người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ tự nhiên của Tiểu Bảo Nhi, hắn không khỏi cảm thấy hai mắt mình có chút ươn ướt. Hi hi, tôi định để con mình làm người dẫn chương trình, còn bỏ ra 500 ngàn. Thế nhưng hiệu trưởng nhà trường lại không chịu. Hôm nay nhìn lên thì không thể không phục, cậu bé kia căn bản là không ai bì nổi. Giám đốc Mạnh giống như không chút không thoải mái, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe giám đốc Mạnh nói như vậy thì cũng có chút kiêu ngạo vì Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ vào Tiểu Bảo Nhi rồi tự đắc nói, đó là con trai tôi. Con của anh thật sự rất tuyệt, nên bồi dưỡng cho tốt. Cậu ấy có tương lai làm một người dẫn chương trình tuyệt vời. Giám đốc Mạnh nhìn gương mặt kiêu ngạo của Vương Tử Quân, hắn không khỏi dùng giọng có chút ghen ghét nói. Vương Tử Quân cười cười không nói lời nào, giám đốc Mạnh kia do dự một lát rồi khẽ nói, xin hỏi anh công tác ở đâu? Tiết mục chính diễn ra rồi kìa. Vương Tử Quân cười cười nhìn giám đốc Mạnh, sau đó ánh mắt đã chuyển lên sân khấu. Giám đốc Mạnh nhìn bộ dạng bình tĩnh vui vẻ của Vương Tử Quân, gương mặt không khỏi có chút khác thường. Lúc đầu hắn còn có chút cảm giác tranh đấu với Vương Tử Quân, thế nhưng khi mà hai bên tiếp xúc nhiều hơn một chút, hắn chợt cảm thấy đối phương không phải là vật trong ao. Tuy xe của đối phương quá bình thường, thế nhưng lại có một người vợ cực kỳ xinh đẹp, điều này làm cho giám đốc Mạnh cảm thấy khó chịu. Vì vậy hắn tình nguyện tiếp xúc với Vương Tử Quân, để xem đối phương có thể là một người bạn được hay không.
cũng không ngờ Vương Tử Quân có thể nói với hắn vài câu, thế nhưng căn bản không chủ động nói thêm điều gì, điều này càng làm hắn nhận định người này bất phàm. Hắn thậm chí còn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen mặt, thế nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhớ xem đã gặp qua Vương Tử Quân ở nơi nào. Không phải là mình càng ngày càng đần độn đấy chứ, ngay cả điều này cũng không nghĩ ra được. Giám đốc Mạnh không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy, lúc này hắn chuyển ánh mắt lên người cậu bé đang làm người dẫn chương trình. Trong đầu hắn càng sinh ra một ý nghĩ khác, chính là hiệu trưởng nhà trường rất thích được tài trợ, 500 ngàn là một số tiền lớn nhưng vì sao con mình không được làm người dẫn chương trình. Tuy con mình so ra kém với cậu bé kia, thế nhưng cũng không thua kém quá nhiều, không phải là người này có địa vị quá lớn, người ta không dám đắc tội sao. Khi giám đốc Mạnh đang cố gắng suy xét, hắn cũng thầm cho ra quyết định. Hắn định mở miệng, đúng lúc này thấy hiệu trưởng nhà trường và một đám người từ bên ngoài đi vào, đám người kia đi khá chậm, nhìn qua rõ ràng là lãnh đạo đến kiểm tra công tác. Có người đến thì nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Giám đốc Mạnh là người làm ăn kinh doanh, tất nhiên không cần phải chú ý đến đám lãnh đạo phòng giáo dục thành phố. Nhưng khi hắn nhìn về phía bên kia, người đi đầu không khỏi làm cho hắn hít vào một hơi thật sâu. Trời ạ, đó không phải là bí thư Đậu sao? Giám đốc Mạnh không xa lạ gì bí thư Đậu Minh Đường, trước kia là bí thư thị ủy Đông Hồng, bây giờ là phó chủ tịch tỉnh Nam Giang. Tất nhiên hắn không xa lạ gì bí thư Đậu cũng là vì thường nhìn thấy hình ảnh của người này trên TV. Hắn nhiều khi còn nghĩ nếu như mình có thể làm quen được với bí thư Đậu, sau này hắn cũng không quá bận rộn chạy qua chạy lại trong tỉnh Nam Giang. Đậu Minh Đường đến nơi này kiểm tra công tác, có lẽ chỉ là làm cho ra vẻ mà thôi. Giám đốc Mạnh tuy từng uống rượu với lái xe của bí thư Đậu Minh Đường, thế nhưng hắn lại chưa từng được nói chuyện với bí thư Đậu một lần nào. Khi giám đốc Mạnh đang suy nghĩ miên man, chợt thấy hiệu trưởng nhà trường bên kia đang nói gì đó, nhưng ngay sau đó bị bí thư Đậu cản lại. Lúc này có người đi đến bên cạnh giám đốc Mạnh, chính là cô giáo Hà vừa rồi. Giám đốc Mạnh, lần này lãnh đạo đến đột nhiên, chúng tôi căn bản không kịp chuẩn bị, kính mong ngài giúp đỡ một chút, ngài chuyển vị trí dùm chúng tôi một chút. Cô giáo Hà có tướng mạo bình thường nhưng cười tươi thật sự rất đẹp, nếu như là trước kia thì giám đốc Mạnh còn có tâm tư trêu chọc cô giáo này vài câu. Thế nhưng bây giờ tâm tư của hắn chủ yếu đặt lên người của bí thư Đậu Minh Đường. Khi thấy người yêu cầu là Đậu Minh Đường, giám đốc Mạnh căn bản không dám nói lời nào. Tuy hắn có quen với một số người, thế nhưng nếu so sánh với Đậu Minh Đường thì thật sự là cách biệt trời đất, chỉ sợ không là gì trong mắt Đậu Minh Đường. Sau khi có chút do dự thì giám đốc Mạnh nói với cô giáo Hà, lãnh đạo không phải thường ngồi trên đài chủ tịch sao? Thế nào lại muốn xuống đây ngồi? Cô giáo Hà khẽ nói, vừa rồi hiệu trưởng của chúng tôi cũng mời bí thư lên đài chủ tịch, thế nhưng bí thư lại ngăn trở. Anh ấy nói lúc này bọn trẻ đang biểu diễn, cũng không nên quấy rầy, cứ để cho bọn trẻ làm tốt công tác của mình. Bí thư Đậu thật sự là một người yêu thích trẻ con. Giám đốc Mạnh cảm khái một tiếng, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân, cậu em, chúng ta cùng nhau sang bên kia ngồi thôi. Vương Tử Quân đã thấy được Đậu Minh Đường. Hắn biết Đậu Minh Đường vì sao lại bỏ mặc chuyện lớn trên tỉnh mà đến đây quan tâm đến phương diện giáo dục trẻ nhỏ. Sau khi nghe lời nói của giám đốc Mạnh, hắn định lên tiếng thì cô giáo Hà đã nói, giám đốc Mạnh, hiệu trưởng đã có sắp xếp, chỉ chuyển vị trí của anh, mong anh nhanh lên, cũng đừng để cho lãnh đạo chờ lâu. Mặc dù giám đốc Mạnh rất không muốn thế nhưng đành phải đi theo cô gái Hà đến chỗ khác. Trước khi đi hắn dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Vương Tử Quân. Cũng không phải muốn vị trí của Vương Tử Quân, mà hắn chú trọng chỗ ngồi của Vương Tử Quân. Thầm nghĩ sao mình lại không khéo như vậy, nếu như có thể đổi vị trí thì hắn có thể tiếp cận với bí thư Đậu rồi. Đáng tiếc là thời gian quá khẩn cấp, hắn đành phải đi mà thôi. Khi giám đốc Mạnh đang liên tục hâm mộ, đúng lúc này một tình cảnh xảy ra phía bên kia làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Giám đốc Mạnh nhìn bí thư Đậu ngồi xuống vị trí của mình trước đó. Hắn nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường, thế là không khỏi sinh ra cảm giác rơi lệ đầy mặt. Vì sao, chỉ còn kém chút nữa là mình có thể được ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường rồi. Nếu như giám đốc Mạnh có thể ngồi bên cạnh bí thư Đậu Minh Đường, dựa vào khả năng miệng lưỡi của hắn, hoàn toàn có thể làm quen với bí thư Đậu. Chưa nói đến những phương diện nào khác, hắn có thể xem đó như một nguồn tư bản của mình,
sẽ là một câu chuyện có thể khoe khoang với bạn bè, bọn họ nhất định sẽ rất hâm mộ mình. Bí thư Đậu, chiếc ghế này tôi cảm thấy không được thoải mái, hay là để cho bọn họ đổi chiếc ghế khác cho ngài? Vương Tử Quân nhìn thấy cơ thể cao lớn của Đậu Minh Đường ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thế là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút không đành lòng. Đậu Minh Đường là người sống an nhàn sung sướng, có khi nào rơi vào tình cảnh này? Chương 1575, một làm anh trợn mắt há mồm. Đậu Minh Đường cười ha hả nói, Bí thư Vương, anh đúng là không phải bạn chí cốt, anh đến Nam Giang mà không nói với tôi một tiếng. May mà tôi cũng có được tin tức, biết anh nhất định sẽ đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Tiểu Bảo Nhi, tối qua tôi cũng không muốn làm chậm trễ Ngưu Lang gặp chức nữ, hôm nay hai bên không say không về mới được. Ha ha, tôi đến địa bàn của Bí thư Đậu, tôi không nghe lời anh sao được. Vương Tử Quân thật sự có chút sợ khóc sợ cười. Rõ ràng là người khác còn lo lắng hơn cả hắn với buổi lễ tốt nghiệp của Tiểu Bảo Nhi. Nếu chỉ có một mình Đậu Minh Đường thì quá tốt, Vương Tử Quân không khỏi thầm cầu nguyện một câu như vậy, sau đó nhìn lên đài chủ tịch. Vì lúc này đám trẻ đang biểu diễn trên sân khấu nên Đậu Minh Đường cũng không nói nhiều với Vương Tử Quân, dù sao thì sau đó cơ hội để hai bên trò chuyện với nhau là rất nhiều. Nhưng hai người cúi đầu nói chuyện không khỏi làm cho giám đốc Mạnh cực kỳ hâm mộ. Mình xem như đã mất đi một cơ hội rất tốt, Bí thư Đậu quả nhiên là bình dị gần gũi như những gì người ta hay nói. Giám đốc Mạnh tên là Mạnh Vạn Trung, lúc này hắn không khỏi cảm thấy có chút vui mừng, nếu như nói trước đó hắn còn có chút đau lòng vì ném ra 200 ngàn để lấy suất đại diện cho phụ huynh học sinh phát biểu vài lời, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ đáng giá. Dù thế nào thì hắn cũng có cơ hội tiến lên đài chủ tịch để làm nổi bật tâm tư, biết đâu Bí thư Đậu sẽ chú ý đến mình. Nếu Mạnh Vạn Trung có thể làm cho Bí thư Đậu nhớ đến mình, đừng nói là 200 ngàn, dù bỏ ra 2 triệu thì hắn cũng rất tình nguyện. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Mạnh Vạn Trung cảm thấy rất phấn chấn tinh thần, hắn nhanh chóng bước về phía đài chủ tịch. Bí thư Đậu đang ngồi bên dưới, nếu như hắn nói sai không phải là quá mất mặt sao? Cũng may bài phát biểu được chuẩn bị sẵn cũng không quá dài, hắn có thể nói ra một hơi cho xong. Mạnh Vạn Trung vừa nói cảm ơn mọi người thì chợt có 7-8 người đi vào trong hội trường, hắn càng không xa lạ gì người đi đầu nhóm người kia. Chủ tịch Lý cũng đến đây sao? Mạnh Vạn Trung nhìn thấy đó là Lý Thự Uyên ngày nào cũng xuất hiện trên chương trình thời sự của đài truyền hình Nam Giang, hắn không khỏi ngây cả người. Nhà trẻ này thật sự có thể diện quá lớn, tình huống này không khỏi làm cho người ta cảm thấy rung động. Nhưng một tình huống làm cho Mạnh Vạn Trung cảm thấy rung động hơn chợt xuất hiện. Đó là một người ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường nhanh chóng phải nhường chỗ, mà tên khốn ở phía bên kia lại may mắn được ngồi cùng hàng ghế với Chủ tịch Lý và Bí thư Đậu. Nhà trẻ thực nghiệm là một thành viên của phòng giáo dục thành phố, sự việc hôm nay nhất định sẽ cho ra áp lực lớn, vì có hai vị lãnh đạo tỉnh đến đây kiểm tra công tác, mà tất nhiên người có áp lực lớn nhất chính là hiệu trưởng. Giám đốc Phương Viên là hiệu trưởng nhà trẻ thực nghiệm, nàng không phải chưa từng trải qua tình huống thế này bao giờ. Vấn đề là những vị lãnh đạo trước kia đến đây với cấp bậc cao nhất chỉ là phó chủ tịch thành phố quản công tác giáo dục. Bây giờ khách đến có phó bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn có cả chủ tịch tỉnh. Tuy lãnh đạo đi đến không có yêu cầu gì đặc thù, thế nhưng Vương Viên lại tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Nàng phải lao lực lắm mới có được chiếc ghế ở vị trí hiện tại, thế nên cũng không thể phát sinh ra sai lầm gì được. Khi Mạnh Vạn Trung tiến lên đại biểu cho các vị phụ huynh phát biểu vài lời, Giám đốc Phương Viên cảm thấy có chút căng thẳng, thế nhưng nàng căn bản còn chưa đủ căng thẳng thì nhóm người Lý Thự Uyên đi đến. Lý Thự Uyên sao lại đến? À, chính là kiểm tra phương diện an toàn ở nhà trẻ. Theo lời của vị thư ký trưởng đi theo lãnh đạo, trẻ em như đóa hoa của Tổ quốc, là tương lai của đất nước, chủ tịch tỉnh đến thăm cũng xem như là giúp đỡ nhà trẻ trong công tác giáo dục trẻ nhỏ sau này. Nhưng chủ tịch Lý dùng danh nghĩa như vậy đến kiểm tra công tác lại không chịu đi kiểm tra tình hình, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Bí thư Đậu, cũng hào hứng theo dõi các em nhỏ biểu diễn trên sân khấu. Những người đưa con em đến đây học tập thường là nhân viên của các cơ quan trong thành phố và tỉnh ủy, lúc này bọn họ thấy hai vị lãnh đạo cấp tỉnh đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con em mình, thế là không khỏi mong muốn được kéo gần khoảng cách với lãnh đạo. Có hai vị lãnh đạo đến đây thì buổi lễ tốt nghiệp hôm nay của Tiểu Bảo Nhi quá long trọng rồi. Vương Tử Quân chờ tiếng vỗ tay vang lên như sấm chấm dứt thì khẽ nói với hai người Lý Thự Uyên,
Lúc này Lý Thừa Uyên đã hoàn toàn ổn định ở vị trí chủ tịch tỉnh, hắn nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cười nói, đây không phải là bí thư Vương Tạo Thành sao? Nếu như anh sớm liên lạc với hai chúng tôi sao lại chạy đến đây bắt người chứ? Đậu Minh Đường cũng cười theo, lúc này hắn cảm thấy mình cực kỳ ăn ý với tâm tư của Lý Thừa Uyên. Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp dưới sự chờ mong của hiệu trưởng Vương Viên, thế nhưng những gì xảy ra kế tiếp làm cho hiệu trưởng Vương Viên cảm thấy lãnh đạo đến đây cũng không phải là chuyện xấu. Ví dụ như Chủ tịch Lý và Bí Thư Đậu đều chụp ảnh với các em học sinh tốt nghiệp, mà chính nàng cũng được mời tiến vào trong đội ngũ này. Hai vị kia thật sự rất có ý. Mạc Tiểu Bắc nhìn Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường kẹp Tiểu Bảo Nhi vào giữa, thế là không khỏi dùng giọng dở khóc dở cười nói. Lúc này Vương Tử Quân đến đây và xem như lễ tốt nghiệp bị xã hội hóa, đãi ngộ của Tiểu Bảo Nhi cũng quá khác biệt. Vương Tử Quân cười cười, tuy hai người kia có mục đích không tinh khiết, thế nhưng lại biểu đạt tâm ý với mình, hắn cũng xem như tiếp nhận. Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp thì Mạnh Vạn Trung có chút thất lạc, hắn đi về phía chiếc xe của mình, chợt thấy chiếc xe của Vương Tử Quân phía bên kia đang khởi động chạy đi, chỉ sau nháy mắt đã sát nhập vào dòng xe của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy. Người kia đúng là có cá tính, dám chạy vào trong dòng xe của lãnh đạo. Mạnh Vạn Trung chợt cảm thấy buồn bực, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ đoàn xe của lãnh đạo là đặc biệt hộ tống cho chiếc xe kia? Hôm nay anh nên uống ít một chút, Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, anh biết rồi, em yên tâm đi. Đậu Minh Đường và Lý Thừa Uyên đặc biệt đi đến nhà trẻ để bắt người. Tất nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi tình cảnh uống rượu ôn chuyện. Mạc Tiểu Bắc căn bản hiểu rõ điều này, thế là không khỏi nhắc nhở một câu, rồi cũng không nói gì thêm. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra, hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ, tôi bây giờ đang đi cùng với Chủ tịch Lý và Bí Thư Đậu, cậu cứ ở bên khách sạn chờ tôi. Bí Thư Vương, lát nữa tôi sẽ đi đến. Du Giang Vĩ mặc dù cố ý bảo trì bình tĩnh thế nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra xúc động. Hắn có thể cùng dùng cơm với chủ tịch tỉnh, đây cũng không phải là một chuyện thoải mái, thậm chí là rất thận trọng. Hắn biết rõ điều này, thế nhưng Bí Thư Vương cho mời mình đi, điều này cũng không đơn giản, càng đại biểu cho địa vị của hắn trong suy nghĩ của Vương Tử Quân. Chương 1575, 2, làm anh trợn mắt há mồm. Lần này có Vương Tử Quân, Đậu Minh Đường và cả Lý Thừa Uyên, thế cho nên địa vị của Du Giang Vĩ trước mặt Vương Tử Quân sẽ càng thêm rõ ràng. Có thể nói là sự kiện lần này có tác dụng xúc tiến rất lớn với con đường làm quan của hắn ở Nam Giang. Lực lượng cán bộ hậu bị của tỉnh Nam Giang là quá hùng mạnh, hắn cần phải tìm một thời điểm mấu chốt để khẳng định lực lượng của mình. Vương Tử Quân vừa mới cúp điện thoại thì chuông điện thoại đã vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Sau đó cười nói, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là thư ký Tiểu Trịnh của Bí Thư Diệp, xin ngài chờ một lát, Bí Thư Diệp có chuyện cần nói với ngài. Một giọng nói khách khí vang lên yêu cầu Vương Tử Quân chờ một chút, thế nhưng hắn không chờ bao lâu thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Diệp Thừa Dân, Bí Thư Tử Quân, hoan nghênh anh đến tỉnh Nam Giang, tối nay anh có bận rộn gì không? Nếu không thì chúng ta đến khách sạn Nam Giang uống vài ly cho vui. Vương Tử Quân biết rõ hiện tại uy vọng của Diệp Thừa Dân ở Nam Giang càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa thành tích lại càng đáng quan tâm. Lúc này tên tuổi của Diệp Thừa Dân là rất lớn, thậm chí có người dự đoán Diệp Thừa Dân sẽ kiếm được vị trí trong ban ngành trung ương khóa tới. Ha ha, Bí Thư Diệp ngài gọi điện thoại quá sớm, tôi đang định gọi điện thoại cho ngài, lại để cho ngài gọi điện thoại đến mời dùng cơm. Đúng là có chút xấu hổ. Sau khi hai người Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân tươi cười nói vài câu thì đã quyết định địa điểm dùng cơm. Khi xe chạy đến khách sạn Nam Giang thì Du Giang Vĩ đã chờ sẵn, hắn có thói quen tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Tuy đây không phải là chiếc xe Audi mà trước kia Vương Tử Quân hay sử dụng, thế nhưng lại làm cho hắn vẫn sinh ra cảm giác rất quen thuộc. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu với Du Giang Vĩ. Sau đó giao cặp trong tay cho Du Giang Vĩ. Lúc này Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường cùng nhau đi ra khỏi xe, hai người cùng đi song song với Vương Tử Quân vào trong khách sạn. Vừa đi Lý Thừa Uyên vừa cười nói, Bí Thư Vương, hôm nay tôi sắp xếp món ăn Nam Giang, mặc dù ngài đã rời khỏi Nam Giang, thế nhưng cũng không thể quên Nam Giang được. Vị trí khác nhau sẽ quyết định cách nói chuyện khác nhau,
sau khi Lý Thừa Uyên trở thành chủ tịch tỉnh thì nói chuyện càng có thêm vài phần nắm chắc và khí thế. Điều này là tất nhiên, sau này tôi đến Nam Giang muốn dùng cơm sẽ đến tìm chủ tịch Lý. Vương Tử Quân vừa bước đi vừa mở miệng trêu ghẹo Lý Thừa Uyên. Một lời quyết định thế nhé, Bí Thư Vương, anh cũng đừng nên nuốt lời. Lý Thừa Uyên nói rồi nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ đi sau lưng của Vương Tử Quân, Giang Vĩ thật sự rất tốt. Giang Vĩ đúng là không tệ, nửa năm qua đã làm ra không ít thành tích, đặc biệt là ở phương diện xây dựng thành thị, càng là một người có khả năng đặc biệt. Đậu Minh Đường tuy rất khiêm tốn lời nói nhưng khi nào mở miệng cũng cực kỳ nghiêm túc. Du Giang Vĩ nghe xong hai câu khích lệ của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ và cực kỳ hưởng thụ. Hắn trải qua bao cố gắng khó khăn gian khổ, cuối cùng cũng nắm được nhiều tư bản cho mình. Nhưng với vị trí của hắn hiện tại thì quả là nhỏ bé trước mặt hai vị lãnh đạo tỉnh ủy này, bọn họ đều là những thế lực lớn trong quan trường Nam Giang, nếu chính mình muốn phát triển tốt thì cần sự tán thưởng từ bọn họ. Nhưng Du Giang Vĩ cũng hiểu rõ ràng, hai người này khích lệ chủ yếu là vì bây giờ mình đi bên cạnh Bí Thư Vương. Nếu như hắn không phải là thư ký của Vương Tử Quân, chỉ sợ người ta sẽ không thèm nhìn mình. Du Giang Vĩ nghe ba vị lãnh đạo trò chuyện mà không khỏi cố gắng áp chế tâm tình vui sướng của mình. Khi Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang thì một thư ký như Du Giang Vĩ được điều phối chức vụ xứng đáng, hắn là một người thủ hạ của Bí Thư Vương, hắn căn bản cũng cực kỳ mẫn cảm, hắn luôn hiểu ngầm những chỉ lệnh của Bí Thư Vương. Vì vậy khi đó dù là bất kỳ hình thức trao đổi nào thì hắn cũng cực kỳ thoải mái, thế cho nên trước đó Vương Tử Quân mới xem Du Giang Vĩ như cánh tay của mình, không, phải nói là đi vào lòng mình. Hễ là những gì Vương Tử Quân nghĩ đến thì Du Giang Vĩ cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa lại thực hiện rất tốt. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì Du Giang Vĩ quá mức xứng đáng chức vụ, dù là bất kỳ vị lãnh đạo nào sử dụng hắn cũng cực kỳ yên tâm. Thế cho nên Vương Tử Quân luôn chú ý đến Du Giang Vĩ, bây giờ cho Du Giang Vĩ đến cũng là vì muốn tạo ra con đường phát triển tốt đẹp trong tương lai. Hắn nghe thấy Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường chủ động khen ngợi Du Giang Vĩ thì cười tủm tỉm nói, Giang Vĩ làm việc cũng không tệ, thế nhưng cần phải rèn luyện phương diện trầm ổn. Trước đó khi tôi rời khỏi Nam Giang thì định đưa cậu ấy theo, thế nhưng cuối cùng cảm thấy nếu để cậu ấy làm thư ký cho tôi, không bằng để cậu ấy ở lại làm thủ hạ cho các anh và tìm được nhiều kinh nghiệm đáng quý khác. À, Giang Vĩ thật sự là làm rất tốt, rất có năng lực, sắp tới có thể gia tăng trọng trách. Lý Thừa Uyên cười tủm tỉm nói. Mặc dù chỉ là một lời nói như ngân phiếu khống, thế nhưng điều này không khỏi làm cho Du Giang Vĩ trợn mắt há mồm, như vậy không phải quá nhanh sao? Giám đốc khách sạn Nam Giang đã được đổi là một người khác. Người này căn bản không dám làm chậm trễ ở sự kiện hai người Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường cùng nhau mời khách, hơn nữa người được mời chính là vị lãnh đạo có lực lượng cực kỳ to lớn ở Nam Giang trước đó, chính là Vương Tử Quân. Viên giám đốc hiểu rõ tình huống vào lúc này, hắn tiếp đãi lãnh đạo với bộ dạng không kiêu ngạo không xu nịnh, cực kỳ đúng mực, hoàn toàn nhìn không ra chút vấn đề. Vì Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi không thích hợp với những trường hợp trò chuyện thế này, vì vậy Vương Tử Quân sắp xếp bọn họ đến một gian phòng khác. Không ngờ Tiểu Bảo Nhi lại ôm lấy cổ Đậu Minh Đường rồi nói, cháu cũng muốn nói chuyện với bác Đậu. Một câu nói của Tiểu Bảo Nhi làm cho gương mặt Đậu Minh Đường cực kỳ hớn hở, hắn cảm thấy rất vui mừng. Con trai của Vương Tử Quân cũng rất yêu mến hắn, đây không phải nói rõ hắn cực kỳ có duyên phận với Vương Tử Quân sao. Sau khi uống vài ly rượu thì bầu không khí trong phòng trở nên rất nhiệt liệt. Lý Thừa Uyên nâng ly rượu lên nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Tử Quân, ly rượu này chúc anh bay xa vạn dặm. Vương Tử Quân và Lý Thừa Uyên trước kia đấu tranh với nhau chết đi sống lại, nhưng bây giờ hai bên không xung đột lợi ích, hơn nữa Lý Thừa Uyên lại được tiến lên cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, thế cho nên thái độ của Lý Thừa Uyên có 4 phần cảm kích, 6 phần nịnh bợ. Vương Tử Quân cùng ly với Lý Thừa Uyên rồi khẽ hỏi, gần đây tình hình của Chủ tịch Trử thế nào rồi? Tuy Trử Vận Phong không còn là chủ tịch tỉnh Nam Giang, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cực kỳ kính trọng một vị lãnh đạo tuyệt vời như vậy. Lão chủ tịch cũng không tệ, hai ngày trước tôi về thủ đô có đến thăm anh ấy, chủ tịch tỏ ra rất lạc quan ở trên cương vị hiện tại. Lý Thừa Uyên trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Chương 1576, một mượn lực phát lực tiếp lực. Vương Tử Quân Trử Vận Phong là một vị cán bộ lãnh đạo tốt.
nhưng hắn cũng không quá áy náy với tình cảnh của Chủ tịch Trử vào lúc này, dù sao thì con đường chính trị của Trử Vận Phong cũng đi đến chung kết rồi. Lần sau tôi về thủ đô nhất định sẽ ghé thăm lãnh đạo, không biết khi đó ông ấy có hoan nghênh tôi không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên bây giờ có lẽ đã tiếp nhận tất cả từ Trử Vận Phong, đã trở thành một nhân vật đại biểu cho hệ phái cán bộ bản địa tỉnh Nam Giang. Thế nhưng hắn có sự khác biệt rất lớn so với Trử Vận Phong, khác biệt lớn nhất cũng chính là quan trọng nhất, đó là hắn căn bản không có uy tín cao vời như Trử Vận Phong. Bản thân Lý Thừa Uyên cực kỳ tôn trọng Trử Vận Phong, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói muốn đến thăm hỏi Trử Vận Phong, hắn không khỏi dùng giọng vui vẻ nói, Bí Thư Vương, Lão Chủ tịch rất hoan nghênh anh, Chủ tịch nói anh là người nhìn xa nhất mà ông ấy từng gặp. Nhìn xa nhất, Vương Tử Quân không khỏi nở nụ cười, chính mình dù biểu hiện ra nhiều điểm sáng trong chính trường, thế nhưng hắn biết những điểm sáng này có được cũng là nhờ vào ký ức kiếp trước mà thôi. Mặc dù gặp tri kỷ thì ngàn ly cũng ít, thế nhưng đến cấp bậc bọn họ hiện tại thì căn bản là ai cũng cực kỳ nắm chặt tửu lượng của mình. Sau khi ba người uống xong một chai rượu thì chuyển đến một gian phòng khác uống trà. Khi hương trà bốc lên cuồn cuộn thì Vương Tử Quân cười nói, lần này tôi về Nam Giang, nếu như hai vị không đến tìm tôi cũng sẽ đến tìm hai vị lãnh đạo. Lý Thừa Uyên còn chưa kịp lên tiếng thì Đậu Minh Đường đã nói, Bí Thư Vương, Chủ tịch Vương, nếu anh gọi Chủ tịch Lý là lãnh đạo thì tôi căn bản là không có ý kiến, thế nhưng anh gọi tôi như vậy thì có phải là đang nhắc nhở tôi, sau này nên gọi ngài là lãnh đạo hay không? Ha ha ha, Bí Thư Đậu nhắc nhở rất đúng, nếu ngài không nói thì tôi thiếu chút nữa đã quên điểm này. Vương Tử Quân nhìn về phía Đậu Minh Đường rồi cười dùng giọng đùa giỡn nói. Sau khi nói đùa vài câu thì Vương Tử Quân lại quay về chủ đề của mình, lần này tôi về Nam Giang, thật sự là có việc cần hai vị hỗ trợ một chút. Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân thì nhanh chóng thu hồi tâm tư đùa giỡn, Lý Thừa Uyên trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, có chuyện gì thì Bí Thư Tử Quân cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giải quyết cực kỳ nghiêm túc. Đậu Minh Đường không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Tử Quân căn bản lại biểu đạt nội dung giống như những gì Lý Thừa Uyên vừa mới nói. Vương Tử Quân lấy từ trong cặp ra hai hộp trà, phân phát cho mỗi người một hộp, sau đó mới nói, tuy nói vấn đề này là tôi muốn chiếm chút tiện nghi của Nam Giang, thế nhưng hại vị cũng đừng trách. Những ngày qua tôi công tác ở tỉnh Mật Đông, tuy tỉnh Mật Đông cũng được xưng là một địa phương phát triển kinh tế, thế nhưng lại kém quá xa Nam Giang. Hơn nữa không ít thành phố chỉ có một vài sản nghiệp chủ đạo, thế cho nên khi phát triển căn bản rất thiếu động lực. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc, gương mặt trở nên rất nghiêm túc. Đậu Minh Đường và Lý Thừa Uyên nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong suy nghĩ của bọn họ thì Vương Tử Quân có lẽ là kính nhờ mình vì chuyện tuyển cử sắp tới, thế nhưng không ngờ bây giờ lại mở miệng nói về kinh tế Mật Đông. Hai người bọn họ căn bản không xa lạ gì với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân nói lại làm cho bọn họ không biết phải làm sao. Không phải là Vương Tử Quân đang đến đây mượn tiền đấy chứ? Lý Thừa Uyên thầm nghĩ điều này, sau đó lại bắt đầu xem xét ở phương diện mình có thể giúp đỡ Vương Tử Quân được bao nhiêu. Khi hắn đang có tính toán thì Vương Tử Quân đã nói, phương diện tài chính dù có thể giải quyết được nhất thời thế nhưng chỉ trị được phần ngọn mà không thể động đến gốc, không giải quyết được vấn đề căn bản. Có câu nói thế này, đưa cho người dùng không bằng đưa cho người biết dùng, nếu Mật Đông muốn phát triển thì cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Thế nhưng tôi muốn cố gắng sử dụng tất cả lực lượng của mình, để cho các thành phố Mật Đông phát huy chút tác dụng của mình. Thế nên bây giờ tôi mới mong các lãnh đạo có thể chi viện, tôi hy vọng Nam Giang và Mật Đông có thể có vài thành phố kết nghĩa với nhau, cung cấp nhiều trợ giúp cho sự phát triển kinh tế của các thành phố tỉnh Mật Đông. Thành phố kết nghĩa cùng phát triển kinh tế, chính là hai thành phố giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Với tình huống phát triển kinh tế của Nam Giang, nếu như thiết lập các thành phố kết nghĩa phát triển kinh tế, như vậy người có lợi nhất là tỉnh Mật Đông, thế nhưng nếu kéo dài thì tỉnh Nam Giang cũng không có hại. Dù sao thì phía Mật Đông cũng có ưu thế riêng của mình. Ha ha ha, Bí Thư Tử Quân, tôi tưởng anh nói chuyện gì lớn, thì ra là cái này. Anh cứ yên tâm, tôi đây sẽ động viên các địa phương, trước cuối năm nhất định sẽ làm cho từng thành phố Mật Đông có được một thành phố kết nghĩa phát triển kinh tế ở tỉnh Nam Giang.
Lý Thừa Uyên nghe thấy Vương Tử Quân không phải là mở miệng mượn tiền, thế là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn vỗ bàn dùng giọng cực kỳ hào khí nói. Mặc dù phương diện kết nghĩa phát triển kinh tế này nhìn qua giống như Nam Giang có hại, thế nhưng cũng không phải là vấn đề gì, hơn nữa lúc ban đầu có tổn thất nhưng sau đó cũng có được vài phần ích lợi. Nếu Nam Giang ra tay thực hiện điều này, như vậy sẽ biểu hiện rằng tỉnh Nam Giang quyết tâm giúp đỡ các tỉnh chưa phát triển khác, càng làm cho Nam Giang thêm nở mày nở mặt trước mặt lãnh đạo Trung ương. Còn nữa, ít nhất cũng ném cho Vương Tử Quân một phần nhân tình, một hành động tốt như vậy sao Lý Thừa Uyên không đồng ý cho được. Vương Tử Quân căn bản đã có dự đoán trước với kết quả này, lúc này hắn nở nụ cười cảm tạ Lý Thừa Uyên, cảm ơn Chủ tịch Lý đã giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không thể làm một lần là xong, tốt nhất nên làm từng bước một. Trước tiên tôi cho ra danh sách 3 thành phố tiến hành thí nghiệm, nếu như hiệu quả thì sang năm mở rộng. Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Chỉ sau nháy mắt thì hai người bọn họ đã nghĩ đến mục đích của Vương Tử Quân, chỉ cho ra 3 phần danh sách cũng không phải là chuyện gì đáng nói, thế nhưng Vương Tử Quân lại không nói rõ là thành phố nào của tỉnh Mật Đông, ý nghĩa của nó chính là để cho các thành phố ở tỉnh Mật Đông tranh đoạt phần danh sách này. Chương 1576, 2, mượn lực phát lực tiếp lực. Tuy Vương Tử Quân nắm phần danh sách kết nghĩa phát triển kinh tế này của Nam Giang để nhằm vào Mật Đông, thế nhưng ai sẽ là người cho ra tác dụng chủ yếu, tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng điều này. Vào thời điểm mà tất cả đều đặt trọng tâm vào phương diện phát triển kinh tế, có ai không muốn làm ra thành tích cao độ ở phương diện này để con đường làm quan của mình thêm thông thuận? Dù là vì phát triển kinh tế bản địa hay vì bất kỳ điều gì khác thì phía Mật Đông sẽ tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán vì 3 chỉ tiêu kia. Khi người ta tranh giành nhau sẽ đưa đến cho Vương Tử Quân một lợi ích vô hình từ phương diện nắm giữ chỉ tiêu này, ví dụ như đẩy mạnh danh vọng của mình và dệt nên mối quan hệ rộng hơn. Điều quan trọng kế tiếp của Vương Tử Quân là gì? Tất nhiên là sau khi Đường Chấn Huy lui xuống thì Vương Tử Quân sẽ tiến lên tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh, hơn nữa từ quyền chủ tịch tiến lên thành chủ tịch tỉnh phải trải qua tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân, điều này không phải là trò đùa. Tuy không đến mức sẽ thất bại, thế nhưng nếu phiếu bầu quá thấp, hoặc là người ủng hộ quá ít, như vậy là tình huống rất nguy hiểm, không phải không có khả năng tuyến trên sẽ hy sinh Vương Tử Quân. Khi mà có được danh vọng, có được quan hệ rộng, hơn nữa còn có năng lực bản thân, sau này Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh có thể nói là cực kỳ vững bền và mạnh mẽ, lại có thêm vài phần khí phách. Những vị lãnh đạo các thành phố không có được chỉ tiêu kết nghĩa kinh tế với phía Nam Giang sẽ không vì vậy mà đắc tội với Vương Tử Quân, chưa nói đến thân phận về sau này của Vương Tử Quân, vì phần danh sách kết nghĩa kinh tế Vương Tử Quân nắm trong tay cho năm sau cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Chiêu thức này căn bản là quá cao minh. Lý Thừa Uyên nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy trước mặt mình không phải là một người đồng sự ôn hòa trước kia, rõ ràng là một con mãnh hổ. Tuy hắn biết rõ thủ đoạn của Vương Tử Quân lợi hại, thế nhưng lúc này nghe đối phương mở miệng cực kỳ đường đường chính chính, vẻ bề ngoài giống như vì sự phát triển của tỉnh Mật Đông, thế là không khỏi cảm thấy có vài tâm tư thông cảm cho bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương là người cường thế, bây giờ lại cùng chung gánh công tác với Vương Tử Quân. Điều này không biết là vui hay buồn đây. Bí thư Tử Quân, tôi cảm thấy phương diện kết nghĩa phát triển kinh tế không chỉ dừng lại ở phương diện hỗ trợ nhau cùng phát triển, càng cần phải tiến hành trao đổi cán bộ học tập kinh nghiệm. Chỉ có như vậy thì hai địa phương mới có thể ném ra những kinh nghiệm tiên tiến của mình, cũng càng có lợi cho sự phát triển chung của hai bên. Đậu Minh Đường trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân chợt cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ Đậu Minh Đường không hổ danh là ông bạn già của mình, chuyện gì cũng nghĩ đến lợi ích của mình. Chuyện này hắn vốn cũng có cùng ý nghĩ với Đậu Minh Đường, chẳng qua lúc này chưa tiện nói ra mà thôi. Lúc này thì quá tốt, hắn không cần nói mà Đậu Minh Đường đã lên tiếng giúp, căn bản làm hắn giảm đi không ít chuyện. Hắn nhanh chóng nói lời cảm tạ Đậu Minh Đường, cảm ơn bí thư Đậu, ngài căn bản thật sự là hết lực giúp đỡ những địa phương còn kém phát triển như chúng tôi. Ha ha ha, Bí Thư Vương, đây cũng không phải là tôi giúp đỡ ngài, đây chính là Nam Giang giúp đỡ ngài, có phải không Chủ tịch Lý? Đậu Minh Đường khẽ cười nói. Đúng vậy, Bí Thư Vương là cán bộ của tỉnh Nam Giang đi ra ngoài, Nam Giang chúng ta không cho Bí Thư Vương sự giúp đỡ lớn nhất thì căn bản là không ra gì.
Lý Thừa Uyên nói lời dõng dạc nhưng lại làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy có vài phần cố kỵ. Vương Tử Quân vừa rồi cũng chỉ nói đến vài phương diện trao đổi cán bộ, thế nhưng phải thông qua phương thức này để phái đến cho Vương Tử Quân vài người thuộc phe phái của mình. Sau khi bàn xong chuyện chính sự thì bầu không khí càng thêm tùy ý, trong phòng trà liên tục truyền ra tiếng cười. Thời gian gặp nhau luôn qua nhanh, tuy Đậu Minh Đường và Lý Thừa Uyên đều có thể tự chủ sắp xếp thời gian của mình, thế nhưng hai người vừa rồi đã đánh mất nửa ngày với Vương Tử Quân, xem như đã dốc hết lực. Dù sao thì trong tỉnh còn nhiều công tác chờ bọn họ sắp xếp xử lý. Khi sắp đến 3 giờ chiều thì Lý Thừa Uyên là người đầu tiên rời đi, Đậu Minh Đường ở lại thêm 10 phút rồi mới khẽ nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, tôi cảm thấy phương án anh nói ra không là vấn đề, thế nhưng khi gặp mặt Bí Thư Diệp thì anh cũng nên nói rõ ràng một chút. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Đậu Minh Đường, hắn cười nói, Bí Thư Đậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ liên hệ tốt với Bí Thư Diệp ở phương diện này. Vương Tử Quân tiễn chân Đậu Minh Đường và cảm thấy rất vui vẻ. Dù trước khi đến Nam Giang thì hắn đã cảm thấy chuyện này không quá phức tạp, thế nhưng bây giờ đã có 8 phần thành công, làm cho tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống. Chắc chắn việc liên hệ với Bí Thư Diệp sẽ không có vấn đề. Buổi chiều Vương Tử Quân nghỉ ngơi trong phòng khách 1 giờ, sau đó đưa Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc đến khu vui chơi. Hắn nhìn Tiểu Bảo Nhi chạy tới chạy lui vui vẻ mà không khỏi cảm thấy rất ấm áp. Nếu không phải không thể nào từ chối được cuộc gặp mặt với Bí Thư Diệp, Vương Tử Quân thậm chí muốn cùng Tiểu Bảo Nhi giáng thêm một chút thời gian ở nơi đây. Nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ của hắn mà thôi, khó thể nào thực hiện được. Sau khi cùng Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi chơi xe điện đụng, Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ đi vào trong phòng trà trò chuyện. Du Giang Vĩ nắm bắt cơ hội này báo cáo tình huống trước mắt cho Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nửa năm qua phát triển rất thuận lợi ở Nam Giang, những người có quan hệ với Vương Tử Quân ở lại Nam Giang rất quan tâm đến Du Giang Vĩ. Những người khác biết rõ Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, đối đãi với hắn cũng rất tốt, hơn nữa bản thân hắn cũng cố gắng, thế nên có được kết quả khá sinh động. Sau khi báo cáo công tác của mình, Du Giang Vĩ khẽ nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, nói thật thì tôi căn bản còn muốn ở bên cạnh ngài công tác thêm một khoảng thời gian. Không đi ra ngoài quá sớm. Tôi cảm thấy mình đã học tập được khá tốt, thế nhưng đi ra ngoài mới biết những gì mình học được vẫn còn quá ít. Nếu như tôi có thể tiếp tục ở lại rèn luyện thêm 2 năm ở bên cạnh ngài, như vậy cũng sẽ không có vài phần khó xử khi xử lý công tác như lúc này. Giang Vĩ, điều cậu cần bây giờ là ổn định, cần phải học tập kinh nghiệm ở Nam Giang, làm tốt công tác vài năm, tạo ra thành tích để lãnh đạo thấy rõ ràng. Chỉ như vậy cậu mới có được cơ sở để tiến lên về sau này. Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi cười nói, 2 năm sau chờ quy chế trao đổi cán bộ giữa tỉnh Mật Đông và Nam Giang được kiện toàn, tôi sẽ cho cậu đến Mật Đông phát lực. Chương 1577, một hành động vì dân sinh. Du Giang Vĩ thầm mừng rỡ, hắn biết Bí Thư Vương đến tỉnh Mật Đông làm chủ tịch tỉnh. Với năng lực của Bí Thư Vương, hắn tin tưởng chỉ sau vài năm nữa thì lực ảnh hưởng của lãnh đạo sẽ cực kỳ lớn ở Mật Đông, đến lúc đó mình đến tỉnh Mật Đông rèn luyện thật sự như diều gặp gió. Bí Thư Vương, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ lời kêu gọi từ ngài. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kích động của Du Giang Vĩ mà không khỏi nở nụ cười. Buổi sáng và buổi tối đều phải đi dùng cơm với người cùng một địa điểm, đây cũng không phải là chuyện làm cho người ta vui sướng. Cũng may vị giám đốc mới của khách sạn Nam Giang thật sự là một người khá có năng lực ở phương diện tiếp đãi, người này dặn dò nhà bếp dùng tất cả khả năng để cho ra những món ăn có phong cách khác hẳn, thế nhưng lần này người đến lại có vẻ nhiều hơn. Không những là Diệp Thừa Dân đi đến, cả vợ cũng đến. Trước đó Diệp Thừa Dân cũng đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, yêu cầu đưa cả Mạc Tiểu Bắc và con trai đến dùng cơm, lý do là vợ của lão muốn nhìn xem Tiểu Bảo Nhi như thế nào rồi. Vương Tử Quân nhìn thấy phu nhân của Diệp Thừa Dân căn bản tỏ ra cực kỳ thân cận với Tiểu Bảo Nhi giống như một món đồ mà mình cực kỳ thích thú, hắn không khỏi cảm thấy cần phải xin lỗi đứa con ngoan ngoãn của mình. Dù sao thì sự việc thế này sẽ còn phát sinh trong quá trình phát triển của Tiểu Bảo Nhi, thế nên cứ để nó thích ứng rồi nói sau. Bí Thư Tử Quân, hướng gió ở tỉnh Mật Đông cũng không được tốt lắm. Sau khi nói vài câu liên quan đến Tiểu Bảo Nhi, Diệp Thừa Dân nâng ly rượu lên nói với Vương Tử Quân, vài ngày trước tôi có tham gia một hội nghị, có gặp mặt một người đồng sự năm xưa,
anh ấy nói trên bàn làm việc của lãnh đạo đã xuất hiện đơn thư tố cáo anh. Vương Tử Quân cười cười, mặc dù hắn có chút khiếp sợ thế nhưng vẫn tươi cười nói, Bí thư Diệp, tôi tin tưởng ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Diệp Thừa Dân cười cười, thầm nghĩ Vương Tử Quân này quá xảo quyệt, khi có ưu thế thì tỏ ra cực kỳ ẩn giấu, khi rơi vào hoàn cảnh xấu thì vẫn bình tĩnh tự tin, làm cho anh khó thể nắm bắt được tâm lý thật sự là gì. Nhưng mình không cần phải tiếp tục quan tâm đến một người xảo quyệt như thế này nữa, thế là lão không khỏi nói với Vương Tử Quân, tôi cũng tin tưởng điều này. Hai người nói cười thêm vài câu thì vứt bỏ đề tài này. Diệp Thừa Dân khá hiểu về tình hình công tác của Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông, sau khi nói vài câu về phương hướng phát triển của Nam Giang, lão chợt giận dữ nói, Tử Quân, nói thật thì tôi cũng không nỡ để anh đi, nếu không phải là anh đến Mật Đông. Sự cố xảy ra ở Hân Lũng chỉ có thể là lãnh đạo nói lời khen ngợi với Nam Giang mà thôi. Bí thư, khi đó tôi đưa đội ngũ kiểm tra đến Hân Lũng, tất cả công tác liên quan đều do nhân viên đi theo thực hiện, tôi cũng không làm được gì. Tôi cũng muốn nói rõ với lãnh đạo, đó là Mật Đông chúng tôi cũng không thua kém người khác, thế nhưng tôi căn bản không muốn mua danh chuộc tiếng. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười. Hơn nữa tỉnh Nam Giang cũng sẽ không bao giờ xảy ả tình huống này dưới sự lãnh đạo của ngài. Vương Tử Quân nịnh bợ một câu làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy rất sảng khoái, lão vừa nói không nỡ cho Vương Tử Quân đi, thế nhưng chỉ có một nửa là thật. Có vị lãnh đạo nào không hy vọng trong tay mình có binh hùng tướng mạnh, thay mình ra sức công tác tạo ra thành tích. Tất nhiên người đó phải quán triệt ý đồ của mình, sau đó phải đi đầu tích cực công tác. Trong mắt Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân rõ ràng là binh hùng tướng mạnh, thế nhưng lại không phải là người có thể thu nạp vào hàng ngũ của mình. Bữa cơm có con trẻ thường sẽ rất náo nhiệt, mặc dù Tiểu Bảo Nhi là một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng nó khoái chí chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng nói ra vài câu kinh người cũng làm cho bầu không khí trong phòng thêm sinh động. Sau một giờ dùng cơm, phu nhân của Diệp Thừa Dân và Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi đến khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ của khách sạn Nam Giang. Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân ngồi đối diện với nhau trong phòng trà, cả hai cùng uống trà nói chuyện. Đến lúc nói đến chính sự thì Vương Tử Quân cũng không đi đường vòng, hắn trực tiếp nói ra những sắp xếp của mình với Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường vào buổi trưa. Diệp Thừa Dân cũng không trả lời hào sảng như Lý Thừa Uyên, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói, Bí thư Tử Quân, trên nguyên tắc thì tôi đồng ý với đề nghị của anh, nhưng tôi cho rằng nếu là phương diện kết nghĩa giữa các thành phố hai bên, không bằng để cho khối ủy ban nhân dân phụ trách. Người thuộc khối ủy ban nhân dân phụ trách, phía Nam Giang là Lý Thừa Uyên, còn phía Mật Đông chính là Đường Trấn Huy. Xem ra Diệp Thừa Dân biết mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đường Trấn Huy, nếu không cũng không đề xuất như vậy. Trước khi gặp mặt Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân cũng không lập kế hoạch, thế nhưng bây giờ sau khi nghe rõ câu nói của Diệp Thừa Dân, hắn không khỏi cho ra quyết định. Chính mình là người vận tác còn Đường Trấn Huy sẽ là kẻ vận hành, dựa theo mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đường Trấn Huy, chuyện này lợi ích lớn nhất sẽ rơi lên người mình, đồng thời có thể tránh được những ngôn luận mặt trái với mình. Có thể nói đây là một hành vi có lợi không hại. Vương Tử Quân càng suy nghĩ thêm nhanh nhạy, hắn mỉm cười châm trà cho Diệp Thừa Dân, cảm ơn Bí thư Diệp đã nhắc nhở, sau khi tôi quay về sẽ nhanh chóng báo cáo cho Chủ tịch Đường. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để thúc đẩy phương án này. Diệp Thừa Dân gật đầu đồng ý nói, tôi cảm thấy nên là như thế. Mặc dù nói là đi đón vợ con, thế nhưng khi Vương Tử Quân quay về Mật Đông thì vẫn chỉ có một mình. Mạc Tiểu Bắc đã rời khỏi Nam Giang, dựa theo lời của Tiểu Bảo Nhi thì nên đến thăm ông bà nội ngoại vài ngày, Vương Tử Quân cũng căn bản không từ chối điều này. Vương Tử Quân xuống máy bay và leo lên xe của mình. Chợt nghe Trương Tề Bảo báo cáo, Bí thư Vương, khi ngài lên máy bay thì nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh ủy, nói là chiều nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hỏi Trương Tề Bảo, có nghe nói hội nghị thường ủy lần này thảo luận về vấn đề gì không? Chủ yếu là nghiên cứu và thảo luận về xu thế phát triển nửa năm qua của tỉnh, đồng thời còn nghiên cứu thoáng qua vài vấn đề nhân sự. Trương Tề Bảo nói đến đây thì hạ giọng nói, hiện tại Phó Chủ tịch Lý của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến tuổi về hưu, bây giờ cần bổ sung người cho khối Mặt trận Tổ quốc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, thầm nghĩ lần này chỉ sợ Đường Trấn Huy sẽ dùng lực với Lý Hanh Dư. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến những câu nói trước đó của Đường Trấn Huy,
chỉ là sự việc có được thuận lợi như vậy hay không. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân không khỏi nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo. Lúc này Trương Tề Bảo cũng đang quan sát phản ứng của Vương Tử Quân, khi thấy Bí Thư Vương nhìn về phía mình thì hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc. Thầm nghĩ những lời vừa rồi mình nói sai điều gì, vì sao Bí Thư Vương lại nhìn mình như vậy? Khi Trương Tề Bảo cảm thấy bất an thì Triệu Hiểu Bạch ngồi ở hàng ghế phía trước đưa điện thoại đến, Bí Thư Vương, là điện thoại của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân nghe máy, bên trong vang lên âm thanh vui vẻ của Đường Chấn Huy, Bí Thư Vương, anh vừa xuống máy bay sao? Có đón vợ con đến chưa? Nếu đến rồi tôi sẽ đưa cả nhà đi đón gió tẩy trần một chút. Đường Chấn Huy tỏ ra rất vui mừng, rõ ràng khoảng thời gian qua tâm tình của Chủ tịch Đường là không tồi. Vương Tử Quân dù rời khỏi Mật Đông vài ngày nhưng vẫn hiểu rõ ràng tình huống nơi đây, hắn biết rõ phương án nhất thể hóa rừng mật đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, lúc này con đường nối liền hai thành phố rừng mật và Kim Hà càng được đặt lên mặt bàn để bàn bạc. Trước khi Đường Chấn Huy về hưu thì có thể thực hiện được phương án mình mong mỏi nhiều năm, dù là người nào cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng có người vui thì có người sẽ không vui, Đường Chấn Huy nếu là người vui vẻ thì người kia sẽ không vui chút nào. Chủ tịch, cảm ơn sự quan tâm của ngài, vợ con tôi muốn nhân dịp này đến thủ đô ở với ông bà vài ngày, đến khi cháu đi học mới đến Mật Đông được. Vương Tử Quân nói làm cho Đường Chấn Huy cười lên ha hả, Bí Thư Tử Quân, báo hiếu các cụ là rất đúng. Nếu khách quý không đến bây giờ thì cứ để đó, khi nào bọn họ đến thì tôi sẽ bổ khuyết sau. Vương Tử Quân nói vài câu khách khí với Đường Chấn Huy, khi hắn chuẩn bị nói những gì mình đã bàn với Diệp Thừa Dân. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Đường Chấn Huy đã lên tiếng, Tử Quân, hai ngày qua tôi đã báo cáo với Bí Thư Sầm về phương diện sắp xếp cho đồng chí Lý Hanh Dư, nhưng anh ấy căn bản không tỏ thái độ gì. Không tỏ thái độ chính là không đồng ý. Nghĩ lại thì cũng đúng, Lý Hanh Dư làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là rất quan trọng, tuy không là người không theo sát Đường Chấn Huy và Vương Tử Quân, thế nhưng nếu có bất kỳ tin tức gì thì Lý Hanh Dư cũng nắm bắt được đầu tiên. Sầm Vật Cương nếu đồng ý cho một người quan trọng như vậy ra đi mới là vấn đề. Chương 1578, một ngã đau. Chủ tịch, ngài bây giờ không cần phải huyên náo quá mức với Bí Thư Sầm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói với Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, lão cười cười nói, Bí Thư Tử Quân, bây giờ thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Nếu như tôi không nhân cơ hội này mà kết thúc những chuyện này, chỉ sợ sau này tôi sẽ là trò cười cho người ta. Anh cứ làm tốt chuyện của mình là được, tôi nắm chắc tâm lý về vấn đề này. Vương Tử Quân lúc này cũng không tiếp tục khuyên Đường Chấn Huy, dù sao thì mình cũng là người tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy. Hơn nữa Đường Chấn Huy làm chuyện này ngoài việc cố gắng để chính mình ra đi thanh thản, người lợi ích lớn nhất chính là Vương Tử Quân. Lúc này đủ Vương Tử Quân có nói cái gì cũng xem như là giả mù sa mưa, quá gượng ép. Thật ra quan trường cũng không phải nơi dễ dàng đùa bỡn, là chốn anh gieo cấy tôi gặt hái, là nơi đấu tranh giai cấp bừng bừng khí thế, cuối cùng không may mắn chỉ là những người đứng ở giữa, không biết mình thuộc về hệ phái nào. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi chuẩn bị nói ra chuyện kết nghĩa giữa các thành phố ở hai tỉnh Nam Giang và Mật Đông, nhưng hắn còn chưa nói ra thì Đường Chấn Huy bên kia đã lên tiếng. Bí Thư Tử Quân, tối nay tôi sẽ đưa anh đi đón gió tẩy trần, có một vị phó chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách Trung ương đến Mật Đông, bây giờ tôi phải đi tham gia tiếp đãi. Vương Tử Quân nghe những âm thanh tút tút vang lên ở đầu dây bên kia mà không khỏi xoa trán, hắn tự định giá về sự kiện liên quan đến Lý Hanh Dư. Nếu như Đường Chấn Huy thật sự muốn thúc đẩy chuyện này, hắn cảm thấy phần thắng không phải là quá lớn. Đường Chấn Huy sở dĩ dám làm như thế là vì vừa mới thoát khỏi trạng thái bị áp chế nhiều năm, một phương diện khác chính là muốn cho ra một nan đề cho Sầm Vật Cương. Đường Chấn Huy là người đứng đầu khối Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng lại không thể quyết định được thư ký trưởng cho mình, mâu thuẫn trong này sẽ lộ ra, làm cho nhiều người cảm thấy Sầm Vật Cương quá mức bá đạo ở phương diện này. Dù thế nào thì cơ hội thanh toán Sầm Vật Cương của Đường Chấn Huy đã đến. Vương Tử Quân thầm định giá lại những sự kiện này, sau đó lại nghĩ đến phương diện kết nghĩa giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hắn căn bản cực kỳ có lòng tin với phương diện này, tin tưởng nhờ phương án này mà mối quan hệ giữa mình với cán bộ tỉnh Mật Đông sẽ tăng tiến.
Dù sao thì phía Nam Giang bên kia cũng dốc sức thúc đẩy sự kiện này giúp Vương Tử Quân, chỉ khi nào có được sự giúp đỡ lớn như vậy các thành phố Nam Giang mới có thể tiến hành bắt tay với các thành phố ở Mật Đông. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình và bắt đầu bận rộn. Người đến báo cáo công tác với hắn lấp đầy phòng làm việc của thư ký Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân tuy dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết vấn đề, thế nhưng khi xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã quá giờ cơm trưa. 3 giờ chiều Vương Tử Quân đi đến phòng họp rất đúng giờ, khi hắn cầm ly trà đi vào thì chợt nghe Xà Lê Hoa cười chào hỏi, Bí thư Vương, lần này anh về tham gia lễ tốt nghiệp của con có cảm giác thế nào? Những người như chúng ta cũng chỉ còn ngài có thể dùng thân phận phụ huynh tham gia lễ tốt nghiệp của con em mà thôi. Vương Tử Quân căn bản mỉm cười với lời nói tràn đầy hâm mộ của Xà Lê Hoa, trưởng phòng Xà, chị nói vậy là sai rồi. Theo tôi thì mọi người đều có thể dùng thân phận phụ huynh đi tham gia lễ tốt nghiệp của con em. Vương Tử Quân nói ra những lời này làm cho cả phòng họp trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ các vị cảm thấy ông bà nội ngoại của tôi không phải là phụ huynh sao? Vương Tử Quân cười ha hả đặt văn kiện của mình lên bàn rồi lớn tiếng nói. Ha ha ha, Bí thư Vương căn bản là người có tư duy quá nhanh, tôi sao lại quên đi mất nhỉ? Đúng lúc này nhân viên công tác mở cửa phòng ra, Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy một trước một sau đi vào phòng. Sau khi nghe thấy tiếng cười của mọi người thì Sầm Vật Cương cười nói, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tôi cũng muốn tham gia một chút. Xà Lê Hoa gần đây rất nịnh bợ Sầm Vật Cương, nàng nhanh chóng nói ra những lời vừa rồi của Vương Tử Quân cho Bí thư Sầm. Sầm Vật Cương chợt cười cười nói, Bí thư Tử Quân nhắc nhở rất đúng. Xem ra sau này mọi người nên quan tâm nhiều hơn đến con cháu trong nhà. Khi nói chuyện thì Sầm Vật Cương đặt văn kiện lên bàn nói, mọi người đã đến đông đủ, như vậy bắt đầu họp được rồi. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nghiêm túc, mọi người vốn đang cười phải lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình, gương mặt không chút biểu cảm. Nửa năm qua tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh là 8%, căn bản là phát triển tốt. Thế nhưng so ra lại giảm đi 1% so với năm vừa rồi. Chỉ ở vị trí thứ tư trong số 4 tỉnh anh em chung quanh. Phương Anh Hồ đọc văn kiện không thể nào biết được đang vui hay buồn, giọng điệu giống như đang đọc văn, không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe lời nói của Phương Anh Hồ, trong lòng sinh ra cảm xúc. Sầm Vật Cương bây giờ cho ra hội nghị thảo luận về tình hình kinh tế nửa năm qua, tuyệt đối không phải là quyết định đột nhiên. Bí thư Sầm cho ra hành động như vậy nhất định là có mục đích của mình. Nhưng mục đích của Sầm Vật Cương là gì? Không phải là đang tận dụng cơ hội bắt đầu hội nghị để cạn tàu giáo máng với Đường Trấn Huy, xóa sạch khí thế của Đường Trấn Huy sao? Tuy Đường Trấn Huy không phát huy tác dụng mạnh mẽ ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng vẫn là chủ tịch tỉnh, điều này căn bản chưa từng thay đổi. Nói cách khác nếu như kinh tế của Mật Đông phát triển kém, như vậy trách nhiệm của Đường Trấn Huy là khó tránh khỏi. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà không khỏi nhìn thoáng qua Đường Trấn Huy, thấy gương mặt Đường Trấn Huy có vài phần tái nhợt. Đường Trấn Huy đang nâng ly trà uống từng ngụm, chẳng qua tâm tình tuy không thật tốt thế nhưng cũng chẳng quá mức ảm đạm. Xem ra ý chí chiến đấu của Đường Trấn Huy vẫn còn khá mạnh, như vậy là tốt. Thưa các đồng chí, vừa rồi thư ký trưởng đã đọc ra báo cáo phát triển kinh tế nửa năm qua của tỉnh. Mọi người có cảm tưởng gì? Tôi nhớ cuối năm ngoái thì tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông xếp hàng đầu trong 4 tỉnh lân cận, nhưng bây giờ lại rơi xuống vị trí cuối cùng, nguyên nhân cũng chỉ vì tình trạng hạn hán và đầu tư quá độ trong tỉnh, thành tích như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy đỏ mặt. Sầm Vật Cương nói rồi vỗ mạnh tay lên mặt bàn, bầu không khí nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Đường Trấn Huy nhìn gương mặt hơi tái của Sầm Vật Cương, lão muốn mở miệng thế nhưng lại không thể nói lời nào. Lúc này lão không dám động vào mũi nhọn của Sầm Vật Cương, dù sao thì vị trí của Sầm Vật Cương cũng là quá rõ ràng. Thưa các đồng chí, tôi cảm thấy rất đau lòng với kết quả này, bây giờ điều chúng ta cần làm, hơn nữa cần làm nhất chính là phải hạ quyết tâm, gắng sức theo đuổi. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên nhấp một ngụm, gương mặt giống như hòa hoãn hơn một chút. Lão nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân. Tôi tin tưởng sự gắng sức theo đuổi của các đồng chí, cũng tin tưởng quyết tâm của các đồng chí. Nhưng có một số việc không thể nào chỉ nói miệng, chạy qua chạy lại nói vài lời có lòng tin và quyết tâm là thành công. Tôi đề nghị chúng ta phải cho ra sân khấu một chế độ thưởng phạt phân minh,
cho cán bộ có khả năng cơ hội, cho người có thể làm việc, có thể công tác đi ra sân khấu, cho người làm việc không thành công áp lực, chỉ như vậy mới có thể nâng cao một bước trong công tác hiện tại của chúng ta. Sầm Vật Cương nói xong rồi khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện nói, các vị xem báo cáo thống kê nửa năm qua đi. Chương 1578, 2, ngã đau. Vương Tử Quân nhớ trước đó đã từng xem qua báo cáo kia, đó là một sắp xếp dựa theo tốc độ tăng trưởng và biên độ tăng trưởng. Trong đó tốc độ phát triển cao nhất là thành phố Linh Long, biên độ tăng trưởng cao nhất là thành phố Rừng Mật, sau đó mới là thành phố Linh Long. Nhưng lực chú ý của Vương Tử Quân cũng không đặt lên phương diện tốc độ hay biên độ phát triển, chủ yếu là những thành phố phát triển kém nhất, chính là thành phố Kim Hà ở vị trí thấp nhất. Dù là ở phương diện nào thì thành phố Kim Hà cũng xếp ở cuối cùng, Vương Tử Quân nghĩ đến đó mà không khỏi hiểu được Sầm Vật Cương định làm gì, hắn vô thức nhìn sang Đường Trấn Huy, chợt thấy gương mặt của Đường Trấn Huy tái nhợt. Khi Vương Tử Quân đang do dự xem có nên lên tiếng hay không thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp. Có một vài thành phố có tốc độ phát triển làm cho người ta cảm thấy không hài lòng. Bí thư Sầm, địa vực không giống nhau thì tình hình phát triển cũng khó thể nào tương đồng được. Cố Tắc Phiêm vuốt tóc của mình rồi nói. Cố Tắc Phiêm nói những lời này giống như giải thích cho những thành phố phát triển kém, thế nhưng ai ở đây cũng là người mắt sáng như sao, biết Cố Tắc Phiêm đang đổ dầu vào lửa. Thậm chí lời nói của Cố Tắc Phiêm là lý do để Sầm Vật Cương tiếp tục phát triển đề tài của mình. Quả nhiên là phối hợp ăn ý. Vương Tử Quân thầm cảm khái một tiếng, lúc này Sầm Vật Cương hừ một tiếng rồi nói. Chúng ta cường điệu tìm biện pháp khi gặp phải khó khăn, chứ không phải là tìm lý do khi tụt hậu với các nơi khác. Có một vài thành phố không muốn phát triển, tôi không mong bọn họ có bước phát triển nhảy vọt, thế nhưng ít nhất cũng phải vượt qua mức trung bình của tỉnh. Nhưng đám người kia lại liên tục la ó, không chịu tiến bước, ngược lại còn làm cản trở người khác. Phát triển kinh tế rất khó khăn, cũng đừng tìm nguyên nhân khó khăn như thế nào, chủ yếu là phương hướng phát triển của anh ra sao. Khi tôi đến nhận công tác ở tỉnh Mật Đông thì đã từng phát biểu vài lời trong hội nghị toàn thể cán bộ của tỉnh, đó là không thay đổi tư tưởng thì thay người, đối với một số người thì không thể thỏa hiệp được. Sầm Vật Cương nói đến đây thì cũng không chờ người ta phản ứng, lão trầm giọng nói. Trưởng phòng Uông, anh xem trong tỉnh chúng ta còn vị trí nào để tuyên truyền công tác của bí thư Mã hay không? Nói một câu đã cho một bí thư thị ủy ra đi. Thế nhưng căn bản không cho đám người Đường Trấn Huy dư âm giải thích. Đây là biểu hiện cực kỳ bá đạo của Sầm Vật Cương, cũng biểu hiện lão đã suy tính rất kỹ càng. Uông Thanh Minh căn bản có chuẩn bị với sự kiện này, hắn nhìn vào quyển sổ nhỏ trên mặt bàn của mình rồi nói. Bí thư, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch còn thiếu một vị bí thư đảng ủy khối cơ quan. Bí thư đảng ủy khối cơ quan Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Vị trí này có thể nói là cực kỳ thanh nhàn. Đường Trấn Huy do dự giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí thư Sầm, Mã Vệ Đông tuy làm việc có chút tỉ vết, thế nhưng tôi cho rằng trực tiếp chuyển rời vị trí của anh ấy có chút không ổn. Đường Trấn Huy lúc này căn bản đã không nhịn được nữa, Mã Vệ Đông là một trong những vị bí thư thị ủy được lão để bét lên, nếu như bây giờ lão không nói lời nào, như vậy sẽ là thương tổn không nhỏ với uy tín của chính lão và con đường làm quan của Mã Vệ Đông. Vương Tử Quân nhớ Tôn Khải từng gửi cho mình một tin nhắn trêu đùa, đó là làm quan có thể thận trọng và vững chắc thăng chức là vì trời mưa có dù che, có tuyến trên nâng đỡ. Trong quan trường có ba điều đáng sợ, một là đi ngủ với quả phụ, bên trên không có người nào, hai là sợ ngủ với phụ nữ có chồng, vì bên trên còn có chồng đang chờ, ba là ngủ với vợ mình, hai bên căn bản là người cùng một nhà. Căn cứ vào những gì Vương Tử Quân hiểu thì những năm qua Mã Vệ Đông công tác thận trọng. Làm việc một mình, sở dĩ căn Aben không thể nào thúc đẩy phát triển kinh tế là vì thành phố Kim Hà có cơ sở phát triển quá kém, nếu muốn phát triển bừng bừng trong thời gian ngắn thì thật sự giống như làm khó cho Mã Vệ Đông. Vương Tử Quân có thể cảm ứng được sự bất đắc dĩ của Đường Trấn Huy, nhưng hắn hiểu rõ Đường Trấn Huy nói ra những lời vừa rồi căn bản không chút tác dụng. Bây giờ không những Sầm Vật Cương có lý lẽ quá lớn, còn có uy thế lớn, trận thế lại quá mạnh, anh cản được sao? Chủ tịch Đường, tôi biết rõ anh có chút không đành lòng ở phương diện này, thế nhưng chúng ta công tác lấy đại cục làm trọng, không vì tình cảm tư nhân mà không để ý đến sự phát triển kinh tế của tỉnh, đây chính là hành vi vì lịch sử mà đắc tội với người.
Sầm Vật Cương nói khá trầm thấp nhưng nghiêm túc, chỉ sau hai câu đã chụp mũ lên đầu Đường Chấn Huy. Khi gương mặt Đường Chấn Huy chợt đỏ hồng thì Sầm Vật Cương kiên định và thong thả giơ bàn tay phải của mình lên nói. Ai đồng ý điều chỉnh công tác của đồng chí Mã Vệ Đông thì giơ tay. Khi Sầm Vật Cương giơ tay lên thì Phương Anh Hồ đã theo sát tiến độ, cũng giơ tay theo. Sau đó là đám người Vi Yến Quy, Cố Tắc Phiêm, Uông Thanh Minh, Khang Tắc Chính và Xà Lê Hoa. 12 thường ủy nhưng chỉ sau giây lát đã có 7 người đưa tay lên, điều này đại biểu cho sự việc Mã Vệ Đông rời khỏi vị trí hiện tại là ván đóng thuyền. Đường Chấn Huy nhìn những bàn tay giơ lên bên kia mà không khỏi cảm thấy run lên. Trước khi mở hội nghị thường ủy thì Đường Chấn Huy cho rằng mình có năng lực so chiêu với Sầm Vật Cương, thế nhưng bây giờ Sầm Vật Cương lại dùng quyền lực tuyệt đối ép cho lão phải ngã xuống đất. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Đường Chấn Huy, hắn có thể thấy được ánh mắt không cam lòng của Đường Chấn Huy. Lúc này hắn không biết an ủi chủ tịch Đường như thế nào, có thể nói mình cũng bị Sầm Vật Cương coi là hàng ngũ cần dùng lực lượng tuyệt đối để đả kích. Khi Vương Tử Quân cắn chặt môi không nói thì có người giơ tay lên, lần này người giơ tay là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tiết Xuyên Cường. Nhưng Tiết Xuyên Cường giơ tay mà có chút do dự. Khi Vương Tử Quân nhìn đến thì Tiết Xuyên Cường nở nụ cười khổ sở, bộ dạng như muốn Vương Tử Quân tha thứ, vì hắn không thể không làm như vậy. Vương Tử Quân căn bản có chút không thoải mái với lựa chọn của Tiết Xuyên Cường, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Tuy Tiết Xuyên Cường giúp đỡ hắn trong bóng tối, thế nhưng ngoài sáng thì Tiết Xuyên Cường cũng không cho ra chút hứa hẹn nào. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn khẽ ném ánh mắt vui vẻ cho Tiết Xuyên Cường, tỏ vẻ hiểu nổi khó xử của đối phương. Lúc này không giơ tay chỉ còn lại Vương Tử Quân, Kim Chính Thiện và chính ủy phân khu Tần Điền Cương. Nếu so sánh với bộ dạng do dự của Tiết Xuyên Cường thì Tần Điền Cương căn bản là cực kỳ bình tĩnh, ngồi lặng lặng uống trà trên vị trí của mình. Vị trí của Tần Điền Cương rất đặc thù, dù có một phiếu nhưng phần lớn là bỏ quyền, không biểu hiện thái độ, mà cũng không ai ép hắn phải tỏ thái độ. Lúc này ánh mắt mọi người rơi lên người Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện. Trong đó Vương Tử Quân là người bị người ta nhìn vào nhiều nhất, dù sao thì vị trí của hắn càng trọng yếu hơn cả Kim Chính Thiện, có quan hệ thân cận với Đường Chấn Huy. Người đang ngồi đây biết rõ sở dĩ Đường Chấn Huy bây giờ ngóc cao đầu như vậy là đều nhờ vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, bây giờ Đường Chấn Huy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, để xem ý nghĩ của Vương Tử Quân là thế nào. Chương 1579, một phe phái cạnh tranh không ai nhường ai. Khi ánh mắt mọi người tập trung lên người mình, Vương Tử Quân cũng cảm nhận được bầu không khí bốn phía có chút ngưng trọng. Mặc dù đây không phải là lần đầu hắn rơi vào tình cảnh như vậy, thế nhưng cũng biết tầm quan trọng của mình vào lúc này. Nếu như lúc này hắn tỏ ra có chút nhu nhược, tuy có thể thoải mái vượt qua kiểm tra, thế nhưng lại là sự phản bội trắng trợn với Đường Chấn Huy. Sau này tình huống đồng minh giữa hai người căn bản là không thể tiếp tục. Vương Tử Quân không mở miệng, hắn đang chờ đợi, hắn tin tưởng vào trường hợp này sẽ có người trưng cầu ý kiến của mình. Dù sao hắn cũng là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn là vị lãnh đạo hàng thứ ba trong tỉnh, là một thường ủy quan trọng nhất bên dưới Đường Chấn Huy. Bí thư Tử Quân, anh có ý kiến gì với chuyện này? Sầm Vật Cương chờ một phút rồi chậm rãi mở miệng. Lão quan sát gương mặt Vương Tử Quân, chú trọng cả động tác và thần sắc, muốn nhìn ra chút phẩm tính từ trong những biểu hiện lúc này của Vương Tử Quân. Muốn tìm hiểu tính cách của một người phải nhìn vào biểu hiện lúc quan trọng nhất, là những lúc phải cho ra lựa chọn khó khăn nhất. Lúc này là thời cơ mấu chốt cho Vương Tử Quân, cũng xem hắn có thể đáng giá là đối thủ của đối phương hay không. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Sầm Vật Cương khiếp sợ và mừng rỡ, trong lòng lão cảm bản có đầy hương vị khác nhau. Dù thế nào thì người này cũng khó đối phó, thế nhưng ít nhất thì cũng sắp phải tỏ thái độ rõ ràng, biểu hiện của đối phương mong sao làm lão không thất vọng. Tôi phản đối. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại cực kỳ dứt khoát, hắn nói với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tuy năm nay kinh tế Kim Hà ở vị trí thấp nhất tỉnh Mật Đông, thế nhưng có nguyên nhân tạo thành kết quả này, chúng ta căn bản còn chưa kiểm tra cẩn thận. Còn một phương diện khác chính là bí thư thị ủy có hợp cách hay không cũng phải nhìn vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, thế nhưng không phải chúng ta nhìn vào con số tăng trưởng để luận anh hùng. Vương Tử Quân nói sau đó nhìn qua bốn phía, hắn nói tiếp.
vì vậy tôi không tán thành quyết định vội vàng điều chỉnh chức vụ của đồng chí Mã Vệ Đông. À, đồng chí Tử Quân vừa mới đến tỉnh Mật Đông, căn bản còn chưa hiểu rõ tình huống, có thể giữ lại ý kiến ở sự kiện này. Sầm Vật Cương nói rồi khẽ cười nhạt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ lúc này đại cục đã định, dù là hắn cũng khó có khả năng lật bàn. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt ảm đạm của Đường Chấn Huy, sau đó trầm giọng nói. Nếu các đồng chí đồng ý đã giơ tay, tôi cảm thấy các đồng chí phản đối cũng có thể giơ tay, tôi phản đối. Tuy giọng nói của Vương Tử Quân không lớn thế nhưng lại làm cho vẻ mặt nhiều người biến đổi. Gương mặt Đường Chấn Huy vốn có chút ảm đạm, thế nhưng sau khi nghe qua ba chữ tôi phản đối của Vương Tử Quân, một chút thần quang lóe lên trên mặt lão. Đường Chấn Huy nhìn Vương Tử Quân chậm rãi giơ tay lên mà không khỏi cảm thấy đó là sự giúp đỡ kiên định với mình. Khi Vương Tử Quân vừa giơ tay lên thì lão cũng giơ tay lên nói. Tôi phản đối. Khi hai bàn tay giơ lên thì gương mặt Sầm Vật Cương càng thêm khó coi, tuy hai người kia không có khả năng lật bàn, thế nhưng hai ba người phản đối vẫn có lực lượng khá mạnh. Hơn nữa đây là bọn họ đang phản đối. Sầm Vật Cương nếu muốn một lần vung tay đánh tan sự liên thủ của Đường Chấn Huy và Vương Tử Quân là càng khó khăn, ngược lại càng làm cho mối quan hệ giữa hai người này thêm kiên định. Tôi cũng phản đối. Kim Chính Thiện giơ tay lên, gương mặt hắn có nụ cười nhàn nhạt. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão thả lỏng tâm tình của mình một chút, sau đó trầm giọng nói. 8 phiếu đồng ý, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền, thông qua. Tần Điền Cương ngồi bên kia không nói gì, sau khi Sầm Vật Cương tuyên bố thì cũng không nói gì. Hắn chỉ khẽ cười nhạt với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của đối phương, đó là tình huống mà giơ tay cũng thất bại thì hắn giữ thái độ trung lập. Điều này Vương Tử Quân hiểu, tuy không cùng một hệ thống nhưng công tác của Tần Điền Cương vẫn phải có sự giúp đỡ của địa phương. Vì vậy với những chuyện không có ý nghĩa quá lớn như thế này thì hắn chỉ có thể bỏ quyền mà thôi. Đôi khi bỏ quyền cũng là một thái độ giúp đỡ. Khi Vương Tử Quân khẽ nở nụ cười với Tần Điền Cương, lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp. Chúng ta điều động đồng chí Mã Vệ Đông đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng không phải là mục đích cuối cùng hôm nay, tôi chính là muốn dùng trăm phương ngàn kế thúc đẩy sự phát triển của thành phố Kim Hà, bây giờ thành phố Kim Hà thiếu một người đi đầu. Trưởng phòng Thanh Minh, phòng tổ chức các anh có chuẩn bị nhân tuyển nào hay chưa? Bây giờ thời gian cấp bách, cũng đừng để quá lâu. Uông Thanh Minh vẫn biểu hiện sự bình tĩnh của mình, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Đồng chí Lý Hanh Dư của Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý nghĩ tốt, có năng lực tốt, lại có kinh nghiệm công tác cơ sở rất phong phú, là nhân tuyển rất tốt. Để cho Lý Hanh Dư làm bí thư thị ủy Kim Hà, lời đề nghị này của Uông Thanh Minh còn làm cho người ta khiếp sợ hơn cả lời phản đối vừa rồi của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư là ai thì nhóm người nơi đây đều biết, đám người nghĩ đến sự kiện Lý Hanh Dư sẽ là bí thư thị ủy Kim Hà, thế là vẻ mặt không khỏi biến đổi. Chuyện này căn bản cũng không phải là đề bạt với Lý Hanh Dư, thậm chí còn có ý nghĩa xuống tuyến dưới rèn luyện. Dù sao thì Lý Hanh Dư bây giờ cũng là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tầm quan trọng của vị trí này lớn hơn cả bí thư thị ủy Kim Hà. Hơn nữa thành phố này kém phát triển. Nếu như không phải suy xét đến nhân tố ở phía sau, chỉ sợ người ta sẽ cho rằng Lý Hanh Dư đắc tội với lãnh đạo, thế cho nên bị lãnh đạo giáng chức. Vương Tử Quân luôn tỉnh táo nghe những lời đối thoại giữa Uông Thanh Minh và Sầm Vật Cương, khi Uông Thanh Minh nói ra Lý Hanh Dư thì hắn càng thêm bội phục thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ lần này Đường Chấn Huy khăng khăng muốn điều chỉnh Lý Hanh Dư làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, vì mục đích này mà không tiếc rạch mặt Sầm Vật Cương. Bây giờ điều này càng làm cho Đường Chấn Huy phát sinh quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương lại đưa Lý Hanh Dư lên làm bí thư thị ủy Kim Hà, hầu như là đã tính toán rất kỹ. Phương án nhất thể hóa rừng mật được Đường Chấn Huy cực kỳ coi trọng, cũng đại biểu cho lý niệm chấp chính của Đường Chấn Huy ở tỉnh Mật Đông. Lý niệm này của Đường Chấn Huy bị Sầm Vật Cương áp chế 4 năm, bây giờ mới ló ra ánh sáng khi có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Chương 1579, 2, phe phái cạnh tranh không ai nhường ai. Cố gắng thúc đẩy sự gắn kết phát triển kinh tế giữa rừng mật và Kim Hà chính là quyết tâm và là chèo chống lớn nhất của Đường Chấn Huy trong sự kiện này. Bây giờ nếu để Lý Hanh Dư tiến lên làm bí thư thị ủy Kim Hà, như vậy hầu như là một quyết định cắt đứt tất cả,
vứt bỏ tất cả những quyến tâm của Đường Chấn Huy. Quyết định này được thông qua thì dù Đường Chấn Huy có bức bối thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, dù sao thì lần này cũng không phải là thăng chức bổ nhiệm Lý Hanh Dư. Người kia là khu thường trú văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, muốn điều chỉnh lên vị trí cao cũng rất khó khăn. Vương Tử Quân suy nghĩ rất rõ ràng nhưng lại không thể không bội phục mưu đồ của Sầm Vật Cương. Hắn nhìn thoáng qua Đường Chấn Huy, thấy ý chí chiến đấu vừa bùng lên của Chủ tịch Đường đã hạ xuống rất thấp. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn xoay xoay cây bút trong tay không một tiếng động. Khi hắn suy tư xem nên mở miệng thế nào thì chợt nghe có người hát ban đối. Trưởng phòng Thanh Minh, đồng chí Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là chức vụ quan trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, anh ấy cực kỳ cẩn trọng ở tất cả phương diện công tác, nếu như đột nhiên đưa anh ấy đến làm bí thư thị ủy Kim Hà, tôi sợ anh ấy sẽ có vài ý nghĩ trong lòng. Người mở miệng chính là Cố Tắc Phiêm, vẻ mặt còn có vài phần không cam lòng cho Lý Hanh Dư. Nếu như nói Cố Tắc Phiêm không cùng ý kiến với Sầm Vật Cương thì Vương Tử Quân không tin. Người này sở dĩ phản đối chính là vì muốn tương độ nặng cho Lý Hanh Dư ở vài phương diện khác. Cố Tắc Phiêm nói như vậy với mọi người để bày tỏ tình huống hiện tại của Lý Hanh Dư giống như bị giáng chức, là uất ức, các anh còn lý do gì để phản đối? À, điều này cũng cần nên suy xét, thế nhưng thành phố Kim Hà không thể nào không có người làm chủ được. Chủ tịch Trấn Huy, đồng chí Hanh Dư luôn phục vụ cho anh là người phụ trách công tác tư tưởng với anh ấy. Cũng đừng để cho anh ấy có suy nghĩ tiêu cực được. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói với Đường Chấn Huy. Gương mặt của Đường Chấn Huy cực kỳ căng thẳng, lão biết rõ đây là Sầm Vật Cương ép mình không còn lựa chọn nào khác. Dù lão có lựa chọn thế nào thì cũng phải thỏa mãn tâm ý của Đường Chấn Huy, lúc này ý nghĩ muốn đưa Lý Hanh Dư sang ban ngành mặt trận Tổ quốc đã hoàn toàn thất bại. Đường Chấn Huy do dự giây lát, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng phẫn nộ. Tuy bị mất đi thành phố Kim Hà là thất bại to lớn với lão, thế nhưng nếu đưa Lý Hanh Dư ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh thì cũng xem như là một việc đền bù tổn thất. Tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Hanh Dư về vấn đề này. Đường Chấn Huy nói rất khẽ, giống như những lời này là cơn gió phát ra từ trong cuống họng. Lúc này dù là nhân viên công tác trong phòng họp cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt không vui của Chủ tịch Đường, thế nhưng điều bọn họ có thể làm là bình tĩnh lặng im. Chỉ có thể tỏ ra đồng tình với Chủ tịch Đường mà thôi. Một tình huống phe phái cạnh tranh như vậy lại xúc động những người có thần kinh mẫn cảm trong quan trường mật đông, làm cho tình hình sinh thái chính trị lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một vài người linh thông tin tức còn cho rằng cục diện cán bộ trung tầng ở mật đông sẽ thay đổi, thế nhưng bây giờ lại không khỏi càng thêm kính sợ Sầm Vật Cương. Kim Chính Thiện nhấp một ngụm trà, tuy lần này Sầm Vật Cương nhằm vào Đường Chấn Huy, không liên quan đến hắn. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đau điếng người. Kim Chính Thiện, Đường Chấn Huy và Vương Tử Quân tụ tập lại với nhau, tuy Đường Chấn Huy cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng đây là vị lãnh đạo cao nhất trong số ba người. Lúc này Đường Chấn Huy bị chèn ép quá mạnh, sau này chỉ sợ người đi theo ba người bọn họ cũng không còn mấy. Kim Chính Thiện nghĩ đến kết quả này thì càng cảm thấy khổ sở cho cuộc sống sau này của mình. Kim Chính Thiện là người làm tốt công tác của mình. Hắn là bí thư thị ủy rừng mật, hắn có quyền tự chủ không ai động vào được. Hơn nữa Chủ tịch Hải Bác là người khôn khéo, trước nay hắn vẫn luôn thỏa mãn với người này. Trong kiếp sống chính trị của Kim Chính Thiện thì Chủ tịch Hải Bác là một người cực kỳ hợp tác với mình, thậm chí hắn còn có vài phần bội phục vị lãnh đạo thứ hai trong thành phố rừng mật này. Kim Chính Thiện cảm thấy Chủ tịch Hải Bác làm cho mình chịu phục ở phương diện tính cách, đầy hứa hẹn nhưng không phô trương, thấy đủ không biết đủ. Hòa khí ở trên mặt, nghĩa khí trong lồng ngực. Tài văn chương ở phương diện xử lý sự việc, nghĩa khí ở trên người, tràn đầy chính nghĩa, có thể kết giao bằng hữu. Hợp tác với một người như vậy không khỏi làm cho tương lai bừng sáng. Sầm Vật Cương ra tay quá mạnh mẽ, bây giờ người khó chịu nhất phải là Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy. Nhưng thế cục đã là như vậy, khó thể nào vãn hồi lại được. Vô tình Kim Chính Thiện đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Tuy hắn không tin Vương Tử Quân có biện pháp nào khác, thế nhưng phản ứng vô thức vẫn cực kỳ xem trọng Vương Tử Quân. Vì sao lúc này Vương Tử Quân lại đang cười? Kim Chính Thiện chợt híp mắt, thiếu chút nữa hắn cho rằng mình quá hoảng hốt mà xuất hiện ảo giác, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Vương Tử Quân lúc này lại cười được sao? Nụ cười nhạt nhạt của Vương Tử Quân như nước chảy mây trôi,
thật sự giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh. Kim Chính Thiện nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân, hắn giống như cảm thấy mình có sự chênh lệch không nhỏ với đối phương, chưa nói đến những phương diện gì khác, công phu ẩn nhẫn thật sự không bằng. Thua người nhưng không thua trận, nhóm người của mình bây giờ đang thất bại thảm hại, nếu như còn thua ở phương diện tinh thần thì không biết sẽ còn ra thể thống gì. Các đồng chí còn vấn đề gì không? Nếu như không có thì sẽ để cho phòng tổ chức nhanh chóng chứng thực theo trình tự. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bí thư Sầm, tôi hoàn toàn đồng ý với phương diện sắp xếp cho đồng chí Lý Hanh Dư. Vương Tử Quân chợt lên tiếng. Từng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân, tất cả mọi người đều muốn xem vị phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh này còn làm gì nữa. Không phải là người này bây giờ thấy rõ tình thế ở tỉnh Mật Đông, quyết định dựa vào bí thư Sầm sao? Bí thư Sầm, chủ tịch Đường, tôi đến tỉnh Mật Đông cũng còn chưa quá lâu, thế nhưng cũng đã gần nửa năm, cũng có biết được đại khái về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Vương Tử Quân tuy nói không lớn nhưng lại ung dung kiên định, hắn không chờ người khác cho ra ý kiến gì khác mà nói tiếp. Những năm qua tỉnh Mật Đông chúng ta được các ban ngành tiền nhiệm dìu dắt. Chúng ta dựa vào ưu thế của bản thân để phát triển mạnh kinh tế khu vực, lấy được nhiều thành tích không tệ. Chương 1580, tìm lại chút uy danh. Bí thư Vương, anh là chuyên gia ở phương diện kinh tế, có gì cần thì cứ nói ra, vừa vặn đây là hội nghị thường ủy thảo luận về tình hình phát triển kinh tế nửa năm qua, mọi người cũng có thể hợp mưu hợp sức thảo luận tìm ra phương hướng. Kim Chính Thiện khẽ cười chụp mũ chuyên gia kinh tế lên đầu Vương Tử Quân. Tuy người nơi này có nhiều kẻ không ưa thích gì Vương Tử Quân, thế nhưng không ai phản đối điều này. Dù sao thì Vương Tử Quân là người tạo ra tốc độ phát triển khủng khiếp của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam, bây giờ thành phố này có tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước. Sầm Vật Cương ngồi lẳng lặng trên ghế của mình, vẻ mặt lạnh nhạt giống như muốn nghe cao kiến của Vương Tử Quân. Nhưng cây bút trong tay lão liên tục xoay chuyển đã biểu hiện rõ tâm tình hiện tại, cũng không được ung dung giống như những gì biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này Sầm Vật Cương hầu như là toàn thắng, căn bản không cho Đường Chấn Huy cơ hội phản kích, đánh tan nát quân lính của Đường Chấn Huy. Nhưng lúc này Vương Tử Quân đứng lên phát biểu lại làm cho lão sinh ra cảm giác bất an. Vị phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ này cũng không phải là một nhân vật dễ ở chung, bây giờ đứng lên nói chuyện tất nhiên muốn khôi phục lại uy danh của nhóm người phía bên mình. Nếu như đối phương không có sách lược gì cụ thể, chỉ sợ không thể làm cho uy danh bên mình tăng tiến. Còn biến hay thành dở, vứt bỏ đi danh dự của mình. Lúc này Vương Tử Quân dám lên tiếng, rõ ràng là có sự chuẩn bị kỹ càng. Cảm ơn bí thư Kim đã khích lệ, tôi cũng không dám nhận hai chữ chuyên gia, tôi chỉ nói ra vài ý kiến của mình mà thôi. Vương Tử Quân khiêm tốn cười với đám người bốn phía, sau đó hắn nói tiếp. Hai ngày trước tôi đi đến Nam Giang dự buổi lễ tốt nghiệp của con mình, tôi có nói chuyện với vài vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang. Khi hai bên đang trò chuyện với nhau thì có nói đến phương diện thúc đẩy phát triển kinh tế. Các vị lãnh đạo ở Nam Giang rất xem trọng tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta, cũng cảm thấy có nhiều thành phố ở trong tỉnh chúng ta có thể có tác dụng xúc tiến kinh tế với một số thành phố trong tỉnh Nam Giang. Thế cho nên nói với tôi rằng hai bên nên thúc đẩy phương án cho các thành phố kết nghĩa cùng phát triển kinh tế với nhau. Kết nghĩa cùng nhau phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy không khỏi làm cho ánh mắt một vài người bừng sáng. Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy Rừng Mật, hắn hiểu rõ tốc độ phát triển kinh tế của Nam Giang, nếu quả thật có thể kết nghĩa cùng nhau phát triển kinh tế với thành phố tỉnh Nam Giang, như vậy sẽ có tác dụng xúc tiến rất lớn cho các thành phố trong tỉnh Mật Đông. Thậm chí có thể nói việc kết nghĩa cùng phát triển kinh tế giống như đôi cánh cắm lên vai các thành phố Mật Đông. Đường Chấn Huy vốn có tinh thần rất uể oải. Nhưng bây giờ hai mắt lão càng sáng ngời, giống như nắm được tinh túy lời nói của Vương Tử Quân. Lão lại ngồi thẳng người lên rồi nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương, trong mắt có thêm vài phần khí thế chiến đấu. Bí thư Vương, với tốc độ phát triển kinh tế của Nam Giang thì sẽ vô điều kiện cùng nhau giúp đỡ phát triển kinh tế với Mật Đông chúng ta sao? Sau khi trầm mặc một lát thì Cố Tắc Phiêm chợt mở miệng hỏi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Cố Tắc Phiêm, sau đó hắn thản nhiên nói. Phương diện kết nghĩa giúp đỡ phát triển kinh tế chính là tăng cường hợp tác, tạo nên góc bù tài nguyên.
trong quá trình hợp tác thì chúng ta sẽ tiến hành đưa ưu thế của mình ra cùng tạo nên góc bù với ưu thế của người bên kia, còn tạo thành góc bù như thế nào, đây là phương diện chứng thực cụ thể, còn phải được phân tích cụ thể. Tôi cũng không cảm thấy như vậy có cái gì là tốt. Cố Tắc Phiêm vừa nói được một nửa thì không nói thêm, vì hắn nhận ra bầu không khí xung quanh giống như xem thường lời nghi vấn của mình. Lúc này nếu hắn cứ tiếp tục nói ra thì căn bản chỉ có thể là một đứa ngốc mà thôi. Vào thời điểm này thì một người chấp chính thông minh đều kiên định một loại thái độ, đó là có thể có đấu tranh phe phái, có thể có mâu thuẫn khó thể hòa tan, thế nhưng là đại tướng ở biên cương dù là Đường Trấn Huy hay Sầm Vật Cương đều phải 100% đồng ý ở phương diện đại cục. Bây giờ có điểm sáng để phát triển kinh tế, có lý do gì để từ chối? Cố Tắc Phiêm ngậm chặt miệng lại, sau đó hắn thấy được ánh mắt nghiêm khắc của Sầm Vật Cương, thế là không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà vừa rồi mình ý thức được vấn đề, nếu không thì họa từ miệng mà ra. Vì sao mình vừa nhìn vào mặt tên Vương Tử Quân kia thì đã nổi nóng như vậy? Dù Vương Tử Quân có an phận thế nào đi nữa thì mình cũng không bao giờ vừa mắt, cảm thấy tên kia ngang ngược, cá tính quá phô trương. Thành kiến của mình với Vương Tử Quân như vậy cũng không phải là thứ gì tốt. Cố Tắc Phiêm thầm cảm thấy may mắn. Hắn vừa phê bình chính mình vừa tổng kết lại những nguyên nhân cố chấp với Vương Tử Quân như vậy. Biết đâu chính mình không tự giác được phải xem Vương Tử Quân là cái gai trong thịt cây đinh trong mắt, vì sao mình căn bản là móc hết ruột gan cũng chưa thể hiến kế cho ra một vài điểm mới lạ với lãnh đạo, thế nhưng người kia lại luôn bình tĩnh làm ra được nhiều thứ hay. Anh nghĩ mà xem, sao anh ta cứ không giống bình thường như vậy? Không phải muốn nói người khác không ra gì còn mình công tác quá tốt sao? Điều này khó tránh khỏi tình huống Cố Tắc Phiêm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cố Tắc Phiêm tuy không nói ra những lời này thế nhưng ai cũng biết hắn muốn nói gì, đó là không bao giờ có bữa cơm trưa miễn phí. Tuy Vương Tử Quân nói là tăng cường hợp tác tạo nên góc bù kinh tế với phía Nam Giang, thế nhưng thực tế thì ai cũng biết phương diện kết nghĩa giúp đỡ nhau phát triển kinh tế là cực kỳ có lợi cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Nhưng phía Nam Giang biết mình có hại mà vẫn phải thực hiện phương án này. Đó là vì sao? Là vì người ta nể mặt bí thư Vương Tử Quân, nếu không thì chuyện này cần Vương Tử Quân mở miệng trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy Mật Đông sao? Nếu so sánh với vẻ thất lạc của Cố Tắc Phiêm thì Đường Trấn Huy cảm thấy cực kỳ phấn chấn, lão không ngờ vừa rồi nhóm người của mình bị Sầm Vật Cương đánh cho không còn manh giáp, bây giờ Vương Tử Quân còn giấu một chiêu hay như vậy. Tuy hôm nay mình bị Sầm Vật Cương áp chế quá xít sao, thế nhưng Đường Trấn Huy lại không thiếu tính mẫn cảm chính trị. Sau khi Vương Tử Quân nói ra sự việc, lão cảm thấy được giá trị cao vời của nó. Thành phố kết nghĩa giúp đỡ nhau tạo nên góc bù phát triển kinh tế. Đây thật sự là một lực hấp dẫn rất lớn với các thành phố trong tỉnh Mật Đông. Bây giờ dù là nơi nào cũng coi tốc độ phát triển kinh tế là thành tích quan trọng nhất, trước đó đã có vết xe đổ của bí thư Mã Vệ Đông thành phố Kim Hà. Bây giờ các nơi không cố gắng phát triển mới là lạ. Lúc này Vương Tử Quân lại ném cho người ta một phong bao lì xì, nếu như thành phố nào có thể kết nghĩa với một thành phố ở Nam Giang, như vậy sẽ tự xây nên đường băng cho máy bay kinh tế cất cánh. Có ai mà không đỏ mắt với cơ hội này, đến khi đó không phải là tranh đoạt lẫn nhau để cho được chỉ tiêu sao? Vì sao phía Nam Giang người ta lại giúp đỡ Mật Đông ở phương diện này? Nguyên nhân không phải vì trước kia Vương Tử Quân là cán bộ tỉnh Nam Giang, người ta nể mặt Vương Tử Quân mới đồng ý như vậy. Còn phương diện ghép thành đôi như thế nào tuy nói là các thành phố tự đi đàm phán, thế nhưng thực tế thì quyền lợi lại nắm trong tay Vương Tử Quân. Khi đó đám người phụ trách các thành phố liên tục chen chúc đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau một chiêu như vậy thì Vương Tử Quân sẽ có thể lung lạc và kéo quan hệ được với hơn phân nửa các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh. Đường Trấn Huy càng thêm vui mừng vì một điểm mấu chốt khác, đó là tuy lần này mình là cánh chim gãy cánh, thế nhưng chỉ là một thành phố Kim Hà và một Lý Hanh Dư, nó căn bản không ảnh hưởng đến sách lược của Vương Tử Quân. Mất một thành khó thể nào so sánh với phương diện thắng lợi ở mặt sách lược. Đường Trấn Huy nâng ly lên uống một ngụm, khi hắn chuẩn bị tán thưởng sách lược của Vương Tử Quân, thế nhưng sau đó lão lại ngậm miệng lại. Chính mình không mở miệng thì không phải còn có người mở miệng sao? Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy cũng không thể ép cho người ta không lên tiếng, nếu để cho Sầm Vật Cương mở miệng thì càng tốt hơn so với mình. Đường Trấn Huy thầm hạ quyết tâm như vậy, lão buông ly nước xuống, trong lòng cực kỳ thoải mái.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.